Trấn thủ các nơi ở Hoàng Thành nhanh chóng trở về vị trí, mở ra pháp trận, nở rộ cường quang ngập trời, Hoàng Thành tầng tầng bao vây lại. Trong pháp trận có không gian bị giam cầm, có năng lượng ngưng kết, hữu hình thành vòng xoáy thôn phệ, chờ một chút, vân vân. Lôi chỉ ở sâu trong Hoàng Thành càng bộc phát ra lôi chiều lập trời, cuồng bạo kịch liệt, khuấy động uy lực và năng lượng kinh khủng hủy diệt trời đất, cứ như là có một thần linh đang thức tỉnh ở nơi đó. Cung nghênh lão tổ. Cường giả hướng ra ở các nơi trong Hoàng Thành nhao nhao quỳ xuống, cung kính hành lễ về phía sâu trong Hoàng Thành. Nơi đó chính dâng lên ánh trăng trong suốt, ở bên cạnh lôi chiều cuồng bạo không chút thua kém, ánh trăng cuồn cuộn, chín cái đuôi trắng tuyết chậm rãi trải rộng ra, chỉ lên trời phất phới, lộng lẫy, càng tràn ngập uy lực uy nghiêm vô tận. Một con cửu vĩ thiên hồ trắng xóa thức tỉnh, chính là lão tổ ngủ say của thiên hồ hướng ra, là lão hồ vương ở trong miệng người ngoài. Nương theo ánh trăng cuồn cuộn, cửu vĩ thu hết lại, huyễn hóa thành một nữ tử. Mặc dù nàng đã hơn 700 tuổi, nhưng lại giống như thiếu nữ thanh xuân tịnh lệ, mắt ngọc mày ngài, môi đỏ tiên diễm, tuyệt thế tiên nhan không mảy may kém tỉ muội Hướng Vãn Tình chút nào. Nàng uyển chuyển gót sen, đường cong chập trùng, y phục phất phới, cánh tay trắng giống như ngà voi chớp động sáng bóng, hư ảnh chín cái đuôi cáo dương ra ở phía sau, đã thêm vào mấy phần dụ hoặc, lại tăng thêm mấy phần uy nghi. Khương Phàm, ta không thể không bội phục năng lực của ngươi, ngươi lại có thể không làm kinh động bất cứ kẻ nào mà đăng lâm thiên khải. Lão Hồ Vương khóa chặt Khương Phàm, ánh trăng tràn ngập nhấc lên luồng không khí lạnh thấu xương. Nếu ta ngay cả chút năng lực ấy đều không có, còn chinh chiến thiên khải thế nào? Khương Phàm cười nhạt, mảy may không sợ. Quả nhiên cuồng ngạo, nhưng ngươi chọn sai đối thủ, càng chọn sai nơi. Lão Hồ Vương dạo bước giữa trời cao. Đi tới phía trước căn cứ, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hướng Vãn Tình. Để cho ngươi gả đế quân, ngươi không theo, cuối cùng chọn cho mình tuyển một tên cuồng đồ dã man, ngươi thật sự làm mất hết mặt mũi Hướng ra chúng ta. Lão tộc trưởng, ta không phải đến để cãi nhau với ngài, hôm nay chỉ là đến chỉ cho thiên hồ Hướng ra một con đường sống. Con đường sống, ha ha, ha ha, chỉ bằng ngươi sao, ta vẫn cho là ngươi khôn khéo thiện mưu, không nghĩ tới cũng ngây thơ như vậy. Để cho ta đoán xem mục đích của ngươi tới đây là gì, ngươi cho rằng có một tỷ tỷ thiên hồ thánh vương liền có thể đương nhiên thuyết phục nàng, mang theo toàn tộc Hướng ra tìm Khương Phàm nương tựa. Vì địa vị của mình ở bên cạnh Khương Phàm, ngươi là cả da mặt cũng không cần nhỉ. Lão tộc trưởng, trước khi nói chuyện, ta... Im miệng đi, ta đang tìm ngươi khắp nơi đây, vậy mà ngươi lại tự đưa mình tới cửa. Lão hồ vương Mỹ lệ làm rung động lòng người, quốc sắc thiên hương. Nhưng tư thái nghiêm khắc lại ảnh hưởng tới phần khí chất kia, nàng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thiên hồ thánh vương, ra lệnh. Còn nhớ rõ ngươi đã cùng ta ước định những gì, nếu như nàng trốn ở hạ giới, ta có thể mặc kệ, nhưng nếu nàng đã tới, ngươi phải làm chuyện ngươi nên làm. Lão tổ, thiên hồ thánh vương mím chặt môi đỏ, vẻ mặt xoắn xuýt. Làm chuyện ngươi nên làm, nuốt nàng. Lão hồ vương ngữ khí nghiêm khắc. Lão tổ. Xin cho ta chút thời gian. Im miệng, ta đã không cho ngươi thời gian. Ta đã không cho ngươi cơ hội. Bây giờ nàng tới, nuốt nàng cho ta. Hướng Vãn Tình tức giận. Lão tộc trưởng, ngươi quá tàn nhẫn. Ta mặc dù đã rời khỏi Hướng gia, nhưng chưa từng nghĩ đến muốn tổn thương Hướng gia. Vậy mà ngươi lại bảo tỉ muội chúng ta tương tàn. Lão Hồ Vương cười lạnh. Tỉ muội, ha ha, ngươi thật sự là khờ đến đáng yêu. Trước kia, các ngươi đúng là tỉ muội. Nhưng bây giờ, ngươi sớm đã chết. Thiên hồ thánh vương vội vàng nói. Lão tổ, xin cho ta thời gian, để cho ta tự mình giải thích cho nàng. Không cần ngươi giải thích, Hướng Vãn Tình, nghe cho kỹ, ngươi. Sớm đã không còn là ngươi, ngươi chỉ là một bộ phân thân của tỷ tỷ ngươi. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ngươi và tỷ tỷ ngươi đều là cửu vĩ thiên hồ linh văn, nhưng tỷ tỷ ngươi lại thức tỉnh toàn diệt, ngươi thì dừng bước tại chí tôn thánh phẩm. Tỷ tỷ ngươi có thể một thân hóa chín thể đồng tu, chín thể cộng sinh. Mà ngươi, có được chín mệnh, lại không thể có được chín phần thân. Đây là số mệnh, là quy tắc thiên đạo, không ai có thể tùy tiện đánh vỡ. Lão Hồ Vương dứt lời, trong lỗ tai Hướng Vãn Tình lại giống như một tia thiểm điện, đột nhiên đánh thức đủ loại nghi hoặc đã từng có trong nàng. Sau khi nàng bị lưu vong ở Vương quốc Hắc Ám không lâu, tỷ tỷ nói có thể thông qua thủ đoạn đặc biệt tạo nên cho nàng một bộ thân thể hoàn toàn mới,
có thể chứa đựng hồn phách của nàng, càng có thể phù hợp hoàn mỹ với linh văn của nàng. Lúc ấy nàng còn kinh ngạc qua, tỷ tỷ lại có thể có thủ đoạn thông thiên như thế. Lúc ấy nàng còn hiếu kỳ qua, sau đó tỷ tỷ đã nhiều lần thả ra phân thân đến vương quốc hắc ám vấn an nàng, đi đến ôn tuyển tiên cảnh kiểm tra thân thể mới. Lại hồi tưởng những gì lão hồ vương vừa mới nói kia, trong đầu của nàng đột nhiên hiện lên một ý nghĩ kinh người. Bộ thân thể này căn bản cũng không phải là tỷ tỷ tạo nên, mà chính là một trong 9 bộ phân thân của tỷ tỷ. Một bộ phân thân của tỷ tỷ, thanh trừ ký ức, thanh trừ linh hồn, thanh trừ tất cả, còn phong ấn linh văn, sau đó tiếp nạp linh hồn của nàng. Tỷ tỷ muốn dùng loại phương thức cực đoan này, tại thời khắc nào đó trong tương lai, bảo đảm Vãn Tình dùng phương thức khác kéo dài tính mạng. Nghĩ tới đây, Hướng Vãn Tình chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng bên cạnh tỷ tỷ. Có ý gì? Khương Phàm cau chặt lông mày. Có ý gì? Ha ha, người đường đường là thần hoàng, lại nghe không hiểu tiếng người. Cơ thể của Hướng Vãn Tình là một bộ phân thân của tỷ tỷ nàng, tiếp nạp linh hồn của nàng. Tỷ tỷ nàng vì để cho nàng có thể sống, đã từ bỏ một phần thân thể mình, từ bỏ cái mạng của mình. Giọng lão hồ vương lạnh lùng phiêu đáng trên hoàng thành để toàn thể hướng ra khiếp sợ, cũng để các cường giả thần giáo chấn kinh. Khương Phàm kinh ngạc nhìn Hướng Vãn Tình, cơ thể này là thiên hồ thánh vương. Hướng Vãn Tình không dám tin mà nhìn tỷ tỷ ở bên cạnh. Tỷ tỷ, đây là, thật, ta đoán được ngươi sớm muộn muội vẫn phải bị mang về thần giáo, tế hiến đế tộc, biện pháp duy nhất chính là để cho muội giả chết một lần, đổi lấy cho muội một trận tân sinh. Nhưng muốn lấy giả chết lừa bịp toàn tộc, lừa bịp đế tộc, khó khăn cỡ nào, nên muội nhất định phải chết thật một lần. Muốn trùng sinh thì cần thân thể hoàn toàn mới, nhưng muốn dung nạp linh hồn phù hợp với linh văn, thật quá khó khăn, cũng không thể cam đoan sau đó 100% thành công, cho nên tỷ tỷ có thể cho muội thứ tốt nhất, chính là phân thân của tỷ tỷ. Vừa rồi Thiên Hồ Thánh Vương lo lắng thúc giục Hướng Vãn Tình rời khỏi, chính là không muốn nàng biết bí mật này, cũng không muốn để lão hổ vương thấy được nàng. Năm đó sau khi Hướng Vãn Tình tự bạo giả chết, lão hổ vương đã mẫn cảm đã nhận ra vấn đề, cũng nghiêm khắc thẩm vấn nàng. Cuối cùng Thiên Hồ Thánh Vương đã để lộ bí mật, nhưng cũng được lão hổ vương cam đoan chỉ cần Hướng Vãn Tình ở lại hạ giới thì không đuổi theo, chỉ cần Hướng Vãn Tình không đối kháng thần giáo liền không đi truy cứu. Nếu không nàng cần tự mình ra tay nuốt Hướng Vãn Tình, một lần nữa dung nhập nàng trở về 9 thể phân thân. Lão Hồ Vương lạnh lùng nói. Hướng Vãn Tình, ngươi biết chuyện tỷ tỷ ngươi làm vì ngươi, cảm động không? Một mạng đổi một mạng, vĩ đại thật. Bây giờ đến lượt ngươi vì ngươi tỷ tỷ, từ bỏ chống lại, chủ động dung hợp cùng tỷ tỷ ngươi, tái tạo cửu vĩ. Khương Phàm, cảm ơn quà tặng của ngươi, lại bồi dưỡng Hồ Vương tộc ta từ Niết Bàn đến Thánh Linh Cảnh. Kể từ bây giờ, tộc Hồ Vương ta có 8 đại phân thân thánh linh, không sai, ha ha, rất không tệ. Thiên phú truyền thừa của cửu vĩ thiên hồ chính là có thể diễn biến ra 9 đại phân thân, đồng thời tiến hành tu luyện, sau khi 5 phân thân toàn bộ đạt tới thánh linh cảnh, sau khi toàn thể phân thân đoàn tụ liền có thể hiện ra cảnh giới thánh vương. Đây là chỗ thần kỳ của cửu vĩ thiên hồ linh văn, càng là chỗ bá đạo của thánh vương thiên phẩm linh văn. Nhưng, từ sau bộ phân thân thứ 5, bộ phân thân thứ 6 đến thứ 9 tu luyện sẽ trở nên vô cùng gian nan, có thể tu luyện bộ thứ 6 tới thánh linh đã là cực kỳ khó có được. Muốn bộ phân thân thứ 7 tu luyện thành thánh linh, cần bỏ ra tài nguyên cùng thời gian, so với hướng ra bình thường tạo nên một thánh linh càng là khó hơn gấp 2 trở lên. Chớ nói chi là bộ thứ 8 cùng bộ thứ 9, đó là cần gấp 3 gấp 5 lần tài nguyên, cơ duyên và thời gian. Nhưng, nếu quả như thật có thể tu luyện bộ thứ 9 thành thánh linh, vậy thì cửu vĩ đoàn tụ kia liền có hy vọng thể hiện ra lực lượng tới gần thánh hoàng. Nếu như toàn bộ cửu vĩ tu luyện thành thánh linh, còn có cơ hội diễn biến ra đuôi trong truyền thuyết thứ 10, dẫn phát linh văn phản tổ dị biến. Nếu như đuôi thứ 10 lại tu luyện đến thánh linh cảnh liền có thể chân chính bước lên vấn đề thánh hoàng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là chuyện trong truyền thuyết, từ xưa đến nay cửu vĩ muốn tu luyện đến thánh linh cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chuyện này so bồi dưỡng 15 vị thánh linh đều muốn khó khăn hơn. Muốn sinh ra thứ 10 đuôi, càng phải có vận khí, muốn đuôi thứ 10 lại tu luyện đến thánh linh, so với tu luyện thánh vương cũng khó khăn hơn gấp rất nhiều lần. Đây là cấm kỵ, cho nên mới hiếm thấy. Bởi vì hiếm thấy,
cho nên thiên hồ 10 đuôi thật sự mới có thể khinh thường quần hùng. Bây giờ thiên hồ thánh vương đã có 7 bộ phân thân tu luyện đến thánh linh cảnh, cho nên tại vấn đề thánh vương thuộc về nhân vật cực kỳ cường hãn. Nếu như Hướng Vãn Tình mang theo phân thân, thánh linh, trở về, tương đương với bát thánh thể, cách truyền kỳ cửu thánh xa một bước, lão hổ vương đương nhiên vui mừng. Thiên hồ thánh vương đột nhiên quỳ xuống đất. Lão tổ, ta nguyện ý tiếp nhận bất cứ an bài gì của ngài, xin ngài hãy thả Vãn Tình rời khỏi. Lão hổ vương hơi trầm mặt xuống, thanh sắc câu lệ. Ta nói, ta đã cho ngươi cơ hội, là Hướng Vãn Tình chủ động tự mình trở về, chẳng trách người khác. Bây giờ, dung hợp nàng, lại bắt lấy Khương Phàm. Lão tổ, thả Vãn Tình rời khỏi, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, mệnh của ta đều là của ngài, xin ngài khai ân. Thiên hồ thánh vương quỳ xuống đất cúi người, thân thể mềm mại run rẩy. Xin mời đại thống lĩnh lấy đại cục làm trọng. Hướng Hiên Hoàng và những người của gia tộc Hướng gia lại nhao nhao thỉnh nguyện, thần tình kích động. Nếu như sau khi dung hợp thì tương đương với 8 vị phân thân thánh linh, khoảng cách cửu thể thánh khu trong truyền thuyết cách xa một bước. Đây là vinh quang của Hướng gia, càng là kiêu ngạo của Hướng gia. Thực lực của thiên hồ thánh vương đủ để khinh thường thánh vương Thiên Khải. Coi như phân tán, cũng là 8 bộ thánh linh hoành hành trên chiến trường. Xin mời đại thống lĩnh, bắt lấy Khương Phàm. Thống lĩnh trấn thủ thần giáo, Tô Thần cũng tới đến nơi đây, cao giọng thỉnh nguyện. Hắn khó nén nụ cười mà nhìn đến Khương Phàm, ở hạ giới vắt hết óc đều không thể bắt lấy Khương Phàm, vậy mà Khương Phàm lại ngu ngốc xông vào hoàng thành của bọn hắn. Hắn lấy ở đâu ra tự tin? Chẳng lẽ chỉ bằng việc Hướng Vãn Tình và Thiên Hồ Thánh Vương là tỉ muội? Thật quá ngu xuẩn, buồn cười lại đáng thương. Chỉ với trí thông minh này mà đời trước lại sống thế nào đến được Đăng Thiên Kiều. Nếu như có thể bắt sống Khương Phàm, vạn đạo thần giáo nhất định có thể rửa sạch nhục nhã, tái tạo uy danh hoàng đạo. Nếu như đưa Khương Phàm đến đế tộc, khẳng định đế tộc sẽ ban thưởng vạn đạo thần giáo, nói không chừng còn có thể đưa tới tài nguyên rộng lượng, hiệp trợ Sở Phong Trần mau chóng bước lên cảnh giới thánh hoàng, như thế, vạn đạo thần giáo sẽ có được 2 vị thánh hoàng. Đầu tiên chờ chút đã, đều đừng kích động. Khương Phàm đi đến phía trước hỏi Thiên Hồ Thánh Vương. Là ngươi nói, hay là ta mà nói? Thiên Hồ Thánh Vương vừa muốn mở miệng, Khương Phàm lại nói. Thôi thì cứ để ta nói đi, nếu ta đã đích thân đến nơi này, khẳng định không phải là bởi vì chuyện Vãn Tình nói nàng có thể thuyết phục tỷ tỷ nàng dẫn Hướng ra quy hàng, nếu như ta chỉ có chút trí thông minh ấy, đời trước cũng sẽ không sống đến Đăng Thiên Kiều. Thần giáo các ngươi đương nhiên cũng sẽ không cho rằng như vậy chứ, nếu không trí thông minh của các ngươi cũng thật đáng lo. Ta tới đây, đương nhiên vẫn có nguyên nhân quan trọng. Về phần nguyên nhân, ha ha, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi nơi này hẳn là có nguyên hỏa sinh mệnh của vạn đạo giáo tôn nhỉ. Nơi đó có người trông coi không? Mà người trông coi, là đã ngủ thiếp đi rồi sao? Bầu không khí thoáng an tĩnh, mấy ngàn cường giả trên trời dưới đất nhìn chằm chằm Khương Phàm. Nguyên hỏa sinh mệnh của giáo tôn. Lời này là có ý gì? Khương Phàm cười nhạt mà nói. Các ngươi đi điều tra thêm trước, ta ở chỗ này chờ. Sắc mặt lão hổ vương dần dần u ám, nhìn Tô Thần thống lĩnh. Tô Thần vừa nhìn về phía một vị bán thánh phe phái Sở gia. Sắc mặt vị kia bán thánh đột nhiên biến đổi, vội vã chạy về sâu trong hoàng cung. Tô Thần chất vấn Khương Phàm. Lời ngươi vừa mới nói kia là có ý gì? Khương Phàm cười nhạt nói. Ta nói ra, các ngươi khẳng định không tin, tự mình điều tra thêm liền biết. Ngươi phách lối cái gì? Ngươi bây giờ đang ở vạn đạo hoàng thành. Ngươi xem thể hiện của ta, giống như là sợ ngươi. Ngươi hẳn là sợ. Ngươi có thể chịu một kích của ta, ta quỳ xuống gọi ngươi tiếng ra ra. Cuồng ngạo. Tô Thần quát lớn, tại lãnh địa của mình còn có thể để cho kẻ địch phách lối. Mái tóc dài của hắn bay loạn. Tử kim lôi điện bộc phát, bạo động trời cao, cường quang chói mắt, càng nương theo mê vụ màu tím. Lôi uy hiếp người, tử khí hoặc thần. Hắn là lôi hệ linh văn hiếm thấy, tử kim lôi văn. Hơn 100 năm trước hắn vừa mới gia nhập vạn đạo thần giáo, thuộc về người mới của thần giáo, lại có thể đứng vị trí thống lĩnh hoàng thành tại tình thế nguy hiểm, chính là nương theo lôi văn đặc biệt, cùng thực lực chiến đấu cường hãn, được giáo tôn tự mình đề bạt. Ầm ầm. Lôi chiều tuôn ra, ngàn vạn lôi mang sen lẫn thành móng vuốt kiên duệ, mang theo sương mù tím cuồn cuộn chụp hướng về phía Khương Phàm.
Khương Phàm bay lên không, trong chớp mắt khí tức đã tăng vọt đến cực hạn, vung mạnh quyền trọng kích, phần thiên chiến vực hiển hóa quyền sáo tại cánh tay. Một tiếng bạo hưởng, đất rung núi chuyển, ba mảnh liệt diễm tuôn trào ra, giống như ba viên tinh cầu hỏa diễm đang gào thét xoay tròn, theo thứ tự là Chu Tước Yêu Hỏa, Hỗn Độn Nguyên Hỏa, Bát Hoang Tuyệt Diễm. Ba loại liệt diễm cấp bậc thần viêm, dưới sự thôi động của phần thiên chiến vực, hiện ra uy lực và năng lượng kinh thế, sát uy cuồn cuộn, nhiệt độ cao kinh khủng, càng có uy lực diệt thế quét sạch toàn trường. Thiên Hồ Thánh Vương, Lão Hồ Vương đều hơi biến đổi sắc mặt, lập tức đã nhận ra cái uy thế phi phàm này. Dừng tay! Thiên Hồ Thánh Vương lập tức liền muốn chặn lại. Tỷ tỷ! Hướng Vãn Tình đột nhiên ngăn ở trước mặt nàng. Khương Phàm, nơi này không dung ngươi làm càn. Hư ảnh chín cái đuôi cáo phía sau Lão Hồ Vương đong đưa mãnh liệt, luồng không khí lạnh cuồn cuộn, đất trời lay động, bọn chúng giống như là ác long hoành không lao đi, muốn chặn đường Khương Phàm. Nhưng, toàn thân Khương Phàm cuồn cuộn liệt diễm, tốc độ tăng vọt, lấy lăng thiên thuật mở ra không gian, trước một khắc khi chín cái đuôi cáo chặn đường, hắn nhanh chóng hiện lên móng vuốt đánh sụp ra lôi chiều tử kim, trọng quyền đánh tới Tô Thần. Phần thiên chiến vực oanh minh, quyền uy tăng vọt. Ba mảnh tinh thần liệt diễm hoành hành giữa bầu trời, lấy uy lực vô địch diệt thế đánh vào trên thân Tô Thần. Tô Thần kịp thời nhấc lên lôi chiều chặn đường, nhưng... Ba loại liệt diễm, ba loại sát uy, một kích phá nát lôi chiều, một kích đánh nát cơ thể, một kích tiêu diệt linh hồn. Hỗn Độn Nguyên Hỏa, Chu Tước Yêu Hỏa, Bát Hoang Tuyệt Diễm, Thánh Linh cảnh Tô Thần cứ thể mà vỡ nát. Thống lĩnh Thánh Linh, một kích mất mạng. Hoàng Thành thoáng an tĩnh. Tiếng kinh hô lập tức vang vọng đất trời, vô số người ớn lạnh toàn thân, kinh hồn lùi lại. Tô Thần thống lĩnh, chết rồi. Bị Khương Phàm dùng một kích đánh chết rồi. Sắc mặt Thiên Hồ Thánh Vương đều đột nhiên biến đổi, Khương Phàm lại có thể cường hãn đến mức miểu sát Thánh Linh. Đây chính là thực lực của Thần Hoàng chuyển thế. Phó tướng của Tô Thần gào thét lên. Không phải ngươi nói tỉ thí sao? Sao ngươi lại trực tiếp giết hắn? Ngươi đây là đánh lén. Ngươi còn có chút đạo đức hay không? Ai nói cùng ngươi luận võ? Ta đến Hoàng Thành, chỉ vì hướng ra, quan hệ với thần giáo các ngươi vẫn là sinh tử đại địch. Ta ra tay, chính là muốn mệnh, ngươi cho rằng ta đang nói đùa với các ngươi. Khương Phàm lên tiếng hét lớn, long cốt cự ngạc, huyền quy bên trong thông thiên tháp đều nương theo yêu khí cuồn cuộn, từ bên trong vọt ra. Bọn chúng trước một giây còn đang điên cuồng thăm dò bên trong biển xương. Đột nhiên xuất hiện ở đây rõ ràng có chút sửng sốt, nhưng hai tên gia hỏa rất tinh minh, lập tức đã hiểu đây là muốn giữ thể diện. Được rồi, cho đủ mặt mũi. Giống. Long cốt cự ngạc lắc đầu vẫy đuôi, long khí cuồn cuộn, kinh hồn nhiếp phách, tiếng long ngâm kinh thiên, song âm cuồn cuộn nghiền ép không gian, chấn động đến các cường giả toàn trường đau đầu muốn nứt. Huyền quy càng nghiêm túc, há mồm phun ra hải triều vô tận, trực tiếp liền che mất hơn phân nửa bầu trời của Hoàng Thành. Nó lắc lư cốt thứ trên mai rùa nặng nề, phảng phất trở theo núi lớn nguy nga, phát ra tiếng gào thét mát lạnh. Tại hai quái vật khổng lồ ở hai bên trái phải làm nổi bật, tư thái của Khương Phàm càng lộ vẻ uy nghiêm, cưỡng bức chấn trụ bầu không khí bạo động trong Hoàng Thành. Ngươi đang làm gì, còn không mau giết hắn? Lão Hồ Vương nhìn hằm hằm Thiên Hồ Thánh Vương. Vãn Tình, tránh ra, ta là đại thống lĩnh Hoàng Thành, tuyệt đối không cho phép các ngươi lạm sát. Thiên Hồ Thánh Vương đang muốn quát tháo Hướng Vãn Tình thì bất chợt sâu trong Hoàng Thành đột nhiên truyền đến tiếng kêu rên bi thương. Giáo Tôn! A! À, nguyên hỏa sinh mệnh Giáo Tôn biến mất. Không không không, không! Lão Hồ Vương và các cường giả bỗng nhiên biến sắc, hồi hộp ngừng mấy giây, vội vàng chạy tới sâu trong Hoàng Thành. Bởi vì thân ở Thiên Khải chiến trường, cho nên các phe phái nơi này đều không có nơi như tổ từ, chỉ có chỗ ở lâm thời. Nếu như cần xuất chinh, thì dùng huyết khí của thống lĩnh và các nhân vật quan trọng nhóm lửa lên nguyên hỏa sinh mệnh. Bên ngoài xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nơi này có thể sớm biết. Trừ cái đó ra, giáo tôn, cùng lão tổ tuổi tác đã cao, hoặc là giáo chủ và truyền nhân đặc biệt, cũng sẽ có nguyên hỏa sinh mệnh vĩnh cửu thiêu đốt lên ở nơi sâu nhất trong bí địa tại cung điện. Nhưng, không ai sẽ nghĩ tới giáo tôn và lão tổ sẽ chết, bình thường đều là ngẫu nhiên vào xem. Không có ai sẽ thường xuyên ra vào mà mạo phạm, cũng không có ai sẽ ở lại nơi đó lãng phí thời gian. Lúc này ở bên trong bí địa, có 6 nguyên hỏa sinh mệnh biểu tượng cho giáo tôn, giáo chủ, sở vũ, điêu chân ác, lão hồ vương, cùng thiên hồ thánh vương trưng bày ở trong đó.
giáo chủ sớm đã dập tắt tại trước đó, bây giờ nguyên hỏa sinh mệnh tượng trưng cho giáo tôn cùng điêu trấn ác cũng im ắng mà dập tắt. Bán thánh Sở Gia đến đây xem xét quỷ gối ở bên trong bí địa, sợ đến xanh mặt lại, thân thể già nua không cầm được mà run rẩy. Lão Hồ Vương và đám người liên tiếp đến nơi này, sau khi nhìn thấy nguyên hỏa sinh mệnh đã dập tắt bất chợt cảm thấy lạnh cả người, thậm chí có người còn kinh sợ lui hai bước. Nguyên hỏa sinh mệnh của giáo tôn đã tắt. Chẳng lẽ giáo tôn đã chết rồi? Không thể nào. Giáo tôn là thánh hoàng, lại còn là trưởng khống giả tượng trưng cho tốc độ cùng thiên lôi thiên kiếp, càng có được vạn giới môn. Làm sao lại chết? Rốt cuộc hạ giới đã xảy ra chuyện gì, các lão tổ tông hoàng đạo khác đều khoanh tay đứng nhìn sao? Còn có lão tổ tông của Điêu gia, Điêu Trấn Ác, vậy mà cũng đã chết. Bí địa yên tĩnh như chết, tất cả mọi người đã rơi vào sợ hãi cùng khiếp sợ khó mà tự kềm chế được. Lúc này, nhân vật quan trọng và trưởng lão của các gia tộc tiến về cung điện xem xét đều nhao nhao chạy tới nơi này, thanh âm đều không bị khống chế mang theo từng tia run rẩy. Sở Phong Trần, chết rồi. Đại Tư Tế, chết rồi. Hạ giới, đều đã chết. Thanh âm tuyệt vọng quanh quẩn ở bên trong bí địa, chấn động đến rất nhiều lão nhân suýt chút nữa bất tỉnh đi. Lúc này, nơi xa truyền đến trận trận hỗn loạn. Khương Phàm cưỡi long cốt cự ngạc xông vào khu vực trung tâm hoàng thành như vào chỗ không người. Các vị, bây giờ có thể nói chuyện rồi. Tin tức đang khuếch tán tại Thương Huyền, cũng chắc chắn sẽ oanh động thiên khải. Không có vạn đạo giáo tôn chấn nhiếp vạn đạo hoàng thành, ở trong tất cả hoàng đạo mắt chính là một khối thịt mỡ trên thớt gỗ. Nhiều nhất 3 đến 5 ngày, cũng có thể là ngay hôm nay liền sẽ có hoàng đạo liên hợp lại nhào về phía vạn đạo hoàng thành. Bây giờ các ngươi có 3 con đường có thể đi. Đầu tiên, nghiêm phòng tử thủ, tồn vong cùng vạn đạo hoàng thành, sau đó bị hoàng đạo bên ngoài ăn sống nuốt tươi. Thứ hai, trước khi tất cả hoàng đạo kịp phản ứng, vứt bỏ hoàng thành, cầu viện Bắc Thái đế tộc. Thứ ba, cùng ta rời khỏi, quy hàng xí thiên giới. Giọng Khương Phàm rất to rõ đang quanh quẩn trong hoàng thành rộng rãi, rõ ràng truyền khắp cung điện, căn cứ, tường thành. Bầu không khí các nơi trong hoàng thành lập tức rối loạn, giáo tôn chết rồi. Vạn đạo hoàng thành sắp xong rồi. Không không không. Điều đó là không thể nào. Rốt cuộc hạ giới đã xảy ra chuyện gì? Làm sao giáo tôn lại đột nhiên liền chết? Vạn đạo hoàng thành làm sao lại đột nhiên muốn đứng trước hủy diệt? Đột nhiên xuất hiện đả kích, thật sự là quá lớn, không chỉ có thế hệ thanh niên không chịu nổi, mà một đời trước cũng đều tuyệt vọng đến bối rối. Chúng ta còn có đường thứ tư. Lão Hồ Vương đẩy đám người ra, đi đến phía trước. Thanh âm vang vọng toàn trường. Phái người liên hệ Bắc Thái đế tộc, chỉ cần trước khi đế tộc đến, chúng ta có thể thủ vững, vạn đạo hoàng thành sẽ vĩnh viễn thuộc về chúng ta. Câu nói này lập tức đề chấn bầu không khí đang hốt hoảng. Đúng vậy, hoàng thành có pháp trận vững chắc, chỉ cần bọn hắn toàn lực hợp tác, nhất định có thể thủ vững 10 ngày nửa tháng, thời gian lâu như vậy, đầy đủ để bọn hắn cầu cứu đế tộc rồi. Chỉ cần đế tộc nơi đó nguyện ý nhúng tay. Thậm chí có thể đưa tới tài nguyên, bọn hắn có thể tiếp tục có được tòa hoàng thành này. Lão Hồ Vương âm trầm sắc mặt, trước đó đề nghị giáo tôn ở chỗ này kiến tạo không gian pháp trận cùng đế tộc, nếu có gì ngoài ý muốn thì cũng có thể kịp thời ứng biến, nhưng giáo tôn nhất định phải thủ vững cái gọi là quyền chủ động, sống chết không chịu đồng ý. Bây giờ thì tốt rồi, lão già đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, để bọn hắn lại chờ chết. Khương Phàm ha ha cười. Tuổi rất cao. Nhưng vẫn còn quá ngây thơ, nếu ta đã tới, chính là muốn hủy hoàng thành các ngươi, còn thủ vững. Còn đưa tin, nằm mơ đi thôi. Ngươi vẫn không rõ tình huống, bây giờ không phải là ngươi muốn hủy hoàng thành, mà là ngươi đã bị hãm tại hoàng thành. Thiên Hồ Thánh Vương, ta lệnh cho ngươi, lập tức giết Khương Phàm. Lão Hồ Vương chỉ đến Thiên Hồ Thánh Vương, cao giọng thét lên ra lệnh. Thiên Hồ Thánh Vương, xin mời giết Khương Phàm. Thiên Hồ Thánh Vương là đại thống lĩnh hoàng thành, ngài có nghĩa vụ thanh lý nguy hiểm. Khương Phàm là đại địch số một của vạn đạo thần giáo chúng ta, Thiên Hồ Thánh Vương, bây giờ là cơ hội tốt để ngài lập công. Thiên Hồ Thánh Vương, nếu như ngài giết Khương Phàm, phái người đưa đầu hắn đến Bắc Thái đế tộc, đế quân đều sẽ vui mừng, nhất định thân lệnh đế tộc bảo toàn vạn đạo hoàng thành chúng ta. Các cường giả thần giáo nhao nhao hô to, kích thích Thiên Hồ Thánh Vương. Tỷ tỷ. Các ngươi có thể bảo trụ hoàng thành nhất thời, có thể bảo trụ một thế sao? Khương Phàm kỳ thật có thể sau khi giết vạn đạo giáo tôn,
dẫn người buôn tập thiên khải, trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, hủy đi nơi này. Nhưng chàng không có, Khương Phàm càng không nhất định phải tự mình tới đây mạo hiểm, trực diện với vạn đạo hoàng thành. Nhưng chàng vẫn tới, đây đều là do ta đau khổ cầu khẩn, đưa chàng đến nơi này tự mình cho tỷ tỷ một lựa chọn, cho toàn bộ hướng ra một lựa chọn. Hướng Vãn Tình không để ý đến sự phản kháng của Thiên Hồ Thánh Vương, gắt gao bắt lấy tay của nàng, tiếp tục khuyên nhủ. Tỷ tỷ, tỷ rất rõ ràng, hướng ra Quy Thuận Đế tộc sẽ là kết cục gì, tỷ càng rõ ràng hơn nếu không có giáo tôn vạn đạo hoàng thành sẽ là kết cục gì. Tỷ tỷ, thần giáo không còn nữa, thế thái đã thay đổi, tỷ nên căn cứ vào mình, căn cứ vào tương lai hướng ra, làm một lựa chọn sáng suốt. Lão Hồ Vương cao giọng quát tháo Thiên Hồ Thánh Vương. Ngươi đang làm cái gì? Còn không mau ra tay. Ta là tộc trưởng chân chính của hướng gia, ta là sư phụ của ngươi, bây giờ ta đanh lệnh cho ngươi. Nếu như không có ta, có thể có ngươi hôm nay. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi là người, không phải súc sinh, không được làm chuyện ngu xuẩn mất hết lương tâm. Hướng Hiên Hoàng bước về phía trước quát tháo. Đại thống lĩnh, muội muội của ngươi đã phản bội gia tộc, chẳng lẽ ngươi còn muốn phản bội sao? Tỷ muội các ngươi thật muốn bị đính ở bên trên sỉ nhục trụ của hướng ra sao? Đại thống lĩnh, xin ngài hãy ra tay, bắt lấy Khương Phàm. Các cường giả thần giáo nhao nhao quỳ xuống, cao giọng thỉnh nguyện, cường thế bức bách. Bọn hắn nghiêm túc, thậm chí hiện ra mấy phần dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Hồ Thánh Vương. Một khi Thiên Hồ Thánh Vương đảo hướng đến Khương Phàm thì đó chính là khoảnh khắc sụp đổ của vạn đạo hoàng thành, bọn hắn càng sẽ lâm vào nguy cơ. Vận mệnh của Hoàng Thành, vận mệnh của bọn hắn, giờ khắc này toàn bộ đều đặt ở trên tay Thiên Hồ Thánh Vương. Thiên Hồ Thánh Vương dùng sức nắm chặt nắm đấm, nhắm mắt lại. Nàng kính trọng lão tổ, cũng đội ơn lão tổ, nàng càng muốn tuân thủ truyền thừa của hướng gia, nhưng... nàng rất rõ ràng, giáo tôn chết rồi, thần giáo đã phế đi. Coi như có thể mượn nhờ đế tộc, bảo trụ địa vị, cũng chỉ là nhất thời mà thôi, cuối cùng vẫn sẽ bị từ từ thôn phệ. Trở thành phụ thuộc của đế tộc. Lấy thái độ của lão Hồ Vương, càng biết nắm lấy cơ hội, thúc đẩy toàn tộc thần phục tận trung với đế tộc. Kỳ thật, nàng có thể hiểu được tâm tình lão tổ, bởi vì đó là đế tộc, người khác muốn thần phục còn không có tư cách, hướng ra bọn hắn muốn linh văn có linh văn, muốn dung mạo có dung mạo, có thể phụ phục ở trước mặt đế tộc, đã là vinh quang, càng có thể bảo đảm hưng thịnh vĩnh cửu. Nhưng, Thiên Hồ Thánh Vương đã thật sự rất mâu thuẫn khuất nhục như vậy. Huống chi, nếu như hướng ra tìm nơi đế tộc nương tựa, lễ vật dâng tặng chủ yếu chính là nàng, tỷ tỷ. Hướng Vãn Tình vừa muốn thuyết phục, lão Hồ Vương ở nơi đó đột nhiên quát lớn. Ngươi là nghiệt xúc vong ân phụ nghĩa, đi chết đi cho ta. Ngươi dám, lão tử một thương đâm chết ngươi. Khương Phàm đột nhiên quát lớn, ý thức xuyên suốt khí hải, liệp thần thương đang cuồn cuộn ở sâu trong khí hải đột nhiên thức tỉnh, sát khí cuồn cuộn khắp toàn thân. Lấy Khương Phàm làm đầu nguồn dẫn bạo trời đất. Sát khí bạo động ngập trời như đại dương mênh mông, nhấc lên ngàn vạn con sóng lớn, muốn chôn vùi cả tòa hoàng thành. Liệp thần thương không có thật xuất hiện, chỉ là bị Khương Phàm kích hoạt mà thôi, dù vậy, một hư ảnh to lớn vẫn ầm vang xuất hiện, tinh hồng như máu, giống như một con sông máu đang lao nhanh, phía trên ẩn hiện tàn hồn thần ma đang giãy giụa, phong mang tại đỉnh huyết thương càng là sắc bén đến thấu xương. Giống như là có hàng tỷ tia lôi đình vần quanh, muốn xuyên phá vùng trời này, chôn vùi cửu trọng thiên. Toàn trường oanh động, quần hùng thần giáo tái nhợt sắc mặt, toàn thân run rẩy, linh hồn hồi hộp, sợ hãi tuyệt vọng nhìn qua chiến thương đột nhiên xuất hiện. Ngay cả Long Cốt Cự Ngạc cũng đều hốt hoảng lui lại, không chịu nổi cái sát khí đáng sợ này. Khương Phàm kiêu ngạo đứng ở trời cao, một tay chỉ lên trời, phảng phất tùy thời có thể khống chế liệp thần thương oanh sát toàn trường. Giờ khắc này, hắn, cứ như không phải là dân chúng, mà là thương thiên, vạn vật sinh tử, tất cả chỉ trong một cái suy nghĩ của hắn. Bây giờ hắn xác thực khống chế không nổi liệp thần thương, nhưng thời khắc tất yếu vẫn có thể hù dọa người khác. Lão Hồ Vương vừa muốn ra tay, lại cưỡng bước dừng lại, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lắc lư, vẻ mặt khó nén vẻ sợ hãi. Liệp thần thương. Khương Phàm đã dung hợp liệp thần thương. Không phải các phương suy đoán Khương Phàm phải tới Thánh Hoàng mới có thể vận dụng sao? Ngươi đang phô trương thanh thế với ta. Lão Hồ Vương nhanh chóng định thần, cửu vĩ tăng lên, động lên uy lực Thánh Vương kinh khủng, lung lay hoàng thành. Ngươi đi thử một chút,
đâm không chết ngươi, ta lập tức rời khỏi vạn đạo hoàng thành. Hai mắt Khương Phàm chớp động lên ánh sáng tàn nhẫn, tràn ngập liệt diễm cùng giết chóc. Lão Hồ Vương tức giận, nhưng không có lỗ mãng, nếu như là thánh linh khác, nàng không tin có thể khống chế liệp thần thương, nhưng trước mặt là phần thiên thần hoàng chuyển thế, lại còn là linh văn chú tước yêu tổ khủng bố như vậy, bất cứ chuyện gì cũng có thể. Tỷ tỷ, đi theo muội đi. Hướng Vãn Tình thừa cơ nắm chặt tay tỷ tỷ. Tỷ đây không phải phản bội, mà là tại thời kỳ đặc thù chưa biết tiền đồ sinh tử tồn vong của Hướng gia, tìm đến con đường ra thứ hai cho gia tộc. Lão tổ mang theo một bộ phận Hướng gia, lao tới đế tộc, tìm kiếm nơi mà bọn họ muốn sinh sống, tỷ mang theo một bộ phận Hướng gia nguyện ý đi theo mình, tìm kiếm nơi khác sinh sống. Như thế này, mặc kệ tương lai sẽ là kết quả như thế nào, chỉ ít thiên hồ Hướng gia cũng đều có thể tồn tại được. Rốt cuộc ánh mắt thiên hồ Thánh Vương cũng lắc lư. Lão Hồ Vương nghe được giọng của Hướng Vãn Tình, cũng có chút sốt ruột. Ngươi là nhiệt xúc không bằng tiện thì, Hướng gia không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Còn dám mắng một tiếng, ta đâm chết lão yêu bà ngươi. Khương Phàm khống chế sát khí đầy trời, phảng phất đưa tới huyết hà giết chóc vô tận, treo trách giữa trời và đất, sát khí cuồn cuộn. Khương Phàm, tàn liệp thần thương của các ngươi ra. Rốt cuộc thiên hồ Thánh Vương cũng tỏ thái độ, bầu không khí toàn trường bỗng nhiên an tĩnh, tất cả ánh mắt đều khẩn trương rơi xuống trên thân thiên hồ Thánh Vương. Lão Hồ Vương siết chặt trong lòng, nghiêm túc nhắc nhở. Nghĩ thông suốt lại mở miệng. Các cường giả thần giáo nhao nhao hô to. Đại thống lĩnh, nghĩ lại cho kỹ. Thiên hồ Thánh Vương hất tay Hướng Vãn Tình ra, dưới ánh mắt khẩn trương soi mói của toàn thành, nàng đón nhận Khương Phàm. Ta có thể từ bỏ đóng giữ vạn đạo hoàng thành, nhưng ta có hai điều kiện. Lão Hồ Vương lập tức quát tháo. Im miệng, ai cho ngươi quyền từ bỏ vạn đạo hoàng thành? Ngươi chỉ là tộc nhân của ta, đệ tử của ta, tại vạn đạo hoàng thành này, đại thống lĩnh thật sự là ta. Khương Phàm cau chặt lông mày, không chút khách khí nói. Ngươi có thể im lặng trước hay không? Bộ dáng dấp rất câu hồn, giọng nói thì thật là. Mẫu thân nó, quá khó nghe. Năm đó Bắc Thái lão tặc chính là nằm sấp trên người ngươi làm tới làm lui 12 năm. Rốt cuộc hắn là thích thân thể ngươi, hay là thích giọng của ngươi đây? Ngươi. Lão Hồ Vương nhúc nhích đôi môi, lồng ngực cuồn cuộn, một luồng khí nóng hóa thành máu tươi phun ra ngoài, lảo đảo mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Toàn trường yên tĩnh, trên dưới Hướng gia, trên dưới thần giáo, vừa sợ lại vừa giận, miệng lưỡi hỗn đản này là thật độc. Cũng dám gọi đế quân tôn quý là lão tặc. Còn dám nhục nhã đế quân. Khương Phàm thu hồi ánh mắt, ra hiệu Thiên Hồ Thánh Vương. Tiếp tục, Thiên Hồ Thánh Vương bất mãn nhìn về phía muội muội, chuyện lão tổ hiến thân cho đế quân là ai nói cho Khương Phàm, lời gì cũng đều nói với bên ngoài. Ta có hai điều kiện. Thiên Hồ Thánh Vương có chút giãy giụa, nhưng vẫn mở miệng. Đầu tiên, không được giết hại bất cứ kẻ nào ở nơi này. Mặc kệ bọn hắn là lưu thủ, hay là rời khỏi, đều là tự do của bọn hắn. Ta là người trấn thủ nơi này, ta là hài tử Hướng gia, tại thời kỳ đặc thù này ta có thể có lựa chọn của chính ta, nhưng ta không thể nào đổ sát bọn hắn trước khi đi, càng không thể để cho ngươi giết hại bọn hắn. Thứ hai, ta có thể cùng ngươi rời khỏi, nhưng mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không tổn thương tộc nhân của ta, cùng cứ kẻ nào của vạn đạo thần giáo. Đây là giới hạn thấp nhất của ta. Xin hãy tôn trọng xuất thân của ta cùng nửa đời trước của ta. Lời Thiên Hồ Thánh Vương nói ra đã để đám người Hoàng Thành lâm vào tuyệt vọng, càng làm cho đám người Hướng gia bi phẫn. Phản bội. Tộc trưởng đương đại của bọn hắn, Thiên Hồ Thánh Vương cao ngạo, lại phản bội Hướng gia, phản bội Hoàng Thành. Bọn hắn đều là người trường kỳ đóng giữ vạn đạo Hoàng Thành, rõ ràng tính cách Thiên Hồ Thánh Vương nhất, một màn này thật sự là không thể tin được. Đây rốt cuộc là vì sao? Cũng bởi vì thần tôn chết rồi, không có hy vọng nữa. Hay là bởi vì mấy câu của Hướng Vãn Tình. Lão Hồ Vương càng khó có thể hơn tin, nàng chọn hài tử này, chính là coi trọng thiên phú và chủ kiến, cho tới nay càng dốc hết có khả năng bồi dưỡng trưởng thành, vậy mà tại thời khắc đặc thù nhất này, không chút do dự nào mà phản bội nàng. Nàng hít thở dần dần lộn xộn, huyết khí vừa mới bình phục lại lần nữa cuồn cuộn tại lồng ngực. Khương Phàm lộ ra nụ cười hài lòng. Ta cam đoan làm được. Hướng Vãn Tình thở phào, vội vàng đi đến bên cạnh tỷ tỷ. Nhưng Thiên Hồ Thánh Vương lại không có bất cứ sự gì nhẹ nhõm,
quay người quỳ gối xuống trước Lão Hổ Vương. Lão Tổ, xin tha thứ cho ta không thể nào lại phụng dưỡng ngài. Ta làm như vậy. Im miệng, ta không chịu nổi cái quỳ này của ngươi. Hướng Vãn Đồng, ta chỉ hận mắt ta bị mù, lúc trước lại không quan tâm đến lời người khác nói, bồi dưỡng ngươi làm tộc trưởng, còn điều động toàn tộc tài nguyên đẩy ngươi đến Thánh Vương, đứng hàng vị trí đại thống lĩnh Hoàng Thành. Ta dốc hết tâm huyết đến trên người ngươi, cũng khắp nơi dễ dàng tha thứ tính cách của ngươi, ngay cả đế tộc để mệnh lệnh cho ngươi thị tẩm đế quân như vậy, ta đều vì ngươi mà cản lại. Cuối cùng, ta lại đổi lấy sự phản bội của ngươi. Ngươi, Hướng Vãn Đồng, là tộc nhân làm bậy của Thiên Hồ Hướng gia ta. Lão Hồ Vương bi thương đau đớn, thanh âm đều đang run rẩy. Thiên Hồ Thánh Vương há to miệng, cuối cùng vẫn không có vì tự mình làm bất cứ lời giải thích gì. Nàng dập đầu đối với Lão Hổ Vương, lại dập đầu với nguyên hỏa sinh mệnh đã dập tắt của giáo tôn bên trong bí địa. Giáo tôn đã chết, Hoàng Thành đứng trước sinh tử tồn vong, Hướng Vãn Đồng ta là mưu cầu đường ra thứ hai cho Hướng gia. Thiên Hồ Thánh Vương bay lên không, thanh âm vang vọng toàn thành. Nguyện ý theo ta, đi đến bên cạnh ta. Không có bất kỳ sự cổ động gì, không có bất kỳ sự khuyết đại gì, chỉ là nhắc nhở đơn giản. Đây là tôn trọng sau cùng của nàng đối với Hướng gia. Lão Hồ Vương lại nổi giận. Ngươi đang làm gì? Tỷ muội các ngươi phản bội Hướng gia còn chưa đủ à? Tỷ muội các ngươi đi theo Khương Phàm đi chịu chết còn chưa đủ à? Các ngươi còn muốn lôi kéo toàn tộc làm phản đồ, đi chịu chết. Lương tâm của tỷ muội hai người các ngươi đều bị chó ăn rồi sao? Tỷ muội hai người các ngươi đều là súc sinh sao? Tất cả Hướng gia tộc nhân đều nghe kỹ cho ta. Đừng nghe theo hai phản đồ này. Giáo tôn đã chết, hoàng đạo chỉ còn trên danh nghĩa, chúng ta đều rất bi thống, nhưng cũng lại không còn trói buộc. Hôm nay ta mang theo các ngươi lao tới Bắc Thái đế tộc. Từ nay về sau, các ngươi chính là phụ thuộc đế tộc cao quý kiêu ngạo. Ta còn sẽ cam đoan tại lúc ta còn sống, biến Hướng gia thành thân tộc hoàn toàn xứng đáng với đế tộc. Bầu không của Hướng gia khí an tĩnh, hơn 3.000 tộc nhân đều giữ im lặng. Nhưng, một thiếu niên nắm chặt lại nắm đấm. Đột nhiên đi mau mấy bước, xông về Thiên Hồ Thánh Vương. Nghịch tử, ngươi đang làm gì? Sắc mặt của phụ của khiếu niên kia đại biến, hận không thể bổ nhào qua bắt trở lại. Thiếu niên lại đứng ở sau lưng Thiên Hồ Thánh Vương, cúi đầu, không nói một lời, nhưng thái độ đã thể hiện hết thảy. Lúc rất nhiều tộc nhân đang giận dữ mắng mỏ thiếu niên đó thì lại có hơn 10 vị tộc nhân gần như đồng thời xông ra ngoài, gom lại đến sau lưng Thiên Hồ Thánh Vương. Bầu không khí của Hướng gia đã bắt đầu loạn, Lão Hồ Vương nổi giận. Ghi lại tên của bọn hắn cho ta, đợi khi đến đế tộc trùng tu ra phả, định bọn hắn là phản nghịch. Nhưng, trừng phạt nghiêm khắc như thế này cũng không có ngăn chặn lại một số người đang sao động ở trong tộc. Một vị bán thánh quỳ xuống với Lão Hồ Vương. Hắn là một trong những thuộc cấp mà Thiên Hồ Thánh Vương cường điệu bồi dưỡng, Hướng Tư Minh, lại còn là thiên phẩm linh văn hậu sinh của Hướng gia có tiềm lực rất lớn. Bát Phí Thiên Hồ. Cái quỷ này của hắn đã để sắc mặt số lượng lớn tộc nhân đột nhiên biến đổi. Cái quỷ này của hắn cũng kích thích càng nhiều tộc nhân giấu dã tâm trong lòng, cùng kính sợ Thiên Hồ Thánh Vương. Trong lúc nhất thời, hơn 300 vị tộc nhân, quỳ gối trong tộc đàn, sau khi quỳ xuống đã dứt khoát đứng dậy. Lão Hồ Vương lên cơn giận dữ, đột nhiên thét lên ra lệnh. Giết bọn hắn. Giết, toàn tộc ngạc nhiên, đây đều là đồng tộc cơ mà. Đều điếc sao, giết bọn phản đồ này cho ta. Nếu bọn hắn phản bội chúng ta, liền không còn là tộc nhân của chúng ta, ta lấy danh nghĩa tộc trưởng, xử tử bọn hắn. Lão Hồ Vương hôm nay đã thật giận điên lên, chỉ một hai kẻ lại muốn phản bội hết. Thời điểm mà các tộc nhân đang chần chờ, Thiên Hồ Thánh Vương đã tiến về phía trước một bước, thức tỉnh Linh Văn, phóng thích huy lực Thánh Vương. Lão Tổ, ta không thể để cho ngài làm như vậy. Lão Hồ Vương mang theo sát khí ngập trời, giằng co với Thiên Hồ Thánh Vương. Ngươi còn dám phản bác ta, ngươi bây giờ liền muốn đối kháng cùng ta rồi. Vừa rồi là ai luôn mồm không là địch cùng Hướng gia. Ta không nghĩ tới ngươi lại là người lật lọng, là kẻ có tính cách không biết liêm sỉ như vậy. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước ta nên đập chết ngươi. Thiên Hồ Thánh Vương mặc cho Lão Hồ Vương của trách, buông thõng tầm mắt bình tĩnh nói. Đây là thời khắc sinh tử tồn vong của toàn tộc, bất kỳ một tộc nhân nào cũng đều có quyền lựa chọn tương lai, ngài hẳn là nên tôn trọng, ngài cũng hẳn là nên chúc phúc. Ha ha, ha ha, ha ha, chúc phúc, ha ha ha,
ngươi còn bảo ta chúc phúc các ngươi. Lão Hồ Vương tức giận cười, dung nhan tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành đều bắt đầu trở nên vặn vẹo. Ta chỗ này không có chúc phúc, chỉ có nguyền rủa đối với bọn phản đồ các ngươi. Các ngươi, không có kết cục tốt, chờ đến khi các ngươi bị Khương Phàm vứt bỏ, bị bách tộc Thiên Khải tiễu trừ, cũng đừng có lại đi tìm ta khẩn cầu thu lưu. Sau khi Hướng Tư Minh dập đầu với Lão Hồ Vương, hắn đứng dậy mang theo hơn 300 vị tộc nhân, tụ tập đến sau lưng Thiên Hồ Thánh Vương. Đến tận đây, hơn 3.000 vị tộc nhân thì có 316 một vị chuyển đầu đến Thiên Hồ Thánh Vương bên này, mà tất cả đều là hậu sinh đại, tuổi tác cao nhất đều chẳng qua trăm tuổi. Mặc dù người không nhiều, nhưng dưới cục diện hốt hoảng như vậy, đối mặt với lão tộc trưởng lên án, phản bội, còn có thể có nhiều người như vậy rời khỏi, đủ thấy bọn họ kính trọng đối với Thiên Hồ Thánh Vương, cùng với kháng cự đối với việc tìm đế tộc nương tựa. Nhất là câu, thân tộc đế tộc kia của lão tộc trưởng, không thể nghi ngờ là muốn đưa rất nhiều nữ tử Thiên Hồ làm hầu hạ cho tộc nhân đế tộc, thậm chí là làm đồ chơi, điều này khiến cho bọn hắn mâu thuẫn mãnh liệt. Thời điểm mà Hướng Gia phát sinh nháo kịch, các cường giả tộc khác phái trong hoàng thành đều là sợ hãi. Bọn hắn không có thánh linh bảo vệ, sẽ đi theo con đường nào? Cũng muốn tìm đế tộc nương tựa, biến thành phụ thuộc sao? Mặc dù đó là đế tộc, có thể làm phụ thuộc là vinh quang, nhưng bọn hắn giống như chó nhà có tang đi qua ăn nhờ ở đậu thế này, có thể có kết quả gì tốt? Hướng Gia quả thật có thể bằng vào tình huống đặc biệt, trở thành thân tộc sở thuộc, bọn hắn chỉ có thể biến thành ưng khuyển. Nếu các vị đều đã làm quyết định, bây giờ có thể tiến hành bước kế tiếp. Phân chia, tài nguyên. Khương Phàm cười ha hả lại một lần nữa kéo ánh mắt mọi người đến nơi hắn. Phân chia tài nguyên. Đám người không hiểu thấu. Thiên Hồ Thánh Vương muốn dẫn người cùng ta rời khỏi, Hướng Gia các ngươi muốn tìm Bắc Thái đế tộc nương tựa, những người khác của thần giáo sợ rằng cũng phải đi đế tộc. Tòa hoàng thành này khẳng định là không thể còn, tài nguyên trong này. Chẳng lẽ muốn hoang phế? Khương Phàm lộ ra nụ cười tà ác. Ngươi là tên hỗn đản vô sỉ, lừa gạt tộc nhân chúng ta đi còn chưa đủ à, còn muốn tài nguyên hoàng thành. Ngươi đừng mơ mộng hão huyền. Lão Hồ Vương mặc dù đã vô cùng tức giận, nhưng khi nghe được những lời này của Khương Phàm thì vẫn tức giận đến run rẩy. Nàng là lão tổ tông Thiên Hồ Hướng Gia, càng là đã từng thị tẩm Bắc Thái đế quân, địa vị của nàng tại vạn đạo thần giáo, thậm chí thiên khải đều rất cao, lúc nào đã bị qua khuất nhục như vậy. Trải qua khiêu khích như vậy. Giống như cả một đời không có từng tức giận thì bây giờ toàn bộ đều bị ép đến một ngày này, cơ hồ muốn để nàng tức đến điên. Các cường giả thần giáo tức giận không kiềm chế được, đây là tài nguyên của thần giáo bọn hắn, tất cả còn đều là đỉnh cấp tài nguyên, há có thể để tên hỗn đản Khương Phàm này cướp đi. Mơ mộng hão huyền, người nghĩ là ta tự mình tới đây là làm khách sao? Ta là được vãn tình mời, tới đón tỷ tỷ của nàng rời khỏi. Cũng là muốn ăn cướp vạn đạo hoàng thành các ngươi. Ta nguyện ý chủ động phân chia cùng các ngươi, đã là rất cho mặt mũi, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Kẻ không biết xấu hổ chính là ngươi. Lão yêu bà, ngươi thật cho là ta tốt tính. Thiên Hồ Thánh Vương là tôn trọng ngươi, mới tùy ý để ngươi giận mắng, ngươi còn dám chu lên cùng ta, lão tử một thương đâm chết ngươi. Ngươi, lão Hồ Vương cuồn cuộn nơi lồng ngực, suýt chút nữa lại lần nữa phun máu. Đám người Hướng Gia tức giận muốn điên, lại là, một thương đâm chết ngươi, không xong sao. Đường đường là thần hoàng, làm sao lại giống như thổ phỉ như thế. Có một chút lễ phép căn bản hay không, đối phương là nữ tử, lại còn là trưởng bối, lời này thật sự là thô bỉ không chịu nổi. Thiên Hồ Thánh Vương và Hướng Vãn Đồng ra mặt nói. Ta phải thêm đầu thứ ba, không được đụng bất kỳ vật gì ở nơi này. Khương Phàm nhíu mày. Vì sao? Ta là đại thống lĩnh nơi này, ta trấn thủ nơi này trên trăm năm, ta có thể rời khỏi, nhưng ta không thể nào cuốn tài nguyên nơi này đi. Xin ngươi hãy tôn trọng tình cảm của ta đối với nơi này. Hướng Vãn Đồng chăm chú nhìn Khương Phàm, cứ việc nguyện ý rời khỏi nơi này, nhưng đến bây giờ tâm tình nàng vẫn xoắn suýt mà phức tạp, nàng thực sự không nguyện ý giống như một cường đạo, điên cuồng cướp bóc hoàng thành mà nàng trấn thủ trăm năm, chút xuống vô số tâm huyết. Xin hãy tôn trọng yêu cầu sau cùng của chúng ta. Bọn người Hướng Tư Minh chăm chú thỉnh nguyện, nơi này là chiến trường mà những chiến sĩ bọn hắn chảy máu qua, ngăn cản qua vô số cường địch tham lam linh bảo nơi này, không muốn cuối cùng lại là chính mình đánh cướp nơi này. Bọn hắn có thể cùng Khương Phàm rời khỏi,
nhưng không có nghĩa là bọn hắn triệt để vứt bỏ tình cảm đối với thần giáo. Khương Phàm hiểu không được thái độ của bọn hắn, chỉ sợ vẫn bắt nguồn từ phần xoắn suýt trong lòng kia, hắn chăm chú tự định giá một lát, chậm rãi gật đầu. Ta đồng ý với cô, ta không động vào. Tạ ơn. Hướng Vãn Đồng thoáng thở phào, trong ánh mắt hiện lên tia cảm kích, thật không nghĩ tới Khương Phàm lại dễ nói chuyện như vậy, nói từ bỏ liền từ bỏ. Giờ khắc này, nàng lại có chút không nỡ, dù sao nơi này cũng là đỉnh cấp tài nguyên của vạn đạo thần giáo, bao gồm số lượng lớn vũ khí cùng bảo cốt, thậm chí là di cốt thánh hoàng. Muội không chọn lầm người. Rốt cuộc Hướng Vãn Đồng cũng nói với muội muội một câu, lại còn là khen nàng. Nhưng, Hướng Vãn Tình lại lúng túng cúi đầu, không dám đụng vào ánh mắt của tỷ tỷ. Toàn thể hành động, dỡ bỏ pháp trận, sưu tập tài nguyên. Phải trong vòng 3 tiếng giờ toàn bộ hoàn thành. Lão Hầu Vương phẫn hận nhìn Khương Phàm, sau đó cao giọng nói. Ta tự mình mang các ngươi tìm Bắc Thái đế tộc nương tựa. Từ nay về sau, chúng ta chính là phụ thuộc đế tộc. Tin tưởng ta, vinh quang thuộc về vạn đạo thần giáo còn chưa kết thúc, chúng ta còn có thể quật khởi, trọng trấn thần giáo một lần nữa. Các cường giả tụ tập bên trong cung điện chen chúc tản ra, tiến về các pháp trận. Nhưng, tinh thạch trên tế đàn đâu? Bảo cốt trong này đâu? Ai trộm đi bảo khí trấn thủ? Ngọa tào, ai phá hủy pháp trận nơi này? Máu, nơi này thật sự là có rất nhiều máu. Đệ tử trấn thủ nơi này đâu? Người xung quanh tế đàn đâu? Thanh âm hoảng sợ lại tức giận liên miên vang lên. Cho đến lúc này, Lão Hầu Vương và đám người mới đột nhiên phát hiện, pháp trận bao phủ vạn đạo hoàng thành trong lúc vô hình đã giảm bớt mấy lần. Có cường giả kỳ thật trước đó đã chú ý tới, nhưng tiềm thức cho rằng là đệ tử và các trưởng lão nghe được tin giữ thần tôn đã chết, còn có sau đó nơi này lại hỗn loạn, nhao nhao rời khỏi pháp trận tới chi viện, cho nên không có người thúc giục pháp trận liền liên tiếp yếu bớt. Nhưng tình huống thật sự là, Khương Phàm cưỡi long cốt cự ngạc tới, huyền quy cùng tặc điểu thì, giải ra. Thừa dịp toàn bộ cường giả hoàng thành tụ tập đến một chỗ, hai vị thành viên kiêu ngạo của đoàn cướp bóc đã dã man càn quét đối với những nơi quan trọng của vạn đạo hoàng thành. Nương theo thánh linh cùng cảnh giới bán thánh và tính cách xảo quyệt của mình, pháp trận bên ngoài bị tẩy sạch không còn gì, các đệ tử phản kháng thì bị nuốt, bây giờ là đang phóng tới bên trong cung điện. Điên cuồng vận chuyển tài nguyên chiến tranh phong tồn của các gia tộc. Khương Phàm, người đã làm gì? Lão Hầu Vương giận tím mặt. Ăn cướp đấy. Tên hỗn đản ngươi, ngươi là tên thổ phỉ. Hướng Vãn Đồng, ngươi thấy được sao? Đây chính là người mà ngươi đầu nhập, hèn hạ vô sỉ, lật lọng. Mẹ kiếp, ngươi bị tuyệt kinh sao? Mở miệng ngậm miệng tất cả đều là mắng chửi người khác. Ăn cướp, là bắt đầu từ lúc trước, ta đồng ý điều kiện, là lúc vừa rồi. Không xung đột. Ngươi chính là tên ác ôn, hỗn đản. Hướng Vãn Đồng, ngươi nhìn không ra muội muội của ngươi thất thân sao? Loại người vô sỉ như hắn này, còn có thể buông tha cho ngươi sao? Ngươi không nguyện ý hầu hạ đế quân, chẳng lẽ muốn bị hỗn đản này chà đạp sao? Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giết Khương Phàm, quỳ đến trước mặt ta, tất cả chuyện cũ trước đó ta đều sẽ bỏ qua. Lão Hầu Vương kích hoạt linh văn, đằng đằng sát khí. Đối mặt với ánh mắt quang tới tỷ tỷ, Hướng Vãn Tình vội vàng nói. Tỷ tỷ, muội dùng tính mệnh của muội cam đoan, nhân phẩm chàng tuyệt đối không có vấn đề, giữa muội và chàng cũng không phải ép buộc. Tỷ tin tưởng muội, tỷ nhất định phải tin tưởng muội. Ta đây, nói lời giữ lời. Khương Phàm ho nhẹ vài tiếng, cao giọng la lên. Đại vương, lão tặc, trở lại cho ta. Thiên Hồ Thánh Vương thể hiện phức tạp, đại vương, lão tặc. Tên này nghe liền không đứng đắn. Nhưng, bên trong cung điện hỗn loạn lại không có truyền đến bất kỳ lời đáp lại nào. Đại vương, lão tặc, trở lại cho ta, đây là mệnh lệnh, ta bảo các ngươi trở về, không phải nói đùa, là thật. Không sai biệt lắm, còn bao nhiêu cho người ta chừa chút. Khương Phàm liên tục la lên, nhưng cung điện hỗn loạn, hoàng thành rối loạn, chậm chạp không có tin tức của huyền quy cùng tặc điểu. Cho đến khi... Nơi sâu nhất trong hoàng cung kia lại có lôi chiều quanh quanh, cung điện lắc lư kịch liệt, dâng lên lôi chiều ngập trời, cuồng kích bình chướng mệt mỏi của hoàng thành. Bình chướng lắc lư kịch liệt, giống như pha lê nhận trọng kích, bò đầy vết nứt. Oanh! Rầm rầm rầm! Cung điện lay động, lôi chiều sôi trào, giống như là hoang cổ lôi long thức tỉnh, lôi quang mãnh liệt, lôi uy cuồn cuộn, kinh hồn nhiếp phách uy áp tuôn ra khắp đất trời,
phảng phất muốn tất cả cung điện, căn cứ, tường thành các loại, toàn bộ đều bị phá hủy hầu như không còn. Những thiên kiếp lôi chỉ kia. Lão Hồ Vương bỗng nhiên biến sắc, không lo được Khương Phàm, nàng lao thẳng đến tòa cung điện kia. Nhưng, bình chướng đầy trời ầm đã vang sụp đổ, năng lượng như mưa, bàng bạc vẩy xuống, cung điện ầm vang nổ nát vụn, nương theo lôi chiều sôi trào tàn phá bừa bãi khắp bốn phương tám hướng, vài trăm người bị đối diện vỡ nát, huyết nhục bay lả tả. Thứ được trấn áp dưới đáy cung điện chính là tuyệt thế lôi trì mà Sở Gia thai nghén vạn năm, giống như thánh bằng đảo, cũng là dùng di cốt cường giả Sở Gia tẩm bổ, dùng thiên tài địa bảo duy trì, bên trong cũng sẽ phản hồi lôi liên thần bí cho Sở Gia, cam đoan linh văn truyền thừa, võ đạo trưởng thành. Nhưng, thời khắc này lôi trì giống như là thần linh cuồng nộ, bạo động kịch liệt, từ sụp đổ nội bộ, giống như đại dương lôi điện cuồng dã bộc phát, liên miên bất tuyệt tàn phá khắp nơi. Phát tài, phát tài. Cùng với tiếng kêu ầm ĩ, đại vương đi ra từ trong lôi chiều sôi trào, giống như là một ngọn núi đá nặng đập xuống đất. Mai rùa nặng nề cứng cỏi của đại vương bò đầy vết nứt, chiến khu khổng lồ gần như bị phá thành mảnh nhỏ, máu tươi chảy ngang, bên trong quy giáp tỏa ra ánh sáng bảy màu, nó chiếu ánh giống như là một cái lồng đèn lớn. Cứ việc nhìn đều đau, nhưng đại vương lại vẫn hưng phấn co cẳng phóng tới. Chạy đi ở trong lôi chiều đầy trời phải gọi là một cái vui sướng. Chạy mau, muốn phát nổ rồi. Đầu tặc điểu nhô ra từ chỗ cổ đại vương, kích động kêu to hai tiếng, vèo rút về mai rùa. Đại vương chạy hùng hục, đạp nát cung điện sụp đổ trước mặt, nhảy vọt lên, đập tới phía Khương Phàm. Đoàn trưởng, tiếp ta. Làm tốt lắm, ha ha. Khương Phàm dương cánh bay lên, đối diện đụng tới. Mở ra thông thiên tháp thu đại vương vào. Nhanh, bỏ ta vào. Đại tặc kích động kêu to, đột ngột nhảy lên, đánh tới phía Khương Phàm. Vẫn chưa xong đâu, thay ta trấn chàng tử. Khương Phàm vèo tránh khỏi, bay lên rơi xuống trên đầu đại tặc. Hai tên kia muốn chia đồ. Đại tặc gấp gáp đập móng vuốt, đồ tốt, bọn hắn khẳng định lấy được đồ tốt. Không thể thiếu ngươi, đi mau. Khương Phàm thúc giục long cốt cự ngạc. Chạy mau, thiên kiếp lôi trì muốn phát nổ. Giọng lão Hồ Vương lo lắng vang vọng toàn trường, hóa thân thành cửu vĩ thiên hồ, cuốn lên các nơi tộc nhân phóng ra bên ngoài. Ầm ầm. Hoàng thành lay động mãnh liệt, lôi chiều vô tận giống như mưa to gió lớn che mất toàn thành, phá hủy lấy tất cả cung điện, vỡ nát cả tường thành nặng nề. Uy thế giống như hủy thiên diệt địa, khiến cho tất cả linh hồn hồi hộp. Vạn đạo hoàng thành trong chớp mắt biến thành lôi cầu bạo động giống như ánh trăng, cường quang rọi khắp thiên hải, lôi chiều mở ra không gian, sau trận bạo tạc kinh khủng đó một khắc đã dẫn bạo hoàng thành, sóng âm cuồn cuộn tựa như biển gầm nghiền ép không gian, phóng tới mấy trăm dặm, chấn động đến hải dương bình tĩnh đều nhấc lên sóng cả ngập trời. Giống như lôi thần phẫn nộ, hủy thiên diệt địa. Các cường giả hoàng thành may mắn còn sống sót tản mát ở trên mặt biển, khó có thể tin được mà nhìn hoàng thành bị lôi chiều bao phủ. Hoàng thành của bọn họ, bị phá hủy rồi. Không phải bị hủy bởi cường địch xâm lấn, mà là bạo loạn nội bộ. Thần giáo đời đời thủ vững hoàng thành, chống cự qua hơn mấy ngàn vạn lần nguy cơ, kết cục sau cùng lại tùy ý mà thê thảm như vậy. Bọn hắn thậm chí có chút hoảng hốt, tình cảnh trước mắt rốt cuộc là thật sự đã xảy ra, hay chỉ là một giấc mộng. Nhưng, Khương Phàm trà trộn vào hoàng thành, thánh vương ngoài ý muốn làm phản, tin dữ về giáo tôn chết thảm. Đủ loại nhân tố đều rõ ràng hiển hiện ở trong đầu, bén nhọn nhắc nhở lấy bọn hắn, tất cả đều là thật. Thần giáo bọn hắn đã thất bại, hoàng thành của bọn họ đã bị hủy. Ngăn Khương Phàm lại, hắn cướp lôi liên bên trong thiên kiếp lôi chỉ đi, hắn đào bảo vật pháp trận của hoàng thành đi. Lão Hồ Vương tức giận thét lên, đánh thức tất cả các cường giả thần giáo đang hoảng hốt. Hôm nay ta tha cho các ngươi không có nghĩa là ta sợ các ngươi. Các ngươi thành thật đi tìm đế tộc nương tựa. Ta tuân thủ ước định cùng Thiên Hồ Thánh Vương, tuyệt đối không truy sát. Nhưng các người dám đến truy sát ta, đừng trách Khương Phàm ta không tuân thủ ước định. Không giết sạch các ngươi, ta không gọi là Khương Phàm. Khương Phàm chân đạp cự ngạc, uy hiếp các đệ tử thần giáo đang sao động. Giống. Long cốt cự ngạc lắc đầu vẫy đuôi, phát ra tiếng gào thét cuồng dã, tiếng long ngâm hùng hậu đều muốn vượt trên lôi chiều bạo động. Thiên Hồ Thánh Vương bị Hướng Vãn Tình mạnh mẽ kéo đi. Đứng ở bên trên long cốt cự ngạc, triển khai tư thái giằng co. Lão Hồ Vương rất muốn nghênh chiến với Khương Phàm, nhưng kiêng kỵ liệp thần thương,
càng kiêng kỵ truyền nhân nàng tự tay bồi dưỡng. Nàng cuồn cuộn lửa giận, chỉ đến Thiên Hồ Thánh Vương, bi phẫn quát tháo. Cơ hội cuối cùng, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Giết Khương Phàm, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta dẫn ngươi đi đế tộc, ta xin mời đế quân cưới ngươi. Từ nay về sau, ngươi không còn là Thiên Hồ Thánh Vương, mà là phi tần của đế quân, ngươi sẽ được toàn Thương Huyền kính trọng, cũng có thể trọng trấn Hướng Gia, được hậu thế Hướng Gia kính ngưỡng. Thiên Hồ Thánh Vương mâu thuẫn với những lời Lão Hồ Vương nói, nhưng tương tự nàng cũng không nguyện ý làm thổ phỉ cướp bóc hoàng thành, nàng đang xoắn suýt mà thấp giọng nhắc nhở Khương Phàm. Để lại tài nguyên hoàng thành. Ta không có đụng, đều là huynh đệ của ta làm, đây không tính là làm trái quy tắc. Khương Phàm nháy mắt đối với Thiên Hồ Thánh Vương, cười hắc hắc, chào hỏi Long Cốt Cự Ngạc rút lui. Ta không phải đang cùng ngươi nói đùa, để tài nguyên lại. Đồ là huynh đệ của ta mang đi, cũng không phải các ngươi ăn cướp. Nếu như trong lòng các ngươi băn khoăn, không cần nghĩ nữa là được. Tài nguyên đến miệng Khương Phàm há có thể lại phun ra ngoài, một bên uy hiếp lấy các cường giả thần giáo đang táo bạo, một bên mang theo Long Cốt Cự Ngạc rút lui. Hướng Vãn Đồng, giao trí bảo trấn tộc Hướng Gia Gia. Ngươi cũng đã mưu phản gia tộc, còn có mặt mũi mang theo trí bảo trấn gia tộc sao? Lão Hồ Vương đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, một trong tam đại trí bảo trấn giáo của thần giáo là Phong Thiên Tỏa, cũng chính là trí bảo trấn tộc Thiên Hồ Hướng Gia bọn hắn, còn đang ở trên người Thiên Hồ Thánh Vương, Hướng Vãn Đồng. Thiên Hồ Thánh Vương nghe được tì hơi do dự, vẫn dứt khoát giải trừ Phong Thiên Tỏa. Thoáng chốc, mê quang kỳ dị tràn ngập khắp nơi, uy thế giam cầm vô hình che mất đại dương mênh mông. Chờ một chút, cô làm gì? Khương Phàm tranh thủ thời gian ngăn lại. Đây là trí bảo của Hướng Gia, hẳn là nên trả lại cho Hướng Gia. Ngư cô ơi đùa giỡn hay sao? Bà ta đại biểu cho Hướng Gia, cô không phải là người của Hướng Gia sao? Các ngươi bây giờ không phải là phản bội, là ở thời điểm gia tộc gặp kịch biến mà lựa chọn hai con đường khác nhau, dùng cái này bảo đảm gia tộc có thể vĩnh viễn còn sống tiếp về sau. Bà ta là đi tìm đế tộc nương tựa, ôm ấp yêu thương, hưởng thụ an nhàn, cần vũ khí làm gì? Mà các ngươi là phải chinh chiến thiên khải, là chém giết với Hướng Gia trong tương lai, các ngươi mới là cần bảo khí gia tộc. Khương Phàm một bên khuyên can, một bên thúc giục Long Cốt Cự Ngạc tranh thủ thời gian chạy mau. Hướng Vãn Đồng trần chờ, vẫn lắc đầu phải dâng ra. Khương Phàm gấp gáp. Cô ngốc sao, sao lại bướng bỉnh như thế? Người ta là muốn đi tìm tình nhân cũ, đế quân có thể bạc đãi bà ta sao? Tiện tay một kiện vũ khí. Đều mạnh hơn so với cô. Lại nói, tình nhân cũng mang theo bảo khí trên tay, đế quân đều không muốn đưa cái gì, càng nhiều xấu hổ. Tình nhân cũng không mang theo vũ khí, đế quân mới dễ ra tay. Nghe lời ta, đừng xúc động, cho đế quân người ta chút cơ hội biểu hiện. Hướng Vãn Đồng đưa vẻ mặt quái dị nhìn Khương Phàm, bọn người Hướng Tư Minh ở sau lưng lại nói thầm. Đây thật sự là thần hoàng chuyển thế sao? Cùng với sự anh dũng uy nghiêm. Bá đạo cường thế trong tương tượng của bọn hắn, giống như có chút khác biệt nhỉ. Lão Hồ Vương hô lại hét lên, Long Cốt Cự Ngạc càng nhanh chân phóng tới, biến mất ở trong hải triều mênh mông. Nàng bi phẫn lo lắng, muốn đuổi theo, nhưng biết rõ Khương Phàm cường hãn. Nếu quả thật muốn đánh đứng lên, nàng bị Thiên Hồ Thánh Vương ngăn cản, những người dưới trướng khác hoàn toàn không phải là đối thủ của Khương Phàm. Nàng chưa từng nghĩ tới vạn đạo thần giáo cao ngạo vậy mà lại có một ngày sa sút tinh thần đến trình độ như vậy. Nàng càng không nghĩ tới, truyền nhân mà mình dốc sức bồi dưỡng, vậy mà lại thành kẻ địch khiến cho nàng cần kiêng kỵ. Cường giả Hướng Gia khuyên nhủ. Lão tổ, chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này thôi. Lôi chiều trong hoàng thành oanh động mấy trăm dặm, chẳng mấy chốc sẽ kinh động đến hoàng thành gần đó, đến lúc đó nhìn thấy chúng ta lang thang ở bên ngoài, lúc nào cũng có thể khởi xướng vây bắt. Khương Phàm mặc dù cuốn tài nguyên thần giáo đi, nhưng chỉ cần chúng ta tìm đế tộc nương tựa, nơi đó đều có tài nguyên đếm mãi không hết. Ngươi thì biết cái gì? Lão Hồ Vương tức giận, nếu như có thể mang theo tài nguyên vạn năm của thần giáo tìm nơi nương tựa, chủ động cống hiến ra một bộ phận, đế tộc khẳng định sẽ ưu đãi bọn hắn, nếu như chỉ là tay không tìm nơi nương tựa như vậy, cũng chỉ có thể liều mặt mũi cùng thể diện, còn chưa hẳn có thể thu được sắc mặt tốt. Nhưng... Thiên Hồ Thánh Vương làm phản đã để nàng vô lực lại thay đổi những gì ở trước mắt. Các cường giả phe phái gia tộc khác của thần giáo mờ mịt càng kinh hoàng hơn, bọn hắn thật muốn tìm đế tộc nương tựa sao,
thứ chờ đợi bọn hắn lại sẽ là cái gì. Đi, ta mang các ngươi, đi đế tộc. Lão Hầu Vương cố nén cảm xúc bi phẫn, vung tay lên, mang theo dư bộ hướng ra cùng các cường giả thần giáo may mắn còn sống sót, chạy tới Tây Bắc Bộ ở bên ngoài hơn 10 vạn dặm. Khương Phàm cưỡi long cốt cự ngạc xông vào Hải Dương, hoành hành từ đáy biển, sau khi xác định không có truy tung thì liền giấu đến bên trong rãnh biển an toàn. Nhanh nhanh nhanh, bỏ ta vào. Long cốt cự ngạc kiềm chế không được, nó sợ tặc điểu cùng đại vương đều phân chia xong bảo bối. Không thể thiếu phần ngươi. Khương Phàm thu đại tặc vào, ý thức cũng đi theo rơi xuống tầng thứ 5. Đại vương nằm nhoài bên trong biển xương mênh mông, máu chảy ồ ạt, nhuộm đỏ bạch cốt đầy đất, mai rùa cứng rắn có thể so với thánh khí lại rách dưới vỡ vụn, nhìn trông vô cùng đáng sợ, như là tiếp nhận một kích của thánh hoàng, vứt bỏ nửa cái mạng. Sau khi cái sức lực nóng nảy trước đó đi qua, thì giờ phút này lại đang gục ở chỗ này hấp hối, mà trong khe hở mai rùa bị phá toái còn lôi điện đang quay quanh, ngăn cản bản thân chữa trị. Tặc điều lại không có bị dày vò, nó tránh ở bên dưới mai rùa, cẩn thận xua tan lôi chiều. Huynh đệ, người đây là muốn đi trước ta sao? Long cốt cự ngạc thấy cảnh này thì kinh ngạc. Bản đại vương có thể sống 1000 tuổi, khẳng định đi sau ngươi. Đại vương gian nan giật giật miệng, nhắm mắt lại tiếp tục luyện hóa đan dược. Ta xem ngươi lấy được cái gì? Khương Phàm đưa ý thức thể chui vào trong mai rùa nặng nề của đại vương. Từ bên ngoài nhìn đến thì mai rùa chỉ có khoảng 100 mét, nhưng bên trong lại có động thiên khác, giống như một tòa pháo đài rộng rãi, bên trong có số lượng lớn bảo vật ngay ngắn trật tự. Có bất lão tuyền lập lòe kim quang, có dược liệu cùng đan dược quý giá, còn có rất nhiều bảo cốt. Tài nguyên cướp được từ trong hoàng thành thì đang tạp nhạp chồng chất ở giữa, hào quang rực rỡ, năng lượng mãnh liệt, có tinh thạch tinh khiết, có bảo dược quý giá, có vũ khí nặng nề. Còn có những bảo cốt để cho người ta kích động kia, từ năng lượng cuồn cuộn bành trướng đến xem, bên trong khẳng định là có bảo cốt cấp thánh hoàng. Nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt Khương Phàm nhất lại là đóa hoa sen cổ lão lơ lửng kia. Nhìn tuổi tác rất lâu, bên trong lại có bá khí, không có chút cảm giác hoa sen yếu đuối nào khác. Cánh hoa càng là tỏa sáng chói mắt, khuấy động lôi điện cuồng bạo, như là mỗi đường vân đều tràn ngập lôi đạo huyền bí. Hoa sen hoàn toàn nở rộ, phía trên có trọn vẹn 9 hạt sen, mỗi hạt sen đều bày biện ra ánh sáng 7 màu tuyệt mỹ. Thiên Hồ Thánh Vương phức tạp nhìn Khương Phàm nhắm mắt định thần, biết hắn đang dò xét bảo bối. Các ngươi hái thiên kiếp mẫu liên của thiên kiếp lôi trì đi rồi. Thiên kiếp mẫu liên là cái gì? Khương Phàm thuận miệng trả lời. Ý thức thể còn đang ở bên trong mai rùa thưởng thức những hạt sen khuấy động lôi uy bá đạo kia. Chợt nhìn không phải rất xinh đẹp, nóng nảy vặn vẹo, nhưng nhìn kỹ xuống, ngược lại càng ngày càng cảm nhận được vẻ đẹp của nó, vẻ đẹp nguyên thủy, vẻ đẹp cuồng dã. Trong thiên kiếp lôi trì sẽ thường xuyên dựng dục ra thiên kiếp lôi liên, ký kết ra có 3 hạt sen lôi liên, bên trong hạt sen là tài nguyên cực kỳ quý giá, đối với võ giả lôi văn mà nói có thể so với bảo dược thánh đan. Tại nơi sâu nhất trong thiên kiếp lôi trì, còn có một gốc mẫu liên, nghe nói là thời điểm vạn đạo thần giáo sinh ra đã liền tồn tại. Thiên kiếp lôi trì đều là lấy nó làm cơ sở thai nghén mà thành, đến nay đã vượt qua 1 vạn năm. Mẫu liên cách mỗi 1000 năm nở rộ 1 lần, mỗi lần nở rộ đều là sinh ra 9 hạt sen, mỗi hạt đều có ánh chớp 7 màu. 9 hạt sen này chính là tài nguyên quan trọng để sở ra tạo nên cường giả cấp thánh hoàng. Có thể nói như vậy. Nếu như không có bọn chúng, sở ra là tuyệt đối không tạo ra tân thánh hoàng được. Cho nên sau khi mỗi đóa hoa sen nở rộ, thần giáo mới có thể bắt đầu tìm kiếm cùng bồi dưỡng thánh hoàng mới. Thiên Hồ Thánh Vương nói để Khương Phàm lâm vào chấn kinh, linh bảo có thể tạo nên thánh hoàng, đây không thể nghi ngờ chính là thần vật. Bí bảo như thế này, vậy mà trong trí nhớ kiếp trước của hắn lại không có. Thiên Hồ Thánh Vương nói, mặc dù ngươi đạt được thiên kiếp mẫu liên, nhưng thật đáng tiếc, ngươi không dùng được. Năng lượng lôi điện của 9 hạt sen này đều cực kỳ khủng bố, tùy tiện một hạt đều có thể tương đương với một kích của thánh hoàng, càng ẩn chứa uy lực thiên kiếp, cho dù là thánh vương có được lôi hệ linh văn, cũng hàng phục không nổi loại năng lượng này. Chỉ có linh văn của sở gia, còn phải là cường giả là tu luyện đến đỉnh phong thánh vương, mới có thể khống chế được loại năng lượng chuyên môn này, cũng lợi được dùng bọn chúng để trùng kích đến thánh hoàng. Không thể dùng. Đó thật sự là đáng tiếc. Khương Phàm khẽ nhíu mày, tiếp đó lại cười nói. Vậy coi như vũ khí đi. Làm vũ khí.
Thiên Hồ Thánh Vương thể hiện quái dị, bảo vật thần kỳ như vậy, làm vũ khí dẫn bạo. Đây cũng quá phung phí của trời. Thật nhiều bảo cốt nhỉ, lúc trước Tu La Bổ Vạn Đạo Thần Giáo, mấy khối bảo cốt Thánh Vương còn bị địa ma thụ nuốt, còn lại toàn bộ đều đã bị rời đi. Khương Phàm một bên đưa ý thức lật tới lật lui trong không gian mai rùa, một bên ở bên ngoài rung động. Lần này thì tốt rồi, toàn bộ đều tới tay, ta xem một chút có mấy khối bảo cốt Thánh Vương, mấy khối xương Thánh Hoàng. Thiên Hồ Thánh Vương khẽ mím môi, nói. Nếu như các ngươi đào toàn bộ đi, bảo cốt Thánh Hoàng có 7 khối, bảo cốt Thánh Vương có 21 khối, bảo cốt Thánh Linh có 53 khối, bảo cốt Bán Thánh có 92 khối, bảo cốt Cao Giai Niết Bản có 225 khối. Khương Phàm kinh ngạc nhìn Thiên Hồ Thánh Vương. Có nhiều như vậy sao? Đúng là tẩy sạch Hoàng Thành có lợi nhuận, ta ở Đại La Sơn liều sống liều chết còn không có lấy tới 20 khối bảo cốt Thánh Vương. Thiên Hồ Thánh Vương hơi nhíu mày lại. Đương nhiên kiếm lời nhiều, đây chính là Hoàng Thành, một hoàng đạo tích lũy trên vạn năm. Bọn người hướng Tư Minh thể hiện quái dị, vị phần thiên thần hoàng hung danh hiển hách này thật sự không giống với những gì bọn hắn tưởng tượng lắm, không có anh minh thần võ, không có cuồng ngạo bá đạo, ngược lại có cảm giác phỉ thổ phỉ khí. Bọn hắn không để lại dấu mà vết liếc mắt nhìn hướng Vãn Tình ở bên cạnh, Vãn Tình cô nương ưa thích như thế này. Cái này thật sự là không nghĩ tới. Chúng ta không phải nên rời khỏi nơi này trước. Thiên Hồ Thánh Vương rất bất mãn, nhất định phải giấu ở đáy biển xem xét, tang vật, sao? Không nôn nóng, chờ một chút. Khương Phàm tùy tiện tra xét thu hoạch trận ăn cướp lần này, trừ bảo cốt ra, lại còn có rất nhiều đan dược thánh phẩm, dược liệu quý giá. Chờ cái gì, thân phận của ngươi đã bại lộ, lúc nào cũng có thể bị vây bắt, ngươi không sợ sao? Ta đang chờ người, lập tức tới ngay. Không nên gấp gáp, khi các loại tin tức truyền ra, các phương kịp phản ứng, ta đã sớm rời khỏi. Người của các ngươi đến Thiên Khải rồi, các ngươi đi lên từ đâu? Thiên Hồ Thánh Vương khó có thể tin, bọn hắn lại thật sự có thể quy mô lớn đến mức đăng lâm Thiên Khải. Chẳng lẽ là Đông Nam Thiên Môn đã được khởi động một lần nữa? Lúc này, hắc triều cuồn cuộn, một vòng xoáy không gian đột nhiên xuất hiện ở đáy biển, hải triều mênh mông lập tức chảy ngược vào hư không. Bọn người hướng Tư Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa đã bị cuốn đi đến. Đã đợi lâu, ta tra bốn chỗ một chút, không thấy có người truy tung. Đông Hoàng Thánh Kiệt từ trong vòng xoáy đi tới, hành lễ đối với Thiên Hồ Thánh Vương. Thiên Hồ Thánh Vương, ngưỡng mộ đã lâu, ta là chín cung chủ thiên cung thứ của Cửu Thiên Thần Giáo, Đông Hoàng Thánh Kiệt. Cửu Thiên Thần Giáo, cung chủ thiên cung. Thiên Hồ Thánh Vương và đám người kinh ngạc nhìn nam tử nho nhã lễ độ. Hướng Vãn Tình cười giới thiệu nói. Tỷ tỷ, Cửu Thiên là minh hữu của chúng ta. Cửu Thiên Thần Giáo và Khương Phàm kết minh rồi. Thiên Hồ Thánh Vương thực sự đã bị làm cho kinh ngạc. Bọn người hướng Tư Minh trao đổi ánh mắt, đây là tin tức rung động đến cỡ nào, Chí Tôn Hoàng Đạo cao ngạo lại sớm làm ra lựa chọn. Khó trách Khương Phàm có thể không có sợ hãi tại Thương Huyền. Khó trách Khương Phàm có thể đuổi tới Thiên Khải xúi dục hướng ra bọn hắn, khó trách Xí Thiên Giới có thể ẩn nấp tại Thương Huyền đến bây giờ. Cửu Thiên Thần Giáo, Chí Tôn Hoàng Đạo cường hãn, kiêu ngạo như thế, vậy mà lại bí mật đứng ở bên Khương Phàm. Lòng bọn hắn khẩn trương xoắn suýt nhưng bây giờ đột nhiên đã dễ dàng hơn rất nhiều, thậm chí còn chấn phấn một chút. Đông Hoàng Thánh Kiệt nói, chuyện này nói rất dài dòng, tuy nhiên hai bên chúng ta xác thực đã kết minh. Thời gian đều phải tìm hiểu đến mười mấy năm trước. Đúng rồi, thần tôn chưa chết, đang ở hạ giới. Cửu Thiên Thần Tôn còn chưa có chết, các ngươi thực sự là, hạ một bàn cờ lớn. Thiên Hồ Thánh Vương lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu. Vạn đạo hoàng thành bộc phát lôi chiều, dẫn phát dị tượng, mây đen che trời, nặng nề như núi. Vạn đạo hoàng thành không có gặp phải tập kích, nhưng lôi chiều lại bạo động vạn giảm, tiếp tục không giảm. Lôi chiều bạo động 3 ngày 3 đêm sau đó đã bắt đầu yếu bớt. Ngóng nhìn vạn đạo hoàng thành, pháp trận hoàn toàn không có, tường thành rách nát, không nhìn thấy bất cứ bóng dáng nào của các đệ tử thần giáo. Có người diễn biến năng lượng cự tiễn, tấn công vạn đạo hoàng thành, cự tiễn rơi vào thành, hoàng thành oanh động, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chứng thực, vạn đạo hoàng thành đã bị hủy diệt. Pháp trận bị phá vỡ, máu thịt ở khắp nơi trên đất, trong thành không có một ai. Bên ngoài hoàng thành 10 vạn dặm ở phía tây,
có người hư hư thực thực nhìn thấy Thiên Hồ Hướng ra cùng số lượng lớn đệ tử thần giáo. Những tin tức liên tục xuất hiện đã quét sạch chiến trường Thiên Khải, dẫn phát oanh động kéo dài. Mặc dù Thiên Khải chiến trường thường xuyên bộc phát chiến tranh, quy mô lớn nhỏ không giống nhau, nhưng bởi vì hoàng thành đề phòng nghiêm ngặt, tràn ngập pháp trận cùng tài nguyên rộng lượng, cho nên rất ít bộc phát hoàng thành công phòng chiến, càng cực ít xuất hiện tin tức hoàng thành bị hủy diệt. Nhưng phàm là xuất hiện, thì thật sự không khỏi là sự kiện vang dội, mà rất dễ dàng liên lụy đến số lượng lớn hoàng đạo di chuyển, dẫn phát hỗn chiến kéo dài. Giống như chuyện này, đã không hiểu gì mà hoàng thành lại bất chợt bị hủy diệt, thật sự là hiếm thấy. Vạn đạo hoàng thành cứ như vậy mà bị hủy rồi. Bên ngoài không có vết tích chiến tranh, nội bộ cũng không có phá hư rõ ràng. Chẳng lẽ là vạn đạo hoàng thành bị hủy bởi thiên kiếp lôi trì tự bạo? Cường giả các hoàng đạo thương huyền đi trong phế tích bừa bộn, mặc dù trong hoàng thành còn tràn ngập tàn phá lôi triều, nhưng đã có thể chống cự. Bọn hắn mang theo mật lệnh tới điều tra phải chăng có tung tích vạn đạo giáo tôn trong hoàng thành, ai cũng không nghĩ tới, người không thấy được, hoàng thành lại còn bị hủy. Chẳng lẽ là vạn đạo giáo tôn thương thế quá nghiêm trọng, cưỡng ép nuốt thiên kiếp lôi trì, đã dẫn phát hủy diệt? Hay là nói vạn đạo giáo tôn mang theo tài nguyên hoàng thành, bí mật rời đi? Loại suy đoán này đều là lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh đã bị vứt bỏ. Giáo chỉ của vạn đạo thần giáo ở hạ giới đã bị hủy, Thiên Khải Hoàng Thành là căn cứ sau cùng của bọn hắn, cũng là căn cứ mà bọn hắn đã gây dựng vạn năm qua, làm sao có thể từ bỏ được. Vạn đạo giáo tôn tuyệt đối sẽ không lỗ mãng hủy lôi trì, đó là tổ nghiệp của thần giáo. Bọn họ nghĩ tới hình ảnh mơ hồ nhìn thấy bên trong xích chi liệt cốc. Chẳng lẽ, vạn đạo giáo tôn thật sự đã chết rồi? Ý nghĩ này để cường giả các hoàng đạo thương huyền không rét mà run. Mau đến xem. Từ sâu trong hoàng thành truyền đến tiếng lo lắng la lên, trước tiên đã hấp dẫn các cường giả chú ý đến. Bí địa cất giữ nguyên hỏa sinh mệnh bởi vì có ý nghĩa phi phàm, cho nên đã kiến tạo vô cùng kiên cố, không có hoàn toàn bị hủy bởi lôi triều bộc phát. Bí địa bò đầy vết nứt, lung lay sắp đổ, lại miễn cưỡng tồn tại, nguyên hỏa sinh mệnh ở bên trong tượng trưng cho Sở Vũ, Lão Hồ Vương cùng Thiên Hồ Thánh Vương còn đang bành trướng nhảy lên, nhưng những người khác đã tắt. Nguyên hỏa sinh mệnh của vạn đạo giáo tôn. Vạn đạo giáo tôn chết rồi. Sự suy đoán của Hoàng đạo Thiên Khải gây nên trận trận kinh hô, số lượng lớn cường giả đều nhìn về các cường giả đến từ các Hoàng đạo Thương Huyền. Nhanh, nhanh! Truyền lệnh Thương Huyền, vạn đạo giáo tôn, chứng thực đã chết. Các cường giả đại quang mang thần điện kinh sợ lui hai bước, cao giọng la lên. Các cường giả xích thiên thần triều đều bừng tỉnh, nói. Còn có Thiên Hồ Hướng ra. Có người nhìn thấy tung tích bọn họ tại Thiên Khải Tây Bộ, nhất định là trốn đến Bắc Thái Đế Tộc. Nhanh! Cường giả các hoàng đạo thương huyền liên tiếp rời khỏi vạn đạo hoàng thành, bay thẳng lên trời, lao tới hoàng thành của riêng mình. Các cường giả hoàng đạo Thiên Khải khác thì đều hai mặt nhìn nhau. Vạn đạo giáo tôn chết rồi. Còn sót lại Hướng ra chạy nạn rồi. Đây chẳng phải là nói 12 hoàng đạo thương huyền, đã mất đi một sao. Cửu Thiên Thần Tôn vừa mới chết không mấy năm, vạn đạo giáo tôn lại chết. 12 hoàng đạo thương huyền, một chết một phế. Phần Thiên Thần Hoàng thật sự là hung ác, kiếp trước chỉ là chinh phục, trừng trị, ép buộc tất cả hoàng đạo thần phục đi theo, liên hợp chinh chiến Thiên Khải, một thế này lại chính là trực tiếp hủy diệt sao. Phần Thiên Thần Hoàng đã triệt để từ bỏ tất cả thiện niệm đối với thương huyền. Hắn thật sự đến báo thù. Phần Thiên Thần Hoàng luân hồi trở về. Chiến lược chính là hủy diệt, không lưu tình chút nào. Tất cả các cường giả hoàng đạo nhanh chóng rời khỏi, trở về thông báo cái tin tức rung động này. Các hoàng đạo thương huyền rõ ràng đã cao độ coi trọng phần Thiên Thần Hoàng chuyển thế lần này, không nghĩ tới vẫn bị hắn tấp nập đắc thủ, còn càng náo càng lớn, bây giờ có thể săn giết giáo tôn, rõ ràng là đã có thành tựu. Mà, vô cùng có khả năng đây chỉ là bắt đầu. Hồi tưởng tôn chỉ chiến lược hợp tung liên hoành của phần Thiên Thần Hoàng kiếp trước, một thế này rõ ràng là hủy diệt thôn phệ, điên cuồng lớn mạnh mình. Thiên Khải Tây Bắc Bộ, đại thành hùng vĩ nhất không thể nghi ngờ chính là chỗ, đế thành của Bắc Thái Đế Tộc. Đế thành hùng cứ thiên khuyết sơn mạch Tây Bắc, dãy núi tung hoành hơn 2.000 dặm, bị đế quân tự mình khắc xuống đế ngấn, cưỡng ép chân áp, không nhận hoàn cảnh quỷ bí của Thiên Khải ảnh hưởng thay đổi. Đế thành độc sâu trong 300 dặm bá thiên khuyết. Tường thành nguy nga, cao thẳng vạn trượng, vết
vết tích pháp trận cổ lão trải rộng trên bức tường, tỏa ra ánh sáng hùng hồn, tường thành không phải tứ phía, mà là tám mặt, có thể tiếp nhận tám mặt vây công, càng có thể diễn biến tám mặt thế công. Thứ được chú ý nhất đế thành chính là pho tượng đế quân đứng vững ở trung ương, cao vút trong mây, thẳng đến đỉnh thiên khải, cường quang giống như mặt trời sáng chói, nở rộ khắp đại địa tây bắc thiên khải, đó chỉ là pho tượng, nhưng lại giống như là chân thân đế quân, trấn nhiếp đế thành, uy lẫm tây bắc. Trừ cái đó ra, ở bên ngoài cách đế thành 500 dặm, cũng chính là chỗ ba cạnh góc của Thiên Khuyết Sơn Mạch, còn có ba tòa hoàng thành bao la hùng vĩ đứng vững ở đó. Bọn hắn chính là tam đại hoàng đạo hoàn toàn thần phục đế tổ tại Bắc Thái Đại Lục, bọn hắn ở hạ giới tuyệt đối ủng hộ đế tộc, tại thiên khải chiến trường thì cam làm thủ vệ. Bất luận kẻ địch nào muốn mạo phạm đế thành, đầu tiên liền phải đứng trước sự chặn đánh của bọn hắn. Khi tin tức vạn đạo bị hủy diệt, điên cuồng khuếch tán tại thiên khải chiến trường, Sở Vũ nhiều lần khó khăn trắc trở, rốt cuộc cũng đi tới được đế thành. Đế tử, Khương Phàm biết ngài. Sở Vũ thân ở đế thành, chủ động hạ thấp tư thái, hơn 600 tuổi, hạ thấp thân phận hành lễ với đế tử không kịp trăm tuổi đứng ở trước mặt mình. Hắn đến chí tôn kim thành rồi. Ha ha, cha rất nhanh nhỉ. Đế tử anh Tuấn Lãng, hai con người sinh huy, sán lạn như tinh thần. Vạt áo rộng mở, thoải mái lộ ra bộ ngực rộng rãi. Da thịt màu đồng của hắn hiện ra hào quang màu tử kim như ẩn như hiện, tràn ngập khí tức đáng sợ để cho người ta hồi hộp. Hắn rất tức giận, bảo ta truyền tin. Nói, ta còn sợ mấy câu nói của hắn. Ngôn ngữ có chút mạo phạm, nói, đồ mà ngài cầm của hắn, hoặc là tự tay đưa trở về, hoặc là hắn muốn giết ngài. Ha ha, ha ha. Đế tử lắc đầu cười khẽ, giống như là nghe được trò cười ngây thơ nào đó. Khương Phàm chính là vị phần thiên thần hoàng chuyển thế kia. Khẩu khí thật sự là không nhỏ. Trong tẩm điện còn có một vị nữ tử mang theo tấm lụa mỏng che mặt ngồi ở đó, thân ảnh như là bảo bọc trong tầng sương mù, mê ly mà động người, nàng khẽ mở đôi môi anh đào, nhẹ giọng cười nói. Sở Vũ vội vàng xoay người về phía nữ tử, so với đế tử tư thái đều rất tôn trọng. Khương Phàm người này làm việc cực độ phách lối, miệt thị hào kiệt thiên hạ, như là mình bách chiến vô địch. Đó là bởi vì Thương Huyền không có hào kiệt, mới khiến cho hắn bành trướng tự phụ, không nhìn hào kiệt thiên hạ. Nữ tử cười nói, mặc dù cách một tầng vải, nhưng loại sán lạn cùng tươi đẹp kia tựa hồ đã lập tức thấu tới, con mắt linh động không gì sánh được. Đúng, đúng. Sở Vũ không dám phản bác ở trước mặt nữ tử, bởi vì thân phận của nàng quá đặc thù. Mẫu thân của đế tử, cũng là nữ tử duy nhất sinh hạ dòng dõi cho đế quân, hoàn toàn xứng đáng với công thần đế tộc, trở thành thê tử được đế quân công nhận. Thê tử của đế quân, mẫu thân của đế tử, thân phận như vậy, đưa mắt nhìn khắp đế tộc này, thần cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Đế tử cười nhạt mà nói. Ngươi tới nơi này chính là vì truyền câu nói. Vậy truyền lời với hắn, ta chờ hắn tại thiên khải. Sở Vũ nắm tay, nói. Khương Phàm phục kích giáo tôn tại Xích Chi Liệt Cốc, giáo tôn đã lập tức biến mất, không thấy tung tích. Ta tới đây là muốn hỏi một chút, phải chăng giáo tôn thông qua được Tây Bắc Thiên Môn đi tới Thiên Khải? Vẻ mặt tùy ý của đế tử rốt cuộc cũng trở nên nghiêm túc. Khương Phàm phục kích giáo tôn các ngươi còn biến mất. Sở Vũ cẩn thận nhìn sắc mặt đế tử. Chẳng lẽ giáo tôn không có về Thiên Khải? Đế tử nhìn mẫu thân, nhưng nữ tử lắc đầu. Nàng từ trước tới giờ không để ý tới tộc vụ. Giáo tôn các ngươi thật sự có thể bị Khương Phàm đánh trốn về Thiên Khải sao? Mặt mũi các hoàng đạo Thương Huyền, tại giáo tôn các ngươi nơi này đã rơi xuống hết rồi. Đế tử không ngờ, vạn đạo thần giáo là phụ thuộc bọn hắn, nhận khuất nhục, cũng sẽ liên lụy đến bọn hắn. Chính ngươi xuống dưới hỏi một chút đi, nếu như đã về vạn đạo hoàng thành, mời hắn về, ta muốn đích thân hỏi một chút, rốt cuộc hắn cũng xảy ra chuyện gì. Đúng đúng. Sở Vũ hạ thấp người lui lại, bước nhanh rời khỏi. Khi nào thì con đi Thương Huyền thu hồi lại bộ phân thân kia? Con không dung hợp bộ phân thân đó, ta thấy tiểu gia hỏa kia luôn không sinh ra cảm giác thân cận. Nữ tử này tên Cung Như Ngọc, không chỉ là thê tử của đế quân, mà bối cảnh nhà mẫu thân lại còn rất hùng hậu, là một trong tam đại hoàng đạo, thiên mệnh thần triều, phụ thuộc đế tộc, chí tôn hoàng đạo có được thần linh. Thiên mệnh thần triều không chỉ có thiên mệnh linh văn, mà còn có bất diệt chân thân vang dội cổ kim, chiến khu cùng linh văn phối hợp tuyệt diệu có thể làm cho thân thể bọn hắn tạo thành,
hoàng triều có thể lấy linh hồn là quân, nội tạng kinh mạch là thần, hài cốt huyết nhục là sông núi thành trì, cực kỳ cường hãn. Cũng chính là linh văn cùng huyết mạch đặc biệt như thế này, mà sau khi kết hợp cùng đế quân đã ra đời đế tử dị biến. Đó là phân thân của ta, kéo dài hậu đại, chính là hậu đại của ta, tiểu gia hỏa chính là tôn nhi của ngài. Ngài thử làm quen trước, chờ Khương Phàm mang theo bộ phân thân kia đăng lâm thiên khải, ta sẽ mau chóng dung hợp hắn. Ha ha, không nôn nóng, để Khương Phàm thay ta nuôi mấy năm. Nữ tử kia gọi là gì? Hứa Đan, vì sao không mang về tới? Ha ha, không xứng. Đế tử lắc đầu cười nói, thu hồi hài tử là bởi vì huyết mạch truyền thừa, về phần Hứa Đan kia chỉ là công cụ sinh dục mà thôi, há có thể đăng lâm thiên khải, vào đế thành ở. Còn đó, đã là thánh vương cảnh, đây là thời điểm có hài tử. Ta đã sai người chọn tại Thái Sơ Đại Lục, sẽ tới trước 30 người, nếu như không được, đổi lại đám tiếp theo. Tóm lại, con nhất định phải sinh hạ hài tử trước khi bước lên thánh hoàng, hài tử thật sự thuộc về con. Ta đã biết. Không được gạt ta, đây không chỉ là thái độ của ta, cũng là phụ thân con, còn có thái độ ngoại công con. Ngay lúc bọn họ nói chuyện phiếm, một mảnh cường quang xẹt qua màn trời, giáng lâm đến bên ngoài tòa tẩm điện xa hoa này, hai đầu gối quỳ xuống đất, trực tiếp bẩm báo với cung Như Ngọc. Vạn đạo hoàng thành, thiên hồ hướng ra tới gần thiên khuyết sơn mạch, mời vào đế thành. Trước mắt bị thiên mệnh hoàng thành ngăn lại, bọn hắn lớn tiếng. Giáo tôn đã chết, thiên hồ thánh vương làm phản, Khương Phàm xuất hiện tại vạn đạo hoàng thành, cướp bóc linh bảo rời khỏi. Cái gì? Đế tử cùng cung Như Ngọc bỗng nhiên đứng dậy. Giáo tôn chết rồi. Khương Phàm tới. Khi mà đế tử, cung Như Ngọc đuổi tới bên ngoài thiên khuyết sơn mạch, võ tướng của thiên mệnh hoàng thành đang ngăn cản lấy hướng ra kẻ chạy nạn. Mặc dù hai bên không có ân oán, nhưng nhìn thiên hồ hướng ra di chuyển cả tộc, còn muốn tìm đế thành nương tựa, cùng với cung Như Ngọc thuộc hoàng thất, lại còn là tộc thúc của cung Vô Trần mẫn cảm đã nhận ra nguy cơ. Cung Như Ngọc, ngươi ở thiên khải đế thành. Lão hồ vương hướng u mộng nhìn thấy nơi xa như mỹ nhân tuyệt thế chúng tinh phùng nguyệt, đôi mắt có chút phát lạnh, rốt cuộc đã hiểu vì sao cung Vô Trần ngăn cản các nàng. Lão hồ vương, nổi danh đã lâu, làm sao lại chật vật thành như vậy? Cung Như Ngọc dịu dàng thì thầm, cứ việc mang theo mạng che mặt nhưng vẫn khó nén tư sắc khuynh thành, da thịt như ẩn như hiện càng là như mỡ đông thổi qua liền phá. Nhưng sau khi tất cả mọi người thấy được nàng thì đều tự giác cúi đầu xuống, không có người nào dám nhìn nhiều nửa mắt, đây chính là nữ tử của đế quân. Hương U Mộng hơi nhíu mày, ba chữ lão hồ vương này nói từ trong miệng Cung Như Ngọc ra đặc biệt chói tai. Ta muốn gặp đế quân, báo cáo chuyện quan trọng. Lão hồ vương là lớn tuổi, hồ đồ rồi sao? Đế quân cách mỗi trăm năm thức tỉnh một lần, chỉ tiếp gặp thần linh, há lại để cho ngươi nói gặp liền gặp. Đế quân thức tỉnh từ trăm năm trước, từ sau khi đế tử được sinh ra thì cũng không tiếp tục ngủ say qua, xin chuyển lời đến đế quân, nói hướng U Mộng ta cầu kiến. Lão hồ vương hiểu rất rõ chuyện đế tộc nhỉ. Việc liên quan đến vạn đạo thần giáo, xin mời dàn xếp. Hướng U Mộng cố nén sự không ngờ, hạ thấp tư thái, bây giờ không phải là lúc đánh cùng cung Như Ngọc, mấu chốt là phải trước gặp được đế quân. Chuyện của vạn đạo thần giáo một thời gian trước đế quân đã an bài cho đế tử. Ngươi có chuyện gì, trực tiếp báo cáo với đế tử đi. Kiều nhan tuyệt thế của cung Như Ngọc sau mạng che mặt mang theo ý cười, nhưng trong lòng lại vô cùng cảnh giác hồ vương này. Từ xưa đến nay, nữ tử hầu hạ đế quân chừng mấy trăm vị, bình thường đều từ 3 đến 5 năm, duy chỉ có Hương U Mộng này hầu hạ đến 12 năm. Đó đã không còn là sinh dục thuần túy, vô cùng có khả năng đã xuất hiện tình cảm. Nàng không thể không cảnh giác địa vị của Hương U Mộng ở trong lòng đế quân. Huống chi, Hương U Mộng lại còn mang theo toàn tộc chạy vội tìm tới đây, làm không tốt liền sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian đế quân thức tỉnh này trắng trợn đưa, hồ ly tinh, lên. Nàng cũng không lo lắng vị trí của mình trong lòng đế quân, nhưng tuyệt đối không nguyện ý lại có người khiến cho đế quân chú ý. Đế tử đi đến phía trước, sắc mặt lãnh tuấn, ngữ khí không thể nghi ngờ. Nói đi. Hương U Mộng rất muốn tự mình báo cáo cùng đế quân, hiệu quả khẳng định càng tốt hơn, nhưng không nghĩ tới cung Như Ngọc lại ở chỗ này. Nếu như do cung gia cùng đế tử đi báo cáo, đế quân thậm chí tinh lực chủ yếu của đế tộc, đều sẽ rơi xuống bên trên việc vạn đạo bị hủy diệt, trong thời gian ngắn sẽ không quá chú ý đến nàng. Nhưng cho đến giờ khắc này, nàng không còn cách nào khác.
Sở Vũ cũng đã ở bên cạnh vội vã không nhịn nổi. Mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Lão Hồ Vương hướng U Mộng nói. Hướng Vãn Tình giả làm Thiên Hồ Thánh Vương, trà trộn vào Vạn Đạo Hoàng Thành, Khương Phàm thừa cơ đánh giết thống soái Thánh Linh Hoàng Thành, Hướng Vãn Tình thuyết phục Thiên Hồ Thánh Vương phản bội, chúng ta đang muốn rằng co, Khương Phàm đột nhiên tuyên bố Vạn Đạo Giáo Tôn đã chết, sau đó thừa dịp chúng ta đến xem xét nguyên hỏa sinh mệnh. Thời điểm chấn kinh trước tin giáo tôn chết, hắn đã liên hợp với Thiên Hồ Thánh Vương đại loạn hoàng thành, cướp đi pháp trận linh bảo, dẫn bạo thiên kiếp lôi trì. Chuyện đúng là như vậy, nhưng Hướng U Mộng thoáng điều chỉnh trình tự để che giấu một ít sai lầm của bọn hắn trong việc xử lý bất đương này. Hướng gia cùng những cường giả khác của thần giáo nhao nhao gật đầu. Dù sao ai cũng không nguyện ý tiếp nhận trách nhiệm, giới thiệu như thế này thích hợp hơn. Đệ tử hoài nghi nói. Chỉ hai ba câu nói của Hướng Vãn Tình, Thiên Hồ Thánh Vương đã phản bội. Hướng U Mộng phản kích. Đệ tử đang chất vấn ta. Sở Vũ gấp gáp hỏi. Mẫu liên của thiên kiếp lôi chỉ đâu? Hướng U Mộng lắc đầu. Bị Khương Phàm cướp đi, bảo cốt trong pháp trận cũng đều bị bọn người Khương Phàm cướp đi. Hắn không phải chỉ có một mình, mà mang theo bốn thánh linh, còn có thể phóng thích sát khí liệp thần thương. Các ngươi đều đưa thánh linh thánh vương đến hạ giới. Hoàng thành phòng ngự yếu kém, tổ thần lại bị giết trước tiên, Thiên Hồ Thánh Vương làm phản, chúng ta căn bản gánh không được, có thể trốn được đã là kỳ tích. Sở Vũ lảo đảo mấy bước, suýt chút nữa đã ngất đi. Không còn nữa. Mất giáo. Không chỉ có giáo tôn chết rồi, cơ nghiệp vạn năm của thần giáo cũng mất. Thần giáo ở hạ giới, Thiên Khải Hoàng thành, toàn bộ đều thuộc về Khương Phàm. Truyền thừa cùng cố gắng đời đời kiếp kiếp của vạn đạo thần giáo. Lo lắng hết lòng phát triển cùng tích lũy, cuối cùng thành tựu cho Khương Phàm. Vạn đạo thần giáo, không còn, không còn. Phốc, nơi lồng ngực Sở Vũ cuồn cuộn, há miệng phun máu, đường đường là thánh vương nhưng bây giờ lại ầm vang ngã xuống đó. Trước đó cũng bởi vì nóng lòng đi đường mà thiêu đốt sinh mệnh, bây giờ tức thì lại nóng giận đến hôn mê ngay tại chỗ. Đệ tử nhìn thần giáo chật vật, vẻ mặt dần dần nghiêm trọng. Bọn hắn bí mật đến đỡ hoàng đạo Tây Bắc cứ vô cùng đơn giản, thậm chí không hiểu thấu mà bị hủy ở trên tay Khương Phàm như vậy. Đây không chỉ là sỉ nhục vạn đạo thần giáo, sỉ nhục Thương Huyền Đại Lục, mà càng là sỉ nhục Bắc Thái Đế tộc. Khương Phàm làm sao lên được Thiên Khải? Bây giờ hắn đang ở chỗ nào? Đáy mắt đế tử hiện lên tia sắt lạnh, chuẩn bị tự thân gặp Khương Phàm một lần. Chúng ta không biết làm sao hắn tới được Thiên Khải, càng không biết hắn đi chỗ nào. Chúng ta có thể chạy trốn tới Tây Bắc đã là may mắn. Xin hãy thả chúng ta tiến vào đế thành, chúng ta cần tĩnh dưỡng. Hướng U Mộng chú ý tới ánh mắt đế tử liền biết tiếp theo đã không có chuyện của nàng, chuyện thu thập Khương Phàm giao cho đế tộc đi, nhiệm vụ thiết yếu của nàng là phải bảo trụ nàng Hướng gia, cũng mau chóng đứng vững gót chân tại đế thành, sau đó. Tự mình nhìn thấy đế quân. Cung Như Ngọc vẫn giữ nét mặt tươi cười như thường, thanh âm dịu dàng. Bởi vì chuyện liệp thần thương, gần đây số lớn cường giả đế tộc vào ở Thiên Khải, tạm thời không có đến nơi ở của các ngươi chiêu đãi ra dáng. Các ngươi trước hết hãy ở tạm tại Thiên Mệnh Hoàng Thành, chờ đế thành nơi đó thu thập xong, lại mời các ngươi đi qua. Chúng ta cùng Thiên Mệnh Hoàng Thành không qua lại, không tiện quấy rầy. Còn xin trong đế thành tùy tiện vẽ một nơi để cho chúng ta tạm thời dàn xếp. Hương U Mộng sao có thể không biết mục đích của Cung Như Ngọc. Nếu quả như thật sự tiến vào Thiên Mệnh Hoàng Thành, muốn vào đế thành cũng không biết năm nào tháng nào, chớ nói chi tự mình nhìn thấy đế quân. Thế nhưng ngươi là thánh vương, lão tộc trưởng Hướng gia, còn đã từng phụng dưỡng qua đế quân, há có thể tùy tiện ở. Lão Hồ Vương vẫn là đến Thiên Mệnh Hoàng Thành ở tạm, hoàn cảnh nơi đó tốt hơn một chút. Không nên phiền toái, thời kỳ đặc thù, chúng ta không so đo. Nếu tỷ tỷ đã kiên trì, vậy ta sẽ đi an bài. Nếu như hoàn cảnh không tốt. Ha ha, còn xin tỷ tỷ không nên trách tội. Cung Như Ngọc quay người dưới rời khỏi, gót sen uyển chuyển, yêu kiều thướt tha, khí chất tôn quý mà mê ly cũng đủ để cho bất kỳ nam tử nào cũng vì đó mà khuynh đảo. Chỉ là vận khí tốt. Có cái gì tốt để cuồng. Hương U Mộng nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng tức giận, nhưng lại rất bất đắc dĩ. Đây chính là số mệnh, tỷ lệ đế quân sinh ra dòng dõi cực kỳ bé nhỏ. Một phần vạn cũng chưa tới, nhưng chính là, một trong, những cái không thể nào xảy ra này lại đã rơi xuống trên thân nữ tử này. Mẫu bằng tử quý,
địa vị của Cung Như Ngọc đã không thể lay động. Đế tử yên lặng đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn phương hướng Vạn Đạo Hoàng Thành. Các cường giả đế thành đứng quanh ở hai bên, chờ đợi điều lệnh. Cường giả của Thiên Mệnh Hoàng Thành cũng đều cung kính đứng ở cách đó không xa, vị đế tử này không chỉ là hài tử của đế tộc, mà còn là truyền nhân huyết mạch Thiên Mệnh Hoàng thất của bọn hắn. Thật lâu, đế tử mới tự mình hạ lệnh. Nếu Khương Phàm đã tới Thiên Khải liền sẽ không tùy tiện rời khỏi. Trước tiên tra cách Khương Phàm đến Thiên Khải cho ta, phải chăng mượn Đông Nam Thiên Môn? Nếu như không có, đó chính là con đường khác, nhất định phải tra rõ ràng. Ngoài ra, giải tin tức, Khương Phàm xuất hiện tại Thiên Khải, mang theo Liệp Thần Thương, kích thích bách tộc Thiên Khải liên hợp lùng bắt. Gia chủ hướng ra, cửu vĩ Thiên Hồ Thánh Vương, đại thống lĩnh Vạn Đạo. Đông Hoàng Càn không chút kiêng kỵ đánh giá vị nữ tử lãnh ngạo xinh đẹp giống như tiên tử trước mặt này, thật không nghĩ tới lại có một ngày có thể như thế này cùng đại thống lĩnh Vạn Đạo Hoàng Thành mặt đối mặt đứng đấy. Phải biết, Cửu Thiên Thần Giáo cùng Vạn Đạo Thần Giáo chính là đối thủ một mất một còn. Đông Hoàng Càn tiền bối, hân hạnh. Hướng Vãn Đồng tư thái trội hơn, thướt tha động lòng người, xinh đẹp không gì sánh được. Nhất là khi đứng chung cùng Hướng Vãn Tình một chỗ, tư dung tuyệt thế giống nhau như đúc, dáng người thon dài mà mê người, da thịt giống như dương chi ngọc, đều mãnh liệt đánh vào thị giác. Nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Một người vũ mị chọc người, tản ra dụ hoặc để cho người ta căng phồng huyết mạch. Một người thì lãnh ngạo tôn quý, tản ra ngạo ý vênh váo hung hăng. Khí chất khác biệt nhưng dung mạo giống nhau, băng cùng hỏa dã tính giao hòa, để ánh mắt tất cả nam tử trong điện đều một mực hấp dẫn ở trên người các nàng. Ha ha, ta thật không nghĩ tới ngươi lại có thể phản bội đi theo Khương Phàm chạy trốn khỏi Vạn Đạo Hoàng Thành. Đông Hoàng Càn nói xong, nhìn Khương Phàm cười cười không có ý tốt. Không thể không thừa nhận, trong chuyện ngươi thông đồng nữ tử này đúng là rất có nghề. Khương Phàm nghiêm mặt nói. Cho ngươi uốn nắn một chút, đầu tiên, Thiên Hồ Thánh Vương là mưu đường ra khác cho Thiên Hồ hướng ra, không phải phản bội. Thứ hai, ta và Thiên Hồ Thánh Vương không có quan hệ gì đặc biệt. Còn nữa, Thiên Hồ Thánh Vương nguyện ý gia nhập Xí Thiên Giới, chính là gia nhập hai bên liên minh chúng ta, người hãy tôn trọng một chút cho ta. Đông Hoàng Càn không nhẹ không nặng hừ cười hai tiếng. Thả thịt mỡ trước mặt ngươi, ngươi có thể nhịn được. Đánh cược, nếu ngươi thật sự biết nhẫn nại không ăn, ta nghe ngươi phân công, nhưng nếu ngươi là nhịn không được mà ăn. Ha ha, ngươi phải nghe theo ta phân công. Khương Phàm không nguyện ý dây dưa cùng lão già này. Đã cho chuẩn bị kỹ càng nơi cho chúng ta chưa? Dựa theo thần tôn an bài, chúng ta phải ở tạm chỗ này một thời gian, tránh đầu gió, sau đó lại thông qua thiên môn về Thương Huyền. Không nguyện ý cử cùng ta, chính là đã làm tốt chuẩn bị ăn. Chậc chậc, Hoa tỷ muội, ngươi thật có lộc ăn. Đủ rồi, ngươi cũng bao lớn rồi. Ngươi không biết xấu hổ, Cửu Thiên Thần Giáo ngươi không biết xấu hổ. Hắc hắc, ta muốn mặt. Là gia hỏa dưới đũng quần ngươi đây mỗi ngày tiếp cận nữ tử không biết xấu hổ. Ngươi không xong rồi. Khương Phàm giận, căm tức nhìn lão gia hỏa. Ai u, tức giận sao, ngươi chút định lực ấy. Chỉ sống mấy chục năm, xác thực kém chút sức lực ha. Đông Hoàng Càn tiến đến trước mặt Khương Phàm, khuôn mặt mo tang thương tràn đầy nụ cười, nhưng ánh mắt lại rõ ràng lộ ra sự lạnh lẽo. Bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh trao đổi ánh mắt. Muốn nhắc nhở lão tổ không nên nháo quá mức, nhưng bây giờ lại không có ai dám mở miệng. Lão tổ Thánh Vương lan ra, Lan Độ lặng lẽ phất tay ra hiệu tất cả mọi người chớ có lên tiếng. Người khác không rõ ràng chuyện năm đó, nhưng hắn lại có chỗ nghe thấy. Giữa hai vị này xem như có chút thù hận. Lấy tính cách táo bạo của Đông Hoàng Càn, có thể tiếp nhận Khương Phàm vào ở nơi này đã khó có được. Thiên Hồ Thánh Vương nhìn muội muội, đây chính là cái gọi kết minh. Hai bên lãnh tụ đều là thái độ rằng con này, thật không sợ náo ra nhiễu loạn. Khương Phàm sâu hít một hơi, bình phục cảm xúc. Nơi, đã chuẩn bị xong chưa? Đông Hoàng Càn hừ một tiếng, đứng thẳng người. Đã sớm chuẩn bị xong. Cáo từ. Lấy ra. Cái gì? Phí ăn ở, tiền ăn, phí bịt miệng. Mẹ kiếp, người đang đùa với ta. Thân minh hiểu, tính sổ sách rõ ràng. Không có. Ta có thể tùy tiện làm một cái lỗ đen nhét các ngươi vào, tối tăm không ánh mặt trời vượt qua dăm ba tháng, cũng có thể bố trí cho các ngươi một cái tẩm cung, thoải mái mà ở. Tùy ngươi chọn. Đông Hoàng Càn có chút ngẩng đầu,
liếc nhìn Khương Phàm. Ngươi muốn cái gì? Khương Phàm thực sự không muốn dây dưa nữa. Xem ở trên mặt thần tôn, đơn giản cho chút là được. Ba khối, bảo cốt thánh hoàng. Ta đi đại gia ngươi, ngươi ăn cướp tới trên đầu ta. Khương Phàm lập tức nổi giận. Hắc hắc, Đông Hoàng Càn ngoài cười nhưng trong không cười, kéo nhẹ khóe miệng. Tiểu tử, ngươi có thể sống đến bây giờ, thần tôn giúp bao nhiêu, chính ngươi không có chút số sao. Thần tôn trấn áp liệp thần thương ngàn năm, khống chế huyết nguyệt thần cấp ngàn năm, nói giao liền giao cho trên tay ngươi, vậy mà ngươi ra mặt dày không hề biểu thị. Trước đó ngươi là nghèo nàn không so đo với ngươi, nhưng ngươi vừa mới đánh cướp vạn đạo hoàng thành, bây giờ cũng coi là phất nhanh. Lão tử muốn ba khối bảo cốt thánh hoàng của ngươi, quá mức. Không quá phận, quá phận chính là ngươi. Loại chuyện này đều không nên do mặt mo ta ưỡn ra tự mình muốn, mà là ngươi nên chủ động giao ra. Lấy ra, ba khối thánh hoàng bảo cốt, một khối cũng không thể thiếu. Ta và thần tôn từng có ước định, từ nay về sau, nếu có thu hoạch quan trọng, sẽ xem xét phân cho thần giáo. Nhưng lão tặc ngươi lại muốn đánh cướp ta, nằm mơ đi thôi. Tốt, có cốt khí, ta thích. Sau một khắc đồng hồ, Khương Phàm có quắp ở trong, lỗ đen, chật hẹp trong không gian, cùng với Hướng Vãn Tình lúng túng và Hướng Vãn Đồng sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn nhét chung một chỗ. Không gian lỗ đen lung la lung lay, ba người bên trong vừa đi vừa về nhấc lên. Nếu không, cho hắn khối bảo cốt. Hướng Vãn Tình cố hết sức chen giữa Khương Phàm cùng tỷ tỷ, miễn cho bầu không khí quá khó xử. Không thể thỏa hiệp, lão già này khinh người quá đáng. Ta chính là đưa hết cho Cửu Thiên Thần Tôn, cũng tuyệt đối không cho hắn nửa khối. Cơn giận trong Khương Phàm còn sót lại chưa tiêu. Hướng Vãn Đồng nhịn không được nói. Đây chính là liên minh của các ngươi, thật hòa thuận nhỉ. Hướng Vãn Tình tra hỏi. Thiếp cảm giác vị lão tổ kia tựa như cố ý nhằm vào chàng. Năm đó các ngươi có khúc mắc gì sao? Không có khúc mắc, có ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn gì? Vẫn là không nên đề cập nữa. Nói một chút thôi, chúng ta đều không hiểu gì cả. Khương Phàm trầm mặc một lát, thở dài nói. Năm đó ta muốn cùng Cửu Thiên Thần giáo thông gia, chính là cưới muội muội của hắn Đông Hoàng Huyên. Lúc đó, hắn đã đồng ý, muội muội của hắn Đông Hoàng Huyên cũng đồng ý, không nghĩ tới cắm ở thần tôn nơi đó. Thần tôn nói với ta, thưởng thức ta có quyết tâm chỉnh đốn Thương Huyền, cũng nguyện ý tại thời khắc tất yếu cung cấp duy trì, nhưng cũng không nguyện ý ký kết liên minh. Ta có thể hiểu được thần tôn lo lắng. Nếu như chỉ là hợp tác, tương lai coi như ta thua, bọn hắn còn có đường lui, nhưng nếu như liên minh liền phải cùng sống cùng chết. Ta tôn trọng thần tôn, cho nên, từ bỏ ý nghĩ thông gia. Ai biết hỗn đản Đông Hoàng Càn này, mắng ta bội tình bạc nghĩa, truy sát ta khắp thiên hạ. Hướng Vãn Tình quái dị nhìn Khương Phàm trong bóng tối. Chàng trà đạp muội muội người ta. Không có, cái này thật không có. Nhưng, nha đầu kia lại động tâm đối với ta. Ai, cũng là tính cách nóng nảy, mắng ta không đủ kiên trì, mắng ta chỉ là lợi dụng nàng, sau đó liền bỏ nhà đi ra ngoài. Sau đó thì sao? Khương Phàm đắng chát cười một tiếng, lắc đầu, hồi lâu mới nói. Chết bởi ngoài ý muốn. Hướng Vãn Tình cùng Hướng Vãn Đồng ngạc nhiên. Ai, lúc ấy ta thật không có để ý, cứ nghĩ là tiểu nha đầu rời nhà trốn đi, náo mấy ngày hẳn là sẽ trở về, hơn nữa lúc ấy người của thần giáo cũng ra ngoài tìm. Ai biết, hắn đều gắn tội do đến trên đầu chàng rồi. Tình cảm giữa hắn và muội muội hắn rất sâu. Hắn trách ta, cũng có tự trách, nếu như không phải lúc ấy nháo truy sát ta, mà tự mình tìm muội muội hắn, khả năng. Phía ngoài. Trong cung điện, Đông Hoàng Càn không có chút hình tượng nào mà đang ngồi ở trên chiếc ghế, trên chân đá lấy một quả cầu đen, chính là lỗ đen không gian cầm tù Khương Phàm. Đông Hoàng Hoa Thanh và đám người yên lặng đứng trong cung điện, cũng không dám thở mạnh. Cuối cùng vẫn là lão tổ nhà họ Lan, Lan Độ ho nhẹ vài tiếng, nói. Lão tổ, bớt giận đi, dù sao hắn cũng là thần hoàng chuyển thế, lại còn là người mà thần tôn ký thác hy vọng, chúng ta không thể huyên náo quá mức. Quá sao? Đông Hoàng Càn một chân dẫm ở hắc cầu. Có chút quá. Lan Độ nhắm mắt nói. Ta cảm giác có một chút quá. Đông Hoàng Càn nhất mũi chân lại đá quả cầu đen kia, mặt mo tang thương âm trầm đến đáng sợ. Thông gia. Lại là thông gia. Ăn mừng hợp tác, lại giống như là bàn tay vô hình, tàn nhẫn mở ra vết sẹo hắn chôn giấu ngàn năm,
máu me đầm đìa, đau nhức đến thấu xương. Khi nhìn thấy Khương Phàm, ác mộng năm đó trong thoáng chốc lại giống như hôm qua. Lan Độ khẽ cắn môi, dứt khoát nói. Chuyện năm đó, coi đại gia ngươi, im miệng. Đông Hoàng Càn đột nhiên quát lớn, một chân đá quả cầu đen lên bay qua phía Lan Độ. Lan Độ thoáng lệch thân, quả cầu đen xẹt qua lỗ tai của hắn, nhưng không gian nhấc lên gợn sóng giống như là ầm vang dâng lên sóng lớn, đối diện che mất hắn, thân thể già nua lảo đảo lui lại vài chục bước, lồng ngực cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra máu. Đám người trong điện cuống quýt quỳ xuống, không còn dám mạo phạm. Lan Độ dừng lại, không hề bận tâm, chỉ nói với bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh đang quỳ trên mặt đất. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mang Khương Phàm đi. Sau khi Đông Hoàng Hoa Thanh đứng dậy liền rời khỏi đại điện, bay lên không đuổi theo quả cầu đen đã bay xa. Cái đồ hỗn đản, hắn đều đã chết, vì sao còn có thể sống lại? Vì sao muội muội ta chết thật rồi? Lão tử không quen nhìn dáng vẻ hắn trái ôm phải ấp. Một nữ tử lại tiếp lấy một nữ tử. Lão tử nhìn thấy hắn liền muốn bóp nát hắn. Đông Hoàng Càn dùng sức nắm chặt nắm đấm, răng cắn đến két vang, trong thanh âm tức giận lại đều là đau đớn. Ngài, bớt giận. Lan Độ nhẹ giọng thở dài, sau khi cung kính hành lễ liền ra hiệu còn những người khác quỳ trên mặt đất rời khỏi. Ngoài điện, Lan Quỳ và đám người nhỏ giọng hỏi. Đông Hoàng lão tổ giống như rất có ý kiến đối với Khương Phàm, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến hợp tác giữa hai bên chứ? Lan Độ thản nhiên nói. Hắn chỉ là nhớ tới chuyện thương tâm, trong lòng không thoải mái mà thôi. Trên việc trái phải rõ ràng, hắn vẫn tự hiểu rõ. Chuyện thương tâm gì? Đừng hỏi nữa, làm tốt chuyện của các ngươi, chú ý bịt miệng những người khác trong hoàng thành, tuyệt đối không được tiết lộ tin tức. Bất luận là hạ giới hay là thiên khải hoàng thành, đối với hai chuyện, cái chết của thần tôn, cùng kết minh của cửu thiên thần giáo đều là phong bế cao độ, trừ tầng cao nhất ra. Phía dưới đều không được biết, để tránh bị ngoại giới thẩm thấu. Khương Phàm được an trí đến trong địa cung bí ẩn, mặc dù nơi này phong bế, nhưng vẫn được trang trí trang nhã, bầu không khí u tĩnh. Đây là 3 khối bảo cốt thánh hoàng, 8 khối bảo cốt thánh vương, 15 khối thánh cốt. Cho các ngươi như vậy trước, sau này có được tài nguyên lại phân. Khương Phàm chịu đựng đau lòng giao ra bảo cốt. Năng lượng mênh mông, hào quang sáng chói, lập tức đầy tràn địa cung. Tất cả mọi người nhìn không được mà hít thở thật sâu. Ngài đây là muốn chia đều cùng chúng ta. Đông Hoàng Hoa Thanh kinh ngạc càng rung động, vẫn là chiến tranh lại càng dễ tích lũy tài nguyên, nội tình Hoàng đạo Tây Bắc tích lũy đến vạn năm, cuối cùng biến thành chiến lợi phẩm trong tay Khương Phàm. Mỗi một khối bảo cốt đều là tâm huyết được Hoàng đạo trút xuống, là cường giả bồi dưỡng được, sau khi chết một lần nữa trả lại cho Hoàng đạo. Không tính là chia đều, ta giữ nhiều hơn chút. Khương Phàm ngượng ngùng cười cười. Đã hiểu, các ngươi bây giờ càng cần bảo cốt hơn. Đông Hoàng Hoa Thanh sâu hít một hơi, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi mỗi khối bảo cốt, cẩn thận rõ ràng ngay trước mặt Khương Phàm. Nếu là thiếu một khối, hắn đều đền không nổi. Hãy chú ý tình huống bên ngoài, ta vẫn hy vọng có thể mau chóng rời khỏi. Khương Phàm nhìn từng khối bảo cốt bị Đông Hoàng Hoa Thanh thu vào nhẫn không gian, cũng là không nỡ. Địa cung rất an toàn, sẽ không có người đến quấy rầy, các ngươi cứ yên tâm ở. Mỗi ngày ta sẽ tới một chuyến, kịp thời giới thiệu chuyện bên ngoài cùng ngài. Đông Hoàng Hoa Thanh cất kỹ bảo cốt, quay người muốn rời khỏi địa cung. Chờ một lát, Hoa Thanh phó giáo chủ chờ một lát. Khương Phàm bỗng nhiên đi mau mấy bước, từ trong thông thiên tháp móc ra một khối bảo cốt giống như miếng ngọc máu. Đây là bảo cốt thánh hoàng, thay ta chuyển giao cho Đông Hoàng Như Ảnh. Đối với chuyện trong quan tài đá ta. Lỗ mãng, thật sự là thật có lỗi, không xin nàng tha thứ, chỉ hy vọng nàng có thể bớt giận. Dùng thánh hoàng bảo cốt xin lỗi. Ngài xác định sao? Đông Hoàng Hoa Thanh dở khóc dở cười. Bảo cốt thánh hoàng, năng lượng cao cấp nhất hoàng đạo, lấy thân phận phó giáo chủ như hắn đều không có tư cách hưởng dụng. Đừng nói là hắn, giáo chủ và lão tổ thánh vương cũng không có tư cách. Cho tới bây giờ bảo cốt thánh hoàng đều là trấn thuộc hạch tâm pháp trận. Vậy mà Khương Phàm lại dùng để dỗ dành nữ tử. Khương Phàm xấu hổ cười nói. Thật sự là quá mạo phạm, không lấy ra được gì khác. Đông Hoàng Hoa Thanh đưa tay muốn thay Đông Hoàng Như Ảnh nhận lấy, lại không có ý tứ. Một khối bảo cốt thánh vương đã rất có thành ý, bảo cốt thánh hoàng, lễ quá nặng rồi,
không chịu nổi, nàng không chịu nổi. Thánh Hoàng càng lộ rõ thành ý. Thành ý là rất đủ, nhưng cái này nhất định phải thay ta chuyển giao cho Như Ảnh, chớ bị những người khác nhìn thấy, nhất là tên Đông Hoàng càn kia. Đông Hoàng Hoa Thanh nhìn bảo cốt Thánh Hoàng, lắc đầu rung động, chỉ hận không phải nữ hài tử của mình. Nếu không nói Khương Phàm người ta có thể làm cho nhiều nữ tử mỹ diệu như vậy cảm mến đâu chứ, hào khí thật. Tiện tay chính là bảo cốt Thánh Hoàng có thể làm cho hoàng đạo đều sao động, cái này ai chịu nổi, ngay cả hắn đều có xúc động hiến thân. Hướng Vãn Đồng Ngọc Diện ngậm xương, đó là nội tình thần giáo, mỗi khối bảo cốt Thánh Hoàng đều là bộ vị quan trọng sau khi Thánh Hoàng vẫn lạc tế dâng ra, dùng bảo dược rộng lượng tế luyện mà thành, để mà trấn thuộc hạch tâm pháp trận, ứng phó nguy cơ sinh tử tồn vong. Trình độ quý giá, bất kỳ thế lực cấp hoàng đạo nào cũng đều rõ ràng. Khương Phàm đây là nhà giàu mới nổi tâm tính sao, lại đi cầm bảo cốt Thánh Hoàng đưa đến nhận lỗi với nữ tử. Hướng Vãn Tình ở bên cạnh giống như cười mà không phải cười nhìn Khương Phàm. Có phải chàng thật muốn đạt được Đông Hoàng Như Ảnh hay không? Không không không, là mạo phạm, muốn nói xin lỗi. Ngay cả Đông Hoàng Hoa Thanh đều không có ý tứ, chàng đây là xin lỗi. Chàng đây là muốn nàng tới hiến thân cho mình. Chỉ đơn giản là xin lỗi. Bình thường là không nỡ, bây giờ không phải chúng ta có nhiều sao, xí thiên giới nơi đó còn có một bộ di cốt Thánh Hoàng hoàn chỉnh đây. Hướng Vãn Đồng không tiếp tục chờ được nữa, chỉ vào thông thiên tháp trên cổ áo Khương Phàm nói. Phóng xuất các tộc nhân của ta muốn trấn an tâm tình của bọn họ. Khương Phàm không có làm theo, mà đóng cửa phòng lại, nghiêm nét mặt nói. Ta muốn xin mời Thiên Hồ Thánh Vương giải thích cho ta một chuyện. Ngươi nói là Vãn Tình, ngươi yên tâm, bộ thân thể kia hoàn toàn thuộc về muội ấy, đã được ta thanh trừ tất cả vết tích thuộc về ta, sau này ta càng sẽ không lại có bất kỳ can thiệp nào. Ngươi có thể hoàn toàn xem nàng như là nàng, không có liên quan trực tiếp đến ta. Hướng Vãn Đồng vì bộ phân thân này mà đã rất nhọc lòng. Cho dù là sau khi đưa đến Vương quốc Hắc Ám, cũng thường cách một thời gian liền đi quan sát điều trị, bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Ta nói chính là linh văn của nàng. Ta tách linh văn ra, kỳ thật đều thuộc về thiên phẩm, nhưng tại chỗ Vãn Tình ta đã làm một ít tay chân, áp chế đến thánh phẩm. Mà, nàng thuộc về bộ phân thân thứ 9 của ta, cũng là một bộ khó tu luyện nhất, trên lý luận mà nói, nàng sẽ không phát hiện vấn đề. Hướng Vãn Đồng nhìn về phía Hướng Vãn Tình, đây là sự thực ngoài ý muốn. Vãn Tình lại phá giải áp chế, trở lại thiên phẩm, còn không thể tưởng tượng nổi tu luyện đến thánh phẩm. Chuyện này cần cơ duyên kinh người cỡ nào, lại cần tài nguyên phong phú cỡ nào đi trồng chất. Vậy còn cô, mất đi bộ phân thân này, đối với cô có ảnh hưởng gì? Muội ấy là bộ phân thân thứ 9 của ta, tu luyện khó khăn nhất, cũng là chậm chạp nhất, muội ấy tồn tại hay không đối với thực lực tổng hợp của ta cũng không có ảnh hưởng quá rõ ràng. Nếu như, ta nói là nếu như, ta có thể tu luyện toàn bộ 8 bộ phân thân tới thánh linh cảnh, trên danh nghĩa phân thân thứ 9 này của Vãn Tình lại là thánh linh cảnh, thì tương đương với việc ta đạt đến cửu thánh thể, trong truyền thuyết. Từ trên lý luận mà nói, ta có hy vọng sinh ra đuôi thứ 10, cũng chính là phân thân mới. Tóm lại ngươi không cần lo lắng về Vãn Tình, bất luận như thế nào, ta cũng sẽ không tổn thương muội ấy, càng sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Coi như ta không thể nào sinh ra đuôi thứ 10. Chỉ cần có thể tu luyện 8 phân thân tới thánh cảnh, bát thánh thể ta cũng có thể khinh thường Thánh Vương Thiên Khải. Khương Phàm thở phào, chỉ cần không còn ảnh hưởng đến Vãn Tình là tốt. Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ đã làm tất cả vì muội. Hướng Vãn Tình cảm thấy ấm áp, trong lòng cảm động. Sau khi phụ mẫu chiến tử, ta đã đồng ý sẽ vĩnh viễn bảo vệ muội. Huống chi, năm đó tỷ muội chúng ta thức tỉnh đồng thời, là muội chủ động từ bỏ. Để ta thành tựu đến Thánh Vương Thiên Phẩm, tỷ tỷ nợ muội. Hướng Vãn Đồng lãnh ngạo thể hiện ra mấy phần cười yếu ớt khó có được, nhưng cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nàng thực sự không quen mỉm cười. Khương Phàm nói, ta chuẩn bị một khối bảo cốt Thánh Hoàng cho các ngươi, 5 khối bảo cốt Thánh Vương, còn có 10 khối bảo cốt Thánh Linh, hơn 1000 viên thuốc, các ngươi tùy tiện dùng. Ngươi cũng đã chuẩn bị xong. Sắc mặt Hướng Vãn Đồng hơi chậm. Cái này còn tạm được. Siêu tập tài nguyên không phải chính là để dùng sao, chẳng lẽ còn có thể làm bài trí. Mặc dù đều là tài nguyên của Vạn Đạo Hoàng Thành, nhưng người có áp lực tâm lý khác, coi như là. Ta ép buộc đưa cho ngươi.
Hướng Vãn Đồng trầm mặc một lát, không tiếp tục từ chối. Người này mặc dù không đứng đắn, nhưng tính cách ngược lại là rất hào phóng, cũng bỏ ra được. Chàng còn có rất nhiều khác ưu điểm, tỉ tỉ từ từ quan sát, tóm lại sẽ không thất vọng. Hướng Vãn Tình tranh thủ thời gian bổ sung một câu, dù sao Khương Phàm cũng đã cho tỉ tỉ ấn tượng đầu tiên không tốt lắm. Khương Phàm đều phóng xuất tài nguyên cùng hơn 300 vị tộc nhân bên trong Thông Thiên Tháp ra, sau khi an trí tới các nơi khác trong địa cung, cũng lấy ra bảo cốt bắt đầu tu luyện, tận lực vững chắc cảnh giới, tích lũy năng lượng, là làm chuẩn bị cho cảnh giới Thánh Vương còn rất xa xôi. Đại Vương, Đại Tặc, còn có Tặc Điều, cũng bắt đầu tham lam hấp thu năng lượng bảo cốt, tăng lên thực lực. Nhất là Tặc Điều, nhiều tài nguyên chất thành một đống như vậy, chính là thời cơ tốt bước lên cảnh giới Thánh Linh. Nó cũng rất gấp, nếu lại không tiến đến Thánh Linh cảnh liền sẽ theo không kịp đội ngũ. Như Ảnh, có thể vào không? Đông Hoàng Hoa Thanh gõ nhẹ cửa phòng Đông Hoàng Như Ảnh. Sư Tôn, mời vào. Đông Hoàng Như Ảnh từ bên trong minh tưởng thức tỉnh, đứng dậy nghênh đón Đông Hoàng Hoa Thanh. Nơi này không có người ngoài, không cần hành lễ. Đông Hoàng Hoa Thanh lưu ý đến vẻ mặt Đông Hoàng Như Ảnh sau mạng che mặt. Sư Tôn mời ngồi. Phụ thân ngươi đến xem qua ngươi rồi. Còn không có. Đông Hoàng Hoa Thanh nói. Chúng ta nói chuyện. Đông Hoàng Như Ảnh vừa muốn lắc đầu, Đông Hoàng Hoa Thanh lại nói. Nói chuyện đi, chuyện đã xảy, luôn luôn phải đối mặt. Trước đó ta không tìm đến ngươi, là muốn cho ngươi an tĩnh, miễn cho hiểu lầm là ta đang ép buộc ngươi. Ta không tìm đến ngươi cũng là nghĩ phụ thân ngươi có thể tới tìm ngươi nói chuyện, nhưng xem ra Thánh Kiệt huynh. Ha ha, vẫn cảm giác áy náy. Ngươi có quyền tìm kiếm hạnh phúc của mình, cũng có tư cách lựa chọn thái độ sống, chuyện này đều không gì đáng trách cả, người người đều sẽ tôn trọng ngươi. Nhưng thân ở thần giáo, một ít thời điểm thì thật sự là không làm chủ được bản thân, cũng cần phải làm hy sinh. Trận thông gia đột nhiên này, ngươi đã ủy khuất rồi. Đông Hoàng Hoa Thanh trầm mặc một lát, lưu ý đến sắc mặt Đông Hoàng Như Ảnh, tiếp tục nói. Thần Tôn tự mình sai khiến ngươi gả vào Vạn Đạo Thần Triều, thậm chí còn nổi giận, ngươi nơi này lại là chịu ủy khuất, nhưng ở chúng ta xem ra, trong này đã bao hàm ý nghĩa rất sâu. Đầu tiên đương nhiên là bản chất thông gia, đây không phải tùy tiện thành thân sinh con, mà là kết nối hai siêu cấp thế lực, dính đến lợi ích của vô số người, thậm chí ảnh hưởng sâu xa đến mối liên quan. Thần Tôn chọn ngươi, chính là tán thành năng lực cùng tư chất của ngươi. Cho rằng ngươi có thể từ Khương Phàm nơi đó đạt được đầy đủ tài nguyên, bước lên cảnh giới thần linh, vững chắc địa vị thần giáo, cũng cho rằng ngươi có thể ảnh hưởng đến một ít quyết định của Khương Phàm, không đến mức trong tương lai sẽ nguy hại đến thần giáo, mà là để thần giáo tiếp tục có thu hoạch. Từ hướng này đến xem, ngươi hẳn là nên kiêu ngạo, đây dù sao cũng là phán đoán của Thần Tôn đối với ngươi. Thứ yếu thì sao? Ngươi và Lan Nặc đều là người ưu tú nhất trong đời mới, Thần Tôn tự mình sai khiến cho ta cùng Lan Quỷ bồi dưỡng các ngươi chính là bằng chứng tốt nhất. Ý vị này là các ngươi đang đại biểu tiềm lực cho hai bên phe phái, cũng đại biểu cạnh tranh cho hai bên phe phái. Nếu như các ngươi đều ở lại thần giáo, trong tương lai chắc chắn sẽ phát sinh va chạm không cần thiết, thậm chí tiêu hao năng lượng thần giáo. Nếu như Thần Tôn vẫn còn thì có thể đè ép được chàng diệt, nhưng nếu như không có ở đây, rất có thể sẽ có sai lầm. Cho nên có thể có lý do hợp lý để tách các ngươi ra, không thể nghi ngờ là chuyện Thần Tôn cần làm nhất trước khi chết. Thần Tôn đưa tiễn ngươi, không thể nghi ngờ là muốn trấn an Lan gia, để trong tương lai Lan gia ngồi lên vị trí giáo chủ, miễn cho sau khi Thần Tôn chết lại sinh ra ý nghĩ không tốt khác. Đây là sau khi nội bộ chúng ta thảo luận, tương đối công nhận hai nguyên nhân của vấn đề này. Nhưng, giáo tôn khăng khăng để cho các ngươi có hài tử, chúng ta vẫn nghĩ không thông, trong này tất nhiên có thâm ý đặc biệt, chuyện này cần chính ngươi từ từ tìm kiếm đáp án. Dưới giọng nói ôn hòa của Đông Hoàng Hoa Thanh, Đông Hoàng Như Ảnh dần dần buông lỏng thân thể căng thẳng. Đông Hoàng Hoa Thanh nói khẽ. Ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút, sinh mệnh của Thần Tôn không còn thừa bao nhiêu, bây giờ làm mỗi một quyết định đều tất có thâm ý, mà không phải tùy tiện, tùy hứng làm bậy. Ngài ấy nghiêm khắc quyết định hôn ước, còn muốn ghi sinh hài tử vào thiết quyền. Cũng không phải ngài ấy cố ý làm khó dễ ngươi. Nói xong, Đông Hoàng Hoa Thanh thản nhiên cười khẽ. Kỳ thật, ta vẫn tương đối đồng ý trận thông gia này. Trừ vấn đề lợi ích của thần giáo, chủ yếu là Khương Phàm. Quả thật không tệ, trước đó phụng lệnh thần tôn quan sát qua hắn, cũng nghiên cứu qua hắn.
Một ít tính cách của hắn có rất nhiều tương tự như kiếp trước khi thần tôn đề cập, quan trọng nhất chính là việc hắn bá đạo tàn nhẫn đối đãi với kẻ địch, và việc hắn đối đãi với người thân bằng hữu ở bên cạnh mình, thật sự là kính dâng không giữ lại chút nào. Hắn đã có dã tâm hoành đồ bá nghiệp, cũng không thiếu tính tình nhi nữ tình trường. Hắn không hoàn mỹ, nhưng hắn đủ chân thực, hắn ngẫu nhiên ti tiện, nhưng hắn không phải hỗn đản. Mà, so với đánh giá của thần tôn đối với hắn kiếp trước, kiếp này hắn còn trầm ổn hơn càng biết được tự khống chế mình. Ví dụ như vấn đề nữ tử, kiếp trước là ai đến hắn cũng không có từ chối, bây giờ là có thể không tiếp nhận liền không tiếp nhận. Người đi theo Khương Phàm, chí ít trong mắt của ta sẽ không nhận ủy khuất. Đông Hoàng Hoa Thanh lưu ý đến vẻ mặt đã hòa hoãn rất nhiều của Như Ảnh, cười nhạt nói. Ta hãy nói một chút mấy điểm đề nghị cá nhân của ta. Đông Hoàng Như Ảnh trầm mặc thật lâu, vẫn khẽ gật đầu một cái. Tiếp nhận sự thật thông gia, thản nhiên đối mặt, sau đó thay mạch suy nghĩ đối đãi chuyện thông gia này. Đầu tiên, có danh nghĩa thông gia bảo bọc, từ nay về sau ngươi không cần tiếp tục lo lắng người khác quấy rối, trong lòng có thể không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà là toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện. Thứ hai, dùng danh nghĩa phu thê, lấy tài nguyên từ Khương Phàm nơi đó, như thế này liền có thể phát triển nhanh hơn. Chớ nhìn bọn họ chỉ là vừa mới cất bước, nhưng điên cuồng cướp đoạt tài nguyên, so sánh thần giáo muốn còn phong phú hơn nhiều. Thứ ba, dùng danh nghĩa phu thê ở chung cùng Khương Phàm, nhưng dùng thân phận bằng hữu tương giao. Liền giống với các ngươi như trước kia, đổi danh nghĩa, cái gì cũng đều không có thay đổi. Dù sao Khương Phàm cũng hẳn là sẽ tôn trọng ngươi, tuyệt đối sẽ không ép buộc ngươi, giữa các ngươi lại càng không thật sự có chuyện phu thê. Chỉ là nhiều hơn một cái thân phận tương đối muốn đặc thù mà thôi. Nếu đi đối đãi như vậy, có phải trong lòng liền tốt hơn nhiều rồi hay không? Đông Hoàng Như Ảnh yên lặng ngồi, không có tỏ thái độ. Về chuyện phần hài tử, Khương Phàm đã là thánh linh cảnh, 2-3 năm nữa sẽ đến thánh vương, đến vấn đề kia, sinh dục sẽ rất khó, không phải nói có liền có, cho nên không có người sẽ ép buộc ngươi. Chỉ cần các ngươi biểu hiện ra mối quan hệ phu thê với bên ngoài, thần tôn nơi đó cũng sẽ không nói cái gì, đúng không? Đương nhiên, ha ha, nếu như ngươi ngày nào đó thật sự yêu Khương Phàm, sinh con sẽ là chuyện như nước chảy thành sông. Dù sao thế sự vô thường, chuyện gì cũng đều có khả năng xảy ra cả. Đông Hoàng Hoa Thanh cười khẽ hai tiếng, đứng lên nói. Như Ảnh, nếu như phóng đại một vấn đề quá mức, chỉ có thể càng ngày càng lớn, ngươi là một hài tử thông minh, phải hiểu khống chế. Sư tôn thật không hy vọng ngươi bị vấn đề này khốn nhiễu, sư tôn cũng tin tưởng, ngươi có thể xử lý tốt vấn đề này. Đông Hoàng Như Ảnh không có đứng dậy tiễn đưa sư tôn, mà yên lặng ngồi trong phòng hồi tưởng đến lời nói thấm thía mà sư tôn để lại lần này. Một hồi lâu sau, hai con ngươi của Đông Hoàng Như Ảnh dần dần khôi phục vẻ trong suốt sáng thường ngày tỏ. Đó là vấn đề sao? Nói là vấn đề thì thật đúng là vấn đề, nhưng ở chỗ Đông Hoàng Như Ảnh nàng. Không phải là cái vấn đề. Bởi vì, nàng là Đông Hoàng Như Ảnh. Bởi vì, nàng người mang truyền thừa thiên thu. Bởi vì, tương lai của nàng là thần đồ vô thượng. Thông gia, chưa chắc là trói buộc, cũng chưa hẳn là khuất nhục, tựa như sư tôn nói, mọi thứ đều phải nhìn nàng đối đãi như thế nào. Chỉ là danh nghĩa phu thê mà thôi, Đông Hoàng Như Ảnh nàng cứ không tiếp nhận được như vậy sao? Thùng thùng. Đông Hoàng Hoa Thanh lại gõ cửa phòng. Nhìn bên trong một chút, cười tiến đến. Khương Phàm nhờ ta truyền đạt sự áy náy của hắn, đặc biệt đưa lên một khối bảo cốt thánh hoàng. Hắn trở về rồi. Đông Hoàng Như Ảnh từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Thiên Hồ Thánh Vương mang theo hơn 300 vị tộc nhân quy thuận, tất cả tài nguyên của vạn đạo hoàng thành đều bị hắn cuốn đi. Đông Hoàng Hoa Thanh lấy ra bảo cốt thánh hoàng, nhẹ nhàng bỏ lên trên bàn. Bảo cốt thánh hoàng, thành ý đủ không? Ha ha, đây chính là chỗ tốt của thông gia. Không có chuyện này, người chính là hầu hạ Khương Phàm cũng đừng hòng từ chỗ của hắn móc ra được bảo cốt thánh hoàng. Thiên Khải chiến trường lúc này đã vô cùng náo nhiệt. Vạn đạo hoàng thành bị hủy diệt để tất cả hoàng đạo đều khiếp sợ không thôi, mà Khương Phàm đăng lâm Thiên Khải càng là kích thích những nhân vật cấp lão tổ kia. Ai cũng không nghĩ tới Khương Phàm đã vậy còn quá nhanh đã đến Thiên Khải chiến trường, dựa theo mong muốn. Chỉ ít Khương Phàm còn muốn hãm trong vòng xoáy chiến tranh tại Thương Huyền 10 năm trở lên. Càng không có nghĩ tới chính là Khương Phàm lại dễ dàng liền xuất hiện ở Thiên Khải chiến trường, không làm kinh động bất cứ một thiên môn chấn thủ nào.
Đây rốt cuộc là Khương Phàm hợp tác cùng hoàng đạo nào đó rồi. Hay là còn có cách khác? Sau khi tất cả đế tộc nhận được tin tức đã lập tức hạ lệnh phong bế tất cả thiên môn, vây Khương Phàm ở thiên khải chiến trường, chí tôn hoàng đạo Thương Huyền phong cấm tế đàn trung ương, cắt đứt con đường để Khương Phàm trở lại Thương Huyền. Để xác định làm sao hắn ra vào được thiên khải chiến trường. Sau đó, thiên khải chiến trường nhấc lên ngọn sóng lùng bắt oanh oanh liệt liệt. Bọn hắn muốn vây giết Khương Phàm. Bọn hắn muốn liệp thần thương trong tay Khương Phàm. Bọn hắn càng phải vơ vét tài nguyên rộng lượng từ vạn đạo hoàng thành ở trong tay Khương Phàm. Bây giờ Khương Phàm, không chỉ là một cuồng nhân chiến tranh, mà càng là một siêu cấp bảo khố di động. Cùng lúc đó, sau khi các hoàng đạo Thương Huyền đau khổ chờ đợi, đạt được tin tức vạn đạo giáo tôn tử vong, cũng đã nhận được tin vạn đạo hoàng thành bị hủy diệt, cùng với việc Thiên Hồ Thánh Vương phản bội chạy trốn. Giống như sấm sét giữa trời quang, đánh vào trên đầu tất cả hoàng đạo, đầu váng mắt hoa, thật lâu khó mà hoàn hồn lại được. Vạn đạo thần giáo cứ như vậy mà bị hủy diệt rồi. 12 hoàng đạo Thương Huyền, một chết một phế. Đây chính là chiến tích mà bọn họ truy kích Khương Phàm 5 năm sao? Xí thiên giới vây giết vạn đạo giáo tôn, Khương Phàm bôn tập vạn đạo hoàng thành, tổ hợp quyền giống như gió táp mưa rào như thế, trực tiếp nhổ xong thế lực hoàng đạo hùng cứ Tây Bắc trên vạn năm. Tin tức mang tới rung động xa so với việc xí thiên giới quét ngang 3 năm cái hoàng tộc. Mà theo tin tức đang điên cuồng lan tràn tại Thương Huyền, tất cả hoàng tộc đều lâm vào sợ hãi cùng khẩn trương. Thời gian qua đi 5 năm, xí thiên giới lại lần nữa trở về Thương Huyền, không chỉ có không có, làm từng bước chinh chiến dựa theo bọn hắn mong muốn, mà còn liên tiếp sáng tạo kỳ tích. Đầu tiên là Liệp Thần Thương cùng Di Cốt Ma Hoàng, sau đó lại là Hỗn Độn Tử Phủ Quy Thuật, tiếp đến thì là Huyền Nguyệt Hoàng Thành, bây giờ càng là hủy diệt một hoàng đạo, xí thiên giới dùng chiến tích kinh khủng oanh động thiên hạ, đồng thời cũng đang điên cuồng tụ tập lấy tài nguyên chiến tranh hùng hậu, thực lực tất nhiên được tăng cường tấn mãnh. Mà đối mặt với hết thảy mọi thứ này, các hoàng đạo cao ngạo bọn họ đều bất lực, bởi vì bọn hắn hoàn toàn tìm không thấy xí thiên giới. Ngay cả Thiên Hồ Thánh Vương đều làm phản rồi, Khương Phàm thật có thủ đoạn. Đại Quang Mang Thần Tôn bực bội, thực sự không bình phục xuống được. Hắn biết rõ Khương Phàm đang càng ngày càng trở nên nguy hiểm, nhưng lại bất lực, loại cảm giác này quá khó chấp nhận rồi. Điện chủ thần điện đương đại, Bùi Chiêu Diệu phân tích nói. Vấn đề bây giờ là, Khương Phàm đến thiên khải chiến trường như thế nào? Hắn không có dùng Đông Nam Môn, cũng không thể nào đi đến thiên môn tại đại lục khác, lựa chọn duy nhất chính là tế đàn di tích Thương Huyền chúng ta. Nhưng nơi đó đề phòng nghiêm ngặt, hắn không thể nào lại không dám mạo hiểm xông vào, cái này rất kỳ quái. Có một loại khả năng, Khương Phàm xác thực có lối đi bí mật, có thể tùy ý đến thiên khải. Lại có một khả năng khác, Khương Phàm có người tương trợ. Sắc mặt thần tôn âm trầm xuống, so với lối đi bí mật, hắn càng có khuynh hướng với điều sau hơn. Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, nhưng liên tưởng tới những chuyện kỳ quái trước đó kia, trong chuyện đăng lâm thiên khải này, cũng hẳn là có người tương trợ. Mà Khương Phàm khẳng định không dám đi qua từ thiên môn đế quân khác, nơi đó kiểm tra đo lường cực kỳ khắc nghiệt, kể từ đó. Cơ bản có thể bài trừ man hoang chiến tộc và những bát bộ hoàng đạo kia. Chẳng lẽ là đám kia xúc sinh Chu Thiên Thần Điện. Bùi Chiêu Diệu trầm ngâm nói. Nếu như thật sự có người tương trợ, chỉ có thể là tứ đại chí tôn hoàng đạo chúng ta. Trong khoảng thời gian này, Chu Thiên Thần Điện, Xích Thiên Thần Triều, còn có chúng ta, đều từng phái người tiến vào thiên khải chiến trường, tiến về vạn đạo hoàng thành kiểm chứng sống chết của vạn đạo giáo tôn, chẳng lẽ là một trong hai bên Chu Thiên Thần Điện cùng Xích Thiên Thần Triều? Không đúng, còn có Cửu Thiên Thần Giáo. Bọn hắn sau 3 năm qua đi, rốt cuộc cũng lại hành động, một thời gian trước đã mang theo quan tài đá tiến về thiên khải, giống như phải thêm cố phòng ngự Cửu Thiên Hoàng Thành. Quang Mang Thần Tôn lập tức cảnh giác. Quan tài đá gì, chuyện khi nào? Bùi Chiêu Diệu cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Trước chúng ta 3 ngày, trong quan tài đá hẳn là thần cốt của Cửu Thiên Thần Tôn. Lúc ấy trấn thủ của chúng ta cùng Chu Thiên Thần Điện đều đi qua. Trong quan tài đá có thần uy cùng năng lượng không gian rất rõ ràng. Quang Mang Thần Tôn lấp lóe ánh mắt, quả quyết nói. Ngươi lập tức đi tra, sau sự kiện vạn đạo hoàng thành Cửu Thiên Thần Giáo có rút người từ thiên khải về hay không? Nếu có, trở về báo cáo, nếu như không có, ngươi tự mình ở lại nơi đó cho ta. Một khi phát hiện, không tiếc cái giá ngăn lại cho ta.
Nhớ kỹ, không tiếc cái giá nào cũng phải ngăn lại, bất luận như thế nào cũng đều phải tra rõ ràng rốt cuộc trong quan tài đá là cái gì. Thần tôn, ý của ngài là... Trong lòng Bùi Chiêu Diệu run lên. Ngươi cứ việc làm theo lời ta nói. Được, ta sẽ tự mình đi qua xem xét. Bùi Chiêu Diệu cung kính hành lễ, bước nhanh rời khỏi. Cửu Thiên Thần Giáo. Đại Quang Mang thần tôn cau mày, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Cửu Thiên Thần Giáo gặp phải vây bắt tại Thiên Khải Hoàng Thành lúc trước, tổn thất nghiêm trọng, bây giờ điều càng nhiều thần cốt đưa về Thiên Khải Hoàng Thành hợp tình lại hợp lý, dùng quan tài đá phong tỏa, càng mang ý nghĩa đó là di cốt. Nhưng không biết vì sao, sau khi nghe được tin tức này, hắn đột nhiên cảnh giác lên. Cho tới bây giờ, đám côn trùng thiên cực giới kia đối với Chu Thiên Thần Điện điều tra từ đầu đến cuối nhưng không có tiến triển. Một là muốn điều tra Chí Tôn Hoàng Đạo, bọn chúng có áp lực rất lớn, nếu như bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị chế tài nghiêm khắc. Hai là bây giờ Hoàng Đạo đều ở vào thời kỳ mấu chốt đề phòng toàn diện, muốn xâm nhập điều tra là cực khó. Ta nhất định phải bắt được nội ứng. Đại Quang Mang thần tôn cảm giác nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như lại kéo dài thêm, Xí Thiên Giới đều muốn bồi dưỡng được tân thần. Chỉ cần bắt được nội ứng, không chỉ có thể diệt trừ tai mắt cùng che chở của Khương Phàm, mà còn có thể mượn cơ hội này, dẫn Xí Thiên Giới xuất hiện, nhất cử tiêu diệt. Cửu Thiên Hoàng Thành. Khương Phàm ẩn giấu trong địa cung Hoàng Thành hơn 20 ngày, mỗi ngày ngoại trừ bế quan tu luyện, thì chính là nghe báo cáo phía ngoài. Trận lùng bắt ở phía ngoài càng ngày càng oanh động, 8 phần các hoàng đạo đều tham dự, mà thiên môn cùng di tích Thương Huyền đều bị phong tỏa. Ta không thể cứ ở mãi chỗ này. Khương Phàm đột nhiên cảnh tỉnh. Mặc dù, quan tài đá hành động, hợp tình hợp lý, nhưng bản thân chuyện hắn xuất hiện thiên khải này liền không hợp lý. Tất cả hoàng đạo đầu tiên liền sẽ suy đoán hắn là thông qua tòa thiên môn nào đó, hoặc là di tích tế đàn Thương Huyền lên đây. Kể từ đó, tất cả hoàng đạo khó tránh khỏi sẽ sinh ra hoài nghi, là ai trợ giúp hắn. Là hoàng đạo phương nào đã bí mật hợp tác cùng hắn. Nếu như Khương Phàm không thể thay hoàng đạo tiêu trừ sự hoài nghi này, thì sau đó khẳng định sẽ tiếp tục lên men. Cho nên, Khương Phàm liền không thể chỉ là đơn giản an bài tặc điểu đi ra bên ngoài xuất hiện như vậy, mà muốn để tất cả hoàng đạo biết, hắn không phải thông qua trên thiên môn lên tới, mà là cách khác. Bên ngoài vẫn như cũ, đều đang lùng bắt, hôm nay không có chú ý đặc biệt gì, các ngươi tiếp tục tu luyện. Đông Hoàng Hoa Thanh theo thường lệ đến chào hỏi đơn giản liền muốn rời khỏi, để tránh nhiễu loạn Khương Phàm bế quan. Hoa Thanh phó giáo chủ, ngài chờ một lát. Có gì cần? Thay ta lưu ý tình huống các nơi, nếu có tình huống hình dạng mặt đất thay đổi, hoặc là tinh thần trụy lạc, cho ta biết trước tiên. Ngài muốn làm gì? Ta muốn chạm mặt cùng tất cả hoàng đạo. Hiện ra việc thông thiên tháp có thể xuyên suốt hư vô, ra vào thiên khải chiến trường. Bây giờ tất cả hoàng đạo đang kìm nén sức lực lùng bắt ngài, ngài còn muốn chủ động xuất hiện. Ta phải tận lực tiêu trừ sự hoài nghi của các hoàng đạo Thương Huyền, ta không muốn lấy liên minh giữa chúng ta có thể vĩnh viễn tiếp tục giữ vững, nhưng nếu có thể, vẫn phải tận lực trì hoãn. Ta và lão tổ thương lượng xem. Không lâu sau đó, Đông Hoàng Hoa Thanh đến đây thông báo. Lão tổ từ chối. Hắn hy vọng ngài có thể ở chỗ này bế quan, đợi sau khi trận lùng bắt phía ngoài bình phục, lại thành thật trở về Thương Huyền. Về phần ngài nói thông thiên tháp xuyên suốt hư vô, ngài ấy nói vẫn không nên mạo hiểm. Nếu như biến khéo thành vụng, ngược lại không tốt, ngay cả kế hoạch dùng hỏa diễm huyễn điểu, ngài ấy cũng đều không chuẩn bị chấp hành. Để lại lo lắng, ngược lại càng tốt hơn, không cần thiết tận lực làm gì khác. Chỉ cần ngài có thể trong 5-3 năm thật sự khống chế thông thiên tháp vừa đi vừa về tự nhiên, các loại hoài nghi liền tự sụp đổ. Đông Hoàng Hoa Thanh nói xong, cũng khuyên bảo. Vẫn là dựa theo thần tôn an bài, sau 2-3 tháng nữa, tiếng gió đi qua, an bài phân thân lộ tung tích, ngài lại về Thương Huyền. Lần này ngài đi lên chỉ là bởi vì đột phát sự kiện vạn đạo, cho nên không thể không mạo hiểm, thực sự không dễ lại trực diện với tất cả cường giả hoàng đạo. Khương Phàm không còn cưỡng cầu. Được rồi, ta lại đợi một thời gian. Nhưng, thời gian cùng phương pháp về Thương Huyền, các ngươi phải nghe ta an bài. Đông Hoàng Hoa Thanh hiểu Khương Phàm lo lắng. Ta sẽ thương lượng cùng lão tổ, ngài cứ ở lại nơi này tu luyện đi. Khương Phàm bỗng nhiên lại gọi Đông Hoàng Hoa Thanh lại. Đúng rồi, Hoa Thanh phó giáo chủ, thừa dịp trong khoảng thời gian này, làm phiền ngươi giúp ta điều tra một chuyện,
càng kỹ càng tốt. Cứ nói đừng ngại. Ta muốn biết tình huống cụ thể của Thiên Kiếm Thần Tông, nhất là Lão Tổ Thánh Hoàng bọn hắn, cổ thần, hắn còn sống hay không? Thiên Kiếm Thần Tông, hoàng đạo duy nhất của thần dụ chi hải. Chính là chỗ đó. Kiếp trước ngài cùng vị cổ thần kia từng có nguồn gốc. Có thể nói là như vậy. Nghe nói vị Lão Tổ Tông kia đã chết, nhưng tình huống của Thiên Kiếm Thần Tông tương đối phức tạp, nhất là vị Lão Tổ Tông kia. Ta sẽ cố hết sức tra cho ngài. Vất vả. Nhất định phải tra rõ ràng, chuyện này đối với ta rất quan trọng. Sau khi rời khỏi Thiên Khải, Khương Phàm muốn tới thần dụ chi hải giải quyết phiền phức của hải thần đảo. Mặc dù Dương Biện hẳn là có thể xử lý tốt dung chuyển nội bộ, nhưng Thiên Kiếm Thần Tông không thể nghi ngờ là một thanh kiếm treo trên cổ hải thần đảo. Giải quyết Thiên Kiếm Thần Tông như thế nào liền thành vấn đề hắn cần phải đối mặt đầu tiên. Phải giải quyết Thiên Kiếm Thần Tông, vị lão tổ tông đã chết trong lời đồn kia. Cũng chính là cổ thần kiếp trước đã giết qua Khương Phàm, chính là điểm quan trọng. Nếu như cổ thần chết thật, Khương Phàm phải quy hoạch một lần nữa. Nhưng nếu như cổ thần không có chết, chuyện thuận lợi hơn rất nhiều. Các hoàng đạo thiên khải không thể lùng bắt tiếp tục quá lâu, sau hơn 2 tháng đã lần lượt ngừng lại. Quy mô lùng bắt như vậy, thậm chí ngay cả cái bóng dáng đều không nhìn thấy, chuyện này hiển nhiên không bình thường. Rất nhiều hoàng đạo hoài nghi. Khương Phàm đã nhận được tin tức trước khi bọn hắn lùng bắt, bí mật trở về Thương Huyền. Về phần phương pháp ra vào Thiên Khải chiến trường, không ở ngoài 2 loại. Một chính là thông qua thiên môn, di tích tế đàn Thương Huyền. Một chính là Khương Phàm có đường đi đặc thù. Dù sao kiếp trước hắn cũng khống chế Thương Huyền tổ địa, chiếm qua di tích tế đàn, sau này còn chiếm được Đông Nam thiên môn, sau cuộc chiến lên trời thiên hậu đã rút lui cũng tràn đầy huyền nghi. Cho nên không bài trừ khả năng bọn hắn nắm đang giữ lấy con đường đặc thù. Sau đó, tất cả hoàng đạo tiếp tục lấy lùng bắt, nhưng không còn là hành động như thế, cũng triệt tiêu lệnh cấm thiên môn, nhưng vẫn duy trì nghiêm mật trông coi. Ta bây giờ liền phải trở về, nhưng muốn làm theo lời ta bảo. Sau khi Khương Phàm nhận được tin tức, hắn đã đi tìm Đông Hoàng Càn. Ngươi thật cho rằng mình là thần hoàng, đến chỗ nào cũng đều ra lệnh. Đông Hoàng Càn hừ một tiếng. Khương Phàm không rảnh để ý, tiếp tục nói. Các ngươi giơ trống lên đưa quan tài trở về. Nếu như không ai thẩm tra thì tốt, nhưng nếu như cưỡng ép điều tra, các ngươi kiên trì mấy lần, lại mở ra cho bọn hắn nhìn, giải trừ hiểm nghi. Vài ngày sau, các ngươi lại giơ quan tài đá lên đến, gặp phải ngăn cản liền nói tiếp tục ra cố phòng ngự hoàng thành. Chờ lần nữa trở về, lại mang ta theo. Khương Phàm không thể không cẩn thận, muốn dùng hết khả năng không cho thần giáo bị hoài nghi. Dựa theo hắn nói mà làm. Đông Hoàng Càn không nhịn được mà phất phất tay. Đông Hoàng Hoa Thanh lĩnh mệnh, sau đó mang theo quan tài đá không khởi hành. Khương Phàm đang muốn về địa cung, lại bị Đông Hoàng Càn gọi lại. Chuyện thông ra, ta đồng ý. Chờ ngày nào đó các ngươi thành thân, nếu như thần tôn vẫn còn, ngài ấy chủ trì, nếu như ngài ấy không còn, ta chủ trì. Nếu như ngươi dám phụ lòng nữ hài nhi thần giáo chúng ta. Đông Hoàng Càn ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Nghe rõ chưa, ta chủ trì, ta đưa nàng đi, nếu như xảy ra chuyện, ta không tha cho ngươi. Ta sẽ không phụ lòng bất cứ kẻ nào. Khương Phàm rời khỏi chính điện. Tốt nhất là đừng. Đông Hoàng Càn hừ một tiếng, tùy tiện nằm ở trên ghế mây, nhắm mắt lại tu dưỡng. Đám người lần lượt rút đi, Lan Độ lại chú ý tới khóe mắt mông lung của Đông Hoàng Càn, trong lòng than nhẹ, ngàn năm. Lão tổ đều đã là thánh hoàng, vẫn không thể nào đi ra khỏi chuyện ban đầu kia. Hắn đồng ý việc thông gia, còn muốn tự mình chủ trì hôn ước, hẳn là coi Đông Hoàng như ảnh là thành muội muội của hắn rồi. Lan Độ lắc đầu, yên lặng rời khỏi chính điện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ mong Khương Phàm không phụ lòng Đông Hoàng như ảnh, nếu không Đông Hoàng càng thật sự là không tha cho hắn. Trái tim đã phá thành mảnh nhỏ. Nếu như lại bị trọng kích, hậu quả kia. Thật phải để Khương Phàm tự mình gánh chịu. Lan Độ. Đông Hoàng Càn bỗng nhiên lên tiếng, rất thấp rất nặng. Lão Tổ. Lan Độ dừng lại ở ngoài điện, cung kính hành lễ. Hãy bồi dưỡng Lan Nặc thật tốt, từ nay về sau, vị trí giáo chủ, hai nhà thay phiên ngồi đi. Nhưng các người muốn không chịu thua kém, muốn ngồi vững vàng, chớ chọc đến không phục. Đông Hoàng Càn nhẹ giọng nói nhỏ. Tạ lão tổ, Lan gia, có thể ngồi ổn.
Lan Độ cúi người chào thật sâu, trong lòng tuôn ra dòng nước ấm. Hắn là người nhiều tuổi nhất, cũng là người mạnh nhất Lan gia, 700 năm trước còn từng ngồi lên vị trí giáo chủ thần giáo, nhưng từ đó về sau, Lan gia lại không thể bồi dưỡng được giáo chủ, hắn thậm chí tự còn trách Lan gia là xuống dốc ở trên tay hắn. Kỳ vọng sau cùng đời này của hắn chính là có thể trước khi chết, nhìn thấy Lan gia sinh ra giáo chủ mới, trọng trấn khí thế Lan gia. Lão tổ có thể tỏ thái độ như vậy, đối với hắn bây giờ thật quá quan trọng. Người phía dưới có cạnh tranh là tốt, nhưng những lão gia hỏa chúng ta này phải nói rõ ràng, phải hiểu, chúng ta là người một nhà, mãi mãi cũng là người một nhà. Đông Hoàng Càn nằm ở trên ghế mây, phất phất tay. Đóng cửa lại đi, ta mệt rồi, ngủ một lát. Hỗn đản này ở lại đây hơn 2 tháng, ta một ngày đều không có chợp mắt. Ngài nghỉ ngơi thật tốt, việc vụn vặt trong thành, ta có thể xử lý tốt. Lan Độ nhẹ nhàng đóng cửa điện lại, lần nữa thi lễ một cái đối với chính điện. Đông Hoàng Hoa Thanh, Lan Quỳ khiêng quan tài đá từ Thiên Khải giáng lâm về Thương Huyền. Lúc này Đại Quang Mang Thần Điện đang bí mật giám sát di tích tế đàn, lại còn là được điện chủ Bùi Chiêu Diệu tự mình tọa chấn. Sau khi lấy được tin tức, Bùi Chiêu Diệu lập tức lên đường, trước khi bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh leo lên tiểu tế đài thông hướng Cửu Thiên Thần Giáo, thành công ngăn cản bọn hắn. Hai vị phó giáo chủ tự mình nhấc quan tài về Thiên Khải, lại là tặng cái gì? Trùng hợp như vậy sao, ở chỗ này lại còn có thể đụng tới Bùi điện chủ? Người đây là muốn trèo lên Thiên Khải sao, bây giờ không lùng bắt xí thiên giới sao? Đông Hoàng Hoa Thanh lạnh nhạt ứng phó, nhưng trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Đây không phải là trùng hợp gặp, rõ ràng là đang bí mật giám sát, nếu không thì không thể nào nhanh như vậy đã ngăn chặn bọn hắn, mà còn là xông vào khu vực Cửu Thiên Thần Giáo bọn hắn trấn thủ. Đám chuột xí thiên giới kia lại ẩn nấp rồi, không có thần giáo các ngươi trợ giúp, chúng ta rất bất lực. Bây giờ tinh lực chủ yếu của chúng ta là phong tỏa tế đàn không gian, để tránh con chuột Khương Phàm kia chạy ra Thiên Khải chiến trường. Bùi Chiêu Diệu không che giấu uy thế Thánh Vương cường thịnh của mình chút nào. Linh văn sáng chói giống như là mặt trời treo ở trên trán, cường quang chiếu sáng các cường giả thần giáo. Mặt mũi bọn người Lan Quỳ tràn đầy mâu thuẫn, ánh mắt sắc bén rằng co với điện chủ thần điện. Tế đàn đã phong tỏa đã hơn 2 tháng, chúng ta tôn trọng quyết định của các ngươi, cho nên một mực không có trở về. Chẳng lẽ đến bây giờ, còn không thể trở về? Hay là nói, các ngươi chỉ là không cho phép người của Cửu Thiên Thần Giáo chúng ta trở về? Nếu không... làm sao lại xuất hiện tại khu vực di tích chúng ta khống chế? Bùi Chiêu Diệu, người phải hiểu rõ, nếu như không có thần tôn chúng ta đã từng cố gắng, di tích tế đàn tuyệt đối không thể nào ổn định giống như bây giờ, Chí Tôn Hoàng Đạo Thương Huyền cũng không thể nào tùy tiện ra vào chiến trường Thiên Khải. Bùi Chiêu Diệu cười nhạt nói, Lan Quỳ phó giáo chủ không nên hiểu lầm, Quang Mang Thần Điện từ đầu đến cuối đều rất kính trọng Cửu Thiên Thần Tôn, bây giờ phong tỏa tế đàn. Chỉ là tình huống đặc thù, cũng không nhằm vào bất cứ kẻ nào. Nếu không nhằm vào, vì sao còn muốn ngăn cản? Không nhằm vào bất cứ kẻ nào, tất cả bất cứ kẻ nào cũng đều phải tra rõ ràng. Bây giờ di tích tế đàn do Quang Mang Thần Điện các ngươi tiếp quản rồi. Các ngươi phụ trách giám sát tam đại chí tôn hoàng đạo khác. Giám sát lẫn nhau, ngươi cũng có thể giám sát Quang Mang Thần Điện chúng ta. Bùi Chiêu Diệu thanh cao lãnh ngạo, uy lực cực điểm uy nghiêm. Các cường giả thần điện tản ra về hai bên phải trái, triển khai tư thái vây quanh. Khuôn mặt anh tuấn của Đông Hoàng Hoa Thanh lại hiện lên nét dữ tợn. Bùi Chiêu Diệu, Cửu Thiên Thần Giáo không tới phiên bất cứ hoàng đạo nào giám sát, cũng tuyệt đối không tiếp nhận bất cứ sự giám sát nào. Ta chỉ nói một lần, xin ngươi tránh ra, chúng ta sẽ xem như chuyện gì cũng đều không có phát sinh, cũng sẽ không thông báo lão tổ Đông Hoàng Càn. Nếu như ngươi nhất định phải tìm chúng ta gây phiền phức, người hẳn là rất rõ ràng tính cách lão tổ của chúng ta. Hoa Thanh phó giáo chủ đây là có ý gì? Ta đây là đang giúp các ngươi. Trước khi Khương Phàm đăng lâm Thiên Khải, các ngươi đã từng nhấc theo quan tài trèo lên Thiên Khải. Sau khi Khương Phàm biến mất từ Thiên Khải, các ngươi lại nhấc quan tài về lại Thương Huyền. Hành vi như thế này khó tránh khỏi làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Do Quang Mang Thần Điện chúng ta ra mặt tra rõ ràng, vừa vặn cho các ngươi sự trong sạch. Đông Hoàng Hoa Thanh giận đến tím mặt. Ý của ngươi là chúng ta đang cấu kết cùng Khương Phàm. Ý của ngươi là, trong quan tài đá cỗ này là Khương Phàm. Đây là ý tứ của Bùi Chiêu Diệu ngươi, hay là ý tứ của Quang Mang Thần Điện các ngươi? Hay lại là nói,
thần tôn chúng ta chết rồi, các ngươi muốn tìm lấy cớ chèn ép Cửu Thiên Thần giáo chúng ta. Hoa Thanh phó giáo chủ, ngươi đang cố ý vặn vẹo ý của ta. Bùi Chiêu Diệu, nếu thần tôn chúng ta còn sống ở thế gian này, ngươi có dám làm càn như vậy? Hoa Thanh phó giáo chủ, ta nói, ta không có bất kỳ ý tứ gì không tôn trọng Cửu Thiên Thần Tôn, nếu như ngươi khăng khăng hiểu như vậy, hẳn là trong lòng có quỷ. Bùi Chiêu Diệu, lời ngươi nói và việc ngươi làm đều là không tuân theo thần tôn ta, còn trả đũa, chất vấn lên chúng ta. Ngươi giáp tâm ở đâu? Ta có cần phải nhắc nhở ngươi, ngươi là điện chủ Đại Quang Mang Thần Điện, thái độ, lời nói và hành động của ngươi đều là đại biểu cho thần điện các ngươi, ta hoàn toàn có lý do nhận định lời ngươi vừa mới nói thành khiêu chiến. Đại Quang Mang Thần Điện, khiêu chiến đối với Cửu Thiên Thần Giáo. Hôm nay ta không chỉ có đại biểu Quang Mang Thần Điện, còn là thay thế các hoàng đạo toàn thương huyền. Thái độ của ta vô cùng minh xác, bất kỳ thế lực nào ra vào thiên khải chiến trường, đều phải tiến hành giám sát lẫn nhau, cử động lần này không có bất kỳ cái gì tính nhắm vào khiêu khích, chỉ có bảo vệ sự trong sạch của tất cả chí tôn hoàng đạo thương huyền. Cửu Thiên Thần Giáo chúng ta không cần tự chứng minh, bởi vì chúng ta trong sạch. Ngược lại là tam đại chí tôn hoàng đạo các ngươi, cần tự chứng minh nhất. Lời Đông Hoàng Hoa Thanh nói để Bùi Chiêu Diệu á khẩu không trả lời được, dù sao Cửu Thiên Thần Tôn cũng vì lùng bắt xí thiên giới tại thâm không 2 năm, cuối cùng hao hết sinh cơ mà chết. Mặc dù Cửu Thiên Thần Tôn chết không hoàn toàn là bởi vì xí thiên giới, nhưng đúng là chết rồi, chuyện này đã làm cho tất cả hoàng đạo thương huyền tôn trọng, Cửu Thiên Thần Tôn càng cần được nhận là công thần hơn. Đông Hoàng Hoa Thanh nghiêm túc nói, ta không ngại nói ra rõ ràng, mặc dù chúng ta phong bế thần giáo, nhưng không có nhắm mắt lại, chúng ta còn đang chú ý các sự kiện tại Thương Huyền. Sau khi xí thiên giới tuyên bố kiến triều tại Luân Hồi Bí Cảnh, ta đã phụng mệnh giáo chủ đến nơi đó, so với vạn đạo giáo tôn thì còn sớm hơn 2 ngày. Thời điểm vạn đạo giáo tôn chiến tử, ta vừa lúc ở trận. Lời này vừa ra tới, bọn người Lan Quỳ đều sửng sốt một chút, tiếp lấy đó lại tỉnh ngộ, thật phi diệu. Sắc mặt Bùi Chiêu Diệu hơi biến đổi. Nếu ngươi đã ở đó, vì sao không nhúng tay vào? Đông Hoàng Hoa Thanh hừ lạnh. Bọn hắn ngay cả vạn giới môn đều có thể giam cầm, ta nhúng tay như thế nào? Ta biết vạn đạo giáo tôn chết rồi, suy đoán vạn đạo hoàng thành sẽ xuất hiện biến cố, không phải lọt vào các phương vây bắt thì chính là mang theo nhau đến Bắc Thái đế tộc. Chúng ta không nguyện ý nhúng tay chuyện này, nhưng không thể không cân nhắc đến chiến tranh sẽ có tình thế nguy hiểm mở rộng và mất khống chế. Cho nên sau khi chúng ta thương lượng, đã quyết định đưa Di Cốt Thần Tôn lên thiên khải chiến trường. Nhưng chúng ta không nghĩ tới chính là, Khương Phàm lại đã sớm đến nơi đó, so với chúng ta còn nhanh hơn. Hắn hiển nhiên không phải thông qua nơi này leo lên thiên khải, mà là trực tiếp dùng con đường đặc thù tại Tây Bắc Bộ, xông lên thiên khải chiến trường. Vì để tránh cho hiểu lầm, chúng ta không có lập tức trở về, thành thành thật thật đợi tại Hoàng Thành. Cho tới bây giờ... Tất cả hoàng đạo lần lượt chậm lùng bắt dần, chúng ta mới mang quan tài đá không về. Đây chính là cả sự kiện, đây chính là sự trong sạch của chúng ta. Đông Hoàng Hoa Thanh nói năng có khí phách, càng hợp tình hợp lý, không có bất kỳ lỗ thủng gì. Lan Quỳ thầm nghĩ bội phục, ở trong lòng cũng oán thầm, người đây mày rậm mắt to vậy mà cũng sẽ nói láo. Còn chỉnh rất cao cấp. Bùi Chiêu Diệu nhìn quan tài đá, vẻ mặt không còn nghiêm khắc. Kỳ thật hắn cũng từng có hoài nghi, chính là tốc độ Khương Phàm xuất hiện vạn đạo hoàng thành quá nhanh, rất có thể là đặc thù con đường đi lên. Nhìn lại nam tử nho nhã Đông Hoàng Hoa Thanh này giải thích như thế, sắc mặt lần nữa hỏa hoãn. Nhưng, hắn nghĩ tới lời thần tôn nói, vẫn kiên trì nói. Bùi Chiêu Diệu ta, còn có Đại Quang Mang Thần Điện chúng ta đều tin tưởng Cửu Thiên Thần Giáo trong sạch, nhưng ta vẫn câu nói kia, bất kỳ đồ gì ra vào thiên khải đều phải mở ra xem. Chúng ta không nhằm vào bất cứ kẻ nào, cho nên bất cứ kẻ nào đều không được ngoại lệ. Lan Quỳ tức giận cười. Bùi Chiêu Diệu điện chủ, người làm chủ nhân các hoàng đạo, hẳn nghe nói qua một từ, cho thể diện mà không cần. Làm càn. Các cường giả Quang Mang Thần Điện cùng kêu lên. Chúng ta không cần thiết hạ thấp tư thái giải thích với ngươi, nhưng Đông Hoàng Hoa Thanh phó giáo chủ phải làm, người làm chủ nhân các hoàng đạo, phải hiểu cái gì gọi là có chừng có mực. Ta để lời ở chỗ này, cỗ quan tài đá này là thần tôn trước khi chết tự mình chế tạo liền cho chính mình, di cốt của ngài, cũng chỉ có thể dùng cái này vận chuyển. Ở trong lòng thần giáo chúng ta đây không đơn giản chỉ là một chiếc quan tài đá như các ngươi thấy. Nếu như ngươi đụng đến, chính là mạo phạm thần giáo ta,
mạo phạm giáo tôn ta, cửu thiên thần giáo ta tuyệt đối sẽ đánh trả. Ngươi, nghĩ thông suốt. Sắc mặt Bùi Chiêu Diệu lại trầm xuống. Ta chỉ là kiểm tra mà thôi, các ngươi nhất định phải tăng lên tới loại cấp độ này. Lan Quỳ cười lạnh nói. Ngươi là đường đường điện chủ, nói chuyện lại tùy ý như vậy. Chỉ là kiểm tra mà thôi, vậy ta chỉ là không tiếp nhận mà thôi. Đông Hoàng Hoa Thanh cũng nói. Nếu ngươi không tôn trọng giáo tôn đã chết của chúng ta, vậy cũng đừng trách chúng ta không tôn trọng tình nghĩa đã từng có giữa hai bên. Bùi Chiêu Diệu, ta đã đủ nhường nhịn, nếu như ngươi nhất định phải được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng trách chúng ta dùng đòn trả lại đòn. Bùi Chiêu Diệu do dự, thật chẳng lẽ muốn nhượng bộ sao? Thánh linh trấn thủ của Quang Mang Thần Điện, Bùi Quân nhẹ giọng ho khan, nhắc nhở điện chủ lui một bước. Mặc dù thái độ của bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh bọn hắn quá kịch liệt, nhưng kỳ thật vẫn có thể hiểu. Dù sao cửu thiên thần giáo không có thần tôn, từ trên tâm lý liền rất yếu đuối rất mẫn cảm, nếu như cưỡng ép điều tra, khó tránh khỏi sẽ cho là bị người khiêu khích, mà bọn hắn mang theo quan tài đá càng là cất giữ di cốt thần tôn, cũng xác thực không cho phép mạo phạm. Bùi Chiêu Diệu khẽ chau mày, cắn răng nói. Ta nhất định phải tra. Điện chủ. Bùi Quân vừa muốn khuyên can, lại bị Bùi Chiêu Diệu đưa tay ngăn lại. Lời ta nói rất rõ ràng. Ta không có ý mạo phạm thần tôn các ngươi, ta chỉ là bảo đảm người ra vào thiên khải phải được kiểm tra. Hắn biết như thế này là mạo phạm cửu thiên thần giáo, nhưng mệnh lệnh của thần tôn để hắn không thể không kiên trì. Mà, coi như mạo phạm thì như thế nào? Lấy tình huống cửu thiên thần giáo bây giờ, sau đó nhiều nhất là giày vò mấy lần, biểu đạt bất mãn, không dám thật làm lớn chuyện cùng đại quang mang thần điện bọn hắn. Đông Hoàng Hoa Thanh cùng Lan Quỳ trao đổi ánh mắt. Sau đó không còn nói nửa câu nào, chỉ là hạ thấp người buông quan tài đá xuống, sau đó vung tay lên. Tất cả người của thần giáo hướng về quan tài đá, quỳ hai gối xuống đất. Thời khắc này trầm mặc là tỏ thái độ tốt nhất. Một màn này đều hù dọa người của Quang Mang Thần Điện. Điện chủ, được rồi. Bùi Quân tranh thủ thời gian giữ chặt Quang Mang Điện chủ. Ta nhất định phải nhìn. Bùi Chiêu Diệu sải bước đi tới. Nắm lấy quan tài đá bỗng nhiên nhấc lên. Tim của các cường giả thần điện đều hung hăng co rụt lại, lại đồng loạt vểnh cổ lên trông qua. Trống không. Trong quan tài đá ngoại trừ nhìn pháp trận thần huyết thấy mà giật mình ra, thì cũng không có cái gì. Bùi Chiêu Diệu thở phào, tự mình đẩy kín nắp quan tài. Ta làm như vậy là vì danh dự chí tôn hoàng đạo thương huyền, ta nghĩ thần tôn trên trời có linh thiêng hẳn là có thể hiểu. Nếu như các vị ta cảm thấy có chỗ mạo phạm, ta đại biểu thần điện tự mình xin lỗi các ngươi. Đông Hoàng Hoa Thanh và đám người lần lượt đứng dậy, một câu cũng đều không có nói thêm, cung kính nhấc quan tài đá lên, đi đến tế đàn không gian ở trước mặt. Điện chủ, ngài đã mạo phạm thần giáo. Bùi Quân nhìn những bóng lưng kia đi xa, lắc đầu than nhẹ. Mạo phạm thì như thế nào? Bây giờ thần giáo đã không phải là thần giáo trước đó. Bùi Chiêu Diệu biết chắc là phải bỏ ra chút giá. Nhưng so với chỉ lệnh mà thần tôn an bài, đây cũng là có thể tiếp nhận. Chí ít có thể bài trừ hiềm nghi về cửu thiên thần giáo. Bùi Quân chỉ có thể tự an ủi như thế này. Nếu Khương Phàm đăng lâm thiên khải không có liên quan gì với cửu thiên, vậy không thể không hoài nghi chuyện con đường đặc biệt. Người của Bùi Chiêu Diệu rời khỏi, thuận tiện sắp xếp người trở về thần điện, báo cáo tình huống này với thần tôn. Sau khi đại quang mang thần tôn nhận được tin tức, rất là ngoài ý muốn. Nhưng tương tự lại nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nghiêm trọng hoài nghi có nội ứng, nhưng thật sự không nguyện ý là thế lực nào đó trong chí tôn hoàng đạo, nhất là cửu thiên thần giáo, liên lụy cùng ảnh hưởng như thế đều quá lớn. Tuy nhiên Bùi Chiêu Diệu làm việc quá cứng nhắc, vậy mà lại khơi dậy lửa giận của cửu thiên. Bây giờ hắn cần suy nghĩ thật kỹ nên trấn an cửu thiên thần giáo như thế nào, để tránh náo ra nhiễu loạn, rước lấy hoàng đạo khác chất vấn. Nhưng... để đại quang mang thần tôn cùng Bùi Chiêu Diệu tuyệt đối không nghĩ tới chính là, chuyện phát triển lại hoàn toàn vượt quá mong muốn của bọn hắn. Sau 5 ngày, bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh quay về di tích tế đàn, lần này lại là giáo chủ, Đông Hoàng Toại tự mình mang theo quan tài. Đông Hoàng giáo chủ, chúng ta đã rất lâu không gặp, các ngươi đây là muốn làm gì? Sau khi Bùi Chiêu Diệu nhận được tin tức, hắn lại cởi mở cười nghênh đón, trong lòng điều chỉnh cảm xúc, chuẩn bị xin lỗi. Quỳ xuống. Đông Hoàng Toại phóng quan tài đá tới trước mặt Bùi Chiêu Diệu. Cái gì?
Bùi Chiêu Diệu thể hiện từ từ cứng ngắc. Ta bảo ngươi quỳ xuống. Đồng mâu Đông Hoàng toại sâu thẳm, gắt gao tiếp cận Bùi Chiêu Diệu. Nếu như ngươi là vì chuyện mạo phạm cùng ngày, ta có thể xin lỗi, nhưng các ngươi không nên quá phận. Bùi Chiêu Diệu còn chưa nói xong, Đông Hoàng toại đột nhiên phát động một quyền. Ta bảo ngươi quỳ xuống. Ầm ầm. Trời đất lay động mãnh liệt, không gian trước mặt giống như là pha lê vỡ vụn liên miên, hắc ám lan tràn vết nứt ra tám phương, xông ra vô lượng hắc ám cùng tĩnh mịch. Bùi Chiêu Diệu bị đánh lui, bất ngờ không đề phòng, giống như bị thiên đao vạn quả chém tới, máu văng tung tóe. Các ngươi muốn làm gì? Bùi Quân và đám người thần điện bỗng nhiên biến sắc. Bắt lấy toàn bộ, chém đầu tế thần tôn. Bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh ra tay trong nháy mắt, giống như mãnh hổ lao thẳng tới Bùi Quân và các cường giả thần điện. Xảy ra chuyện gì? Nơi xa, các cường giả của Chu Thiên Thần Điện và Xích Thiên Thần Triều nhao nhao kinh động, nhìn ra xa xa đất rung núi chuyển giống như di tích tế đàn. Mạo phạm thần tôn, khiêu khích thần giáo, ngươi thật to gan. Đông Hoàng toại hét lớn như sấm, hoàn toàn không phải đùa giỡn, hai tay của hắn cuồn cuộn ánh sáng, liên tục bạo kích, triệt để sụp đổ vùng không gian này, nện Bùi Chiêu Diệu vào hư không hắc ám vô tận. Xông vào hư không, Đông Hoàng toại giống như ác dao vào biển, huy động lên uy thế khủng bố băng thiên diệt địa, liên miên bất tuyệt oanh kích Bùi Chiêu Diệu đang chật vật. Bùi Chiêu Diệu chật vật né tránh, lại bị áp chế gắt gao, hư không bạo động khắp bốn phương tám hướng, giống như là chồng chất biển động, giống như muốn nghiền nát hắn. A a a! Đông Hoàng toại giống như điên cuồng, toàn thân bò đầy vằn đen quỷ dị, trong chớp mắt đã cùng hư không minh mông giao hòa, biến mất không còn bóng dáng, nhưng ngay sau đó lại một lần nữa hiện ra hình dáng, khóa chặt Bùi Chiêu Diệu đánh mạnh một quyền. Bùi Chiêu Diệu ớn lạnh toàn thân, nhanh chóng né tránh, nhưng ở trước mặt vị Thánh Vương không võ, Đông Hoàng toại này, ở ngay trong hư không minh mông này, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Ầm ầm, răng rắc. Phía sau lưng Bùi Chiêu Diệu lọt vào trọng kích, như là hư không vô tận tại thời khắc này hoàn toàn đập vào trên thân hắn. Huyết nhục vẩy ra, bạch cốt xâm xâm. Một mảng máu tươi phun ra từ chỗ thủng, đều như muốn mang cả nội tạng ra. Cửu Thiên Thần Giáo, giáo chủ không gian thứ 12, Đông Hoàng toại, cầu xin tiên tổ. Đông Hoàng toại chỉ về thâm không phía xa, nhìn hằm hằm Bùi Chiêu Diệu. Hư không xung quanh Bùi Chiêu Diệu cuồn cuộn kịch liệt, hiện ra 11 cái vòng xoáy như lỗ đen, vòng xoáy cuồng bạo xoay chuyển, dung chuyển hư không vô tận đều đang lay động, giống như hảo hãn huông dương ngập trời. Trong nước xoáy liên tiếp hiện ra một tấm bia đá đen kịt, mỗi tòa bia đá đều khắc lấy những cái tên khác biệt, viết lấy sự tích khác biệt. Bọn chúng là mấy ngàn năm huy hoàng của Cửu Thiên Thần Giáo, mộ bia của 11 vị giáo chủ không gian thuộc phe phái Đông Hoàng. Bên trong mộ bia phong cấm di cốt của bọn hắn, phong tồn máu tươi của bọn hắn, càng là chiếm cứ tàn hồn của bọn hắn. Phong thiên cấm địa, ánh mắt Đông Hoàng toại trở nên hừng hực, ý thức cộng minh cùng 11 tòa mộ bia, nhấc lên không gian bạo động như sóng to gió lớn, lấy 11 vòng xoáy làm đầu nguồn, triệt để phong cấm mảnh hư vô chỗ Bùi Chiêu Diệu kia. Đông Hoàng toại, người điên rồi sao? Bây giờ thời là điểm thương huyền nội đấu sao? Thần giáo các ngươi thực có can đảm khiêu khích thần điện chúng ta sao? Có chừng có mực đi. Bùi Chiêu Diệu be bét máu thịt, tức giận đến không kiềm chế được, hắn lợi dụng cơ hội thở dốc khó có được, kích hoạt lên linh văn, cường quang bành trướng, giống như liệt diễm đang nhảy nhót. Uy lực thánh vương như sóng đào, giờ khắc này hắn giống như mặt trời dâng lên trong hư không, nở rộ ánh sáng vô tận. Hắn ngạnh kháng với năng lượng khủng bố trấn áp xung quanh, lấy linh văn thánh vương khống chế ánh sáng, hào quang sáng chói mỗi một sợi đều là năng lượng biến thành, toàn bộ bọn chúng đều nhận điều động, giống như có hàng tỷ thanh kiếm quang đang gào thét. Hình ảnh tại thời khắc này, kinh hồn nhiếp phách, như là thần linh thái dương, thao túng uy lực diệu thế. Ầm ầm, hư không bạo động, hàng tỷ thanh kiếm quang kêu khẽ, số lượng khổng lồ bộc phát thanh thế kinh thiên động địa, bọn chúng bạo động toàn diện. Gào thét xoay tròn, ánh sáng kinh khủng phát huy uy lực đến cực hạn, có thể chém giết phóng thích, càng có thể đánh nát hư không, xua tan vòng xoáy xung quanh. Một kích này quá cường hãn đến mức đều khiến chúng sinh hồi hộp, hủy trời diệt đất. Ánh sáng phá toái hư không, kiếm khí giăng ở khắp nơi, bọn chúng như là không thể ngăn cản núi lở, người khi người vong. Càng kinh khủng hơn chính là, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Bùi Chiêu Diệu giống như là mặt trời chân chính, toàn thân tiếp tục bắn ra cường quang,
cuồn cuộn giữa trời cao, liên miên bất tuyệt, như là muốn triệt để chôn vùi hư không, kéo hắc ám vào ánh sáng. 11 tòa mộ bia dung chuyển hư không hắc ám, dẫn phát bạo động, giống như biển động sôi trào, vô tình chấn vỡ tất cả ánh sáng, càng nhấc lên vòng xoáy không gian vô tận, kéo lấy ánh sáng chôn vùi vào hắc ám. Thiên địa vạn pháp, không gian là vua, thời gian là tôn. Hắc ám trước mắt, ánh sáng nhượng bộ. Đông Hoàng Toại huy động hai tay như đao, bỗng nhiên chém về phía trước một chém, hư không vô tận oanh minh, sát khí kinh người cuồn cuộn mà lên. Một loại khí tức ẩn nấp ở trong bóng tối, gần như lướt qua hư không, cắt đứt không gian, cắt đứt thiên vũ, khí tức quỷ bí để chúng sinh kinh hãi. Đây là hư không chém, một kích của Thánh Vương, ngang qua không biết bao nhiêu dặm. Hư không là lưỡi đao, chém chết hết thảy mọi thứ ngăn trở, đây là võ pháp thần tôn tự mình cải tiến, đại phồn như giản, phản pháp quy chân, luyện đến cực hạn có thể chảm chém âm dương, phá thời gian. Phốc phốc, máu tươi phun ra, cánh tay phải đã bị đứt gãy. Bùi Chiêu Diệu bị trọng thương. Đông Hoàng Toại, ngươi dám đả thương ta. Bùi Chiêu Diệu vừa sợ vừa giận. Thương ngươi, ta là tới giết ngươi. Đông Hoàng Toại hét lớn. Nhấc lên lưỡi dao không gian vô tận, cắt đứt hư không, che mất Bùi Chiêu Diệu. Đồng thời thao túng 11 tòa mộ bia, tiếp tục áp chế Bùi Chiêu Diệu. Lùi cho ta. Bùi Chiêu Diệu điên cuồng phóng thích lên quang mang thánh thuật, lấy ánh sáng là châm, đánh xuyên đất trời, ánh sáng đâu đâu cũng có, đánh xuyên đều thuận lợi. Nhưng, ở trong hư không mênh mông này, Đông Hoàng Toại giống như là chúa tể, hoàn toàn áp chế được Bùi Chiêu Diệu. 11 tòa mộ bia gánh chịu lấy 11 vị giáo chủ không gian cường hãn uy thế, kéo dài áp chế, không gian mênh mông giam cầm lại bị đẩy lên mấy trăm mét. Đại đạo chi hoa, chiếu phá sơn hà. Bùi Chiêu Diệu giận dữ, hắn chính là điện chủ của quang mang thần điện, chủ nhân chí tôn của các hoàng đạo, há có thể bị vây ở chỗ này. Hắn lại lần nữa thi triển cấm thuật thần điện, lấy linh hồn làm nguyên, lấy huyết nhục là cửa, trong chốc lát tách ra ánh sáng vô tận. Như là một đóa tuyệt thế tiên ba ầm vang nở rộ, lớn như mặt trời, sáng chói không gì sánh được, thần thánh không gì sánh được, nương theo tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, chấn động hư không. Giờ khắc này, hư không vô tận đều không phải giá lạnh, không tại tĩnh mịch, mà là lộng lẫy lên, trở nên tươi đẹp mà sáng chói. Uy thế kinh khủng, chân chính xuyên thấu qua hư không, truyền đến bên ngoài, ngay cả bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh đều cảm nhận được linh hồn hồi hộp. Huyền diệu Vạn Trọng Môn. Đông Hoàng Toại vậy mà lại thao túng 11 tòa mộ bia diễn biến ra võ pháp hoàn toàn, mỗi tòa mộ bia đều dẫn dắt vòng xoáy cuồng bạo xung quanh, kịch liệt vạn vẹo, điên cuồng gia tăng, tạo thành vạn cánh cửa lớn, núi cao vạn trượng. Trước mặt mỗi tòa bia đá, đều là như vậy. Ầm ầm, ánh sáng lao nhanh hoành hành dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt liền đánh tan cánh cửa không gian, nhưng, đây là vạn cánh cửa lớn, giao hòa cùng hư không vô tận. Một kích toàn lực của Bùi Chiêu Diệu không những không thể đánh xuyên qua vùng hư không này, mà ngay cả mộ bia đều không có soi sáng. Tại hư không của ta, ngươi còn muốn trốn. Bùi Chiêu Diệu, ngươi phải trả giá thật lớn vì sự mạo phạm của ngươi. Đông Hoàng Toại lên tiếng quát lớn, 11 tòa bia đá mãnh liệt hoành hành, về phía trước cưỡng ép tiến lên, giam cầm năng lượng gấp đôi tăng vọt. A, à, Bùi Chiêu Diệu tiếp tục bộc phát, diễn biến 108.000 thanh lợi kiếm ánh sáng. Cắt đứt hư không, chống lại hết thảy mọi thứ, nhưng vẫn ép không được mộ bia tiếp tục phong cấm. Hắn từ gào thét biến thành gầm thét, cuối cùng lại biến thành rên rỉ. Khi 11 tòa bia đá dẫn dắt vòng xoáy ầm vang khép kín, Bùi Chiêu Diệu đã bị gắt gao giam cầm tại trong lồng giam hắc ám. Hắn lại tức giận gào thét, bộc phát năng lượng, nhưng đều bị hắc ám lồng giam vô tình hấp thu. Khi cường giả của Xích Thiên Thần Triều, Chu Thiên Thần Điện chạy tới nơi này, đám người Đông Hoàng Hoa Thanh đang bóp lấy Bùi Quân và các cường giả quang mang thần điện, gắt gao đặt ở trên mặt đất. Đông Hoàng Toại phóng ra từ trong hư không, hư vô minh mông vẫn bạo động như đại dương ở sau lưng, trong tay thì tiếp tục áp chế ngưng tụ mộ bia, giống như một tòa lồng giam hắc ám đẹp đẽ, lơ lửng ở trên tay. Các ngươi đây là thế nào? Đông Hoàng giáo chủ, không nên vọng động, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Chu Thiên Thần Điện trấn thủ thánh. Linh Loan Cách vội vàng bước về phía trước. Đông Hoàng giáo chủ, các ngươi có biết mình bắt ai không? Các ngươi biết hậu quả khi mạo phạm quang mang thần điện sao? Có chừng có mực, đừng lại hồ nháo. Trấn thủ của Xích Thiên Thần Triều là Hắc Thiên Vương.
Đông Hoàng Toại không hề hiểu ý tứ, toàn lực nắm bia đá trong tay, giam cầm Bùi Chiêu Diệu đang điên cuồng giãy giụa ở bên trong. Đông Hoàng Hoa Thanh đè Bùi Quân lại, giơ tay chém đầu xuống. Các ngươi! Bọn người Loan Cách kinh sợ lui hai bước, khó có thể tin được mà nhìn một màn máu tanh này, đây là điên rồi sao? Đông Hoàng Hoa Thanh hất chiến khu không đầu Bùi Quân ra, mặt mũi tràn đầy khí tức sát phạt. Người biết đang xảy ra chuyện gì, trở về thông báo thần tôn các ngươi, đây chính là cái giá khi mạo phạm chúng ta. Cửu Thiên Thần Giáo tuy không còn thần tôn, cũng không tiếp nhận bất cứ sự lăng nhục gì. Cửu Thiên Thần Tôn vì Thương Huyền mà chết, càng không cho phép các ngươi khinh nhờn. Mời thần tôn các ngươi đến Thiên Khải chiến trường nhặt xác cho Bùi Chiêu Diệu. Dừng tay, có chuyện gì thì từ từ nói, chúng ta có thể xin lỗi, chúng ta có thể bồi thường. Linh hồn của chiến khu không đầu, Bùi Quân gào lên. Muộn rồi. Đông Hoàng Toại lạnh nhạt một câu, khống chế mộ bia phóng tới di tích tế đàn. Trèo lên Thiên Khải. Đông Hoàng Hoa Thanh cầm đầu Bùi Quân trong tay, cao giọng quát lớn, mang theo đám người lao tới di tích tế đàn. Không được, Đông Hoàng giáo chủ, các ngươi hãy tỉnh táo. Ngàn vạn lần phải tỉnh táo. Thần tôn sẽ đích thân tới Thiên Khải, cho các ngươi một câu trả lời chắc chắn hài lòng, hãy tỉnh táo đi. Linh hồn Bùi Quân điên cuồng gào thét, chiến khu không đầu nhanh chóng rời khỏi, lao tới quang mang thần điện. Loan Cách và đám người hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại là muốn nói xin lỗi, lại là muốn giết Bùi Chiêu Diệu, còn dính đến thần tôn đã chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sao bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra? Chỉ sau chốc lát, chiến khu không đầu đẫm máu của Bùi Quân lộn vòng trở về, tiếng linh hồn hét lớn đến chói tai. Xin mời Xích Thiên Thần Triều cùng Chu Thiên Thần Điện đến Thiên Khải kiềm chế Đông Hoàng Càn, tuyệt đối không được để bọn hắn làm lớn chuyện, không được làm bị thương điện chủ chúng ta, sau này sẽ có thâm tạ. Sẽ có thâm tạ. Xảy ra chuyện gì? Ai, ai, chết tiệt, người thả cái rắm giải thích rõ ràng cho ta. Hắc Thiên Vương hô to, Bùi Quân cũng đã quay người rời khỏi. Sao ta không hiểu gì cả? Loan Cách chau mày, hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn ra được Cửu Thiên Thần Giáo đã thật sự nổi giận, lại tuyên bố muốn chém giết Bùi Chiêu Diệu. Đi lên xem một chút. Hắc Thiên Vương đương nhiên không tin Cửu Thiên Thần Giáo sẽ giết điện chủ Quang Mang Thần Điện, không có thần tôn Cửu Thiên Thần Giáo, hoàn toàn không có đủ năng lực khiêu khích Quang Mang Thần Điện, nhưng có thể kích thích Cửu Thiên Thần Giáo thành như thế này, khẳng định không phải chuyện nhỏ. Cửu Thiên Hoàng Thành. Đông Hoàng Toại gặp mặt Đông Hoàng Càn. Truyền lệnh thần tôn, chém Bùi Chiêu Diệu. Chém thật. Trong cung điện, tất cả cao tầng bỗng nhiên biến sắc. Đông Hoàng Toại nghiêm túc nói. Từ biểu hiện của bọn người Bùi Chiêu Diệu ngay lúc đó đến xem, Quang Mang Thần Tôn không chỉ hoài nghi chúng ta, mà còn có thể đã bắt đầu giám sát. Thần Tôn có ý là, dùng tức giận bảo vệ tôn nghiêm, dùng chiến tranh đảo loạn phán đoán. Thuận tiện dùng tư thái, cao điệu tuyên cáo với bách tộc Thiên Khải, Cửu Thiên Thần Giáo không sợ bất kỳ sự khiêu chiến nào. Khai chiến cùng Quang Mang Thần Điện. Lan Độ và đám người hãi hùng khiếp vía. Khá lắm Cửu Thiên Thần Tôn. Khương Phàm ngoài ý muốn lại càng phấn chấn, chuyện liền phải làm như vậy. Nếu bị hoài nghi, càng giải thích càng mềm yếu, càng dễ dàng bị hoài nghi, ngược lại là điên cuồng lên, mới có thể lộ rõ ràng sự ủy khuất của mình, giải trừ sự hoài nghi của bọn họ. Giáo tôn, toàn bộ bọn người Lan Độ đều nhìn về phía Đông Hoàng Càn, mặc dù đã hiểu ý đồ của thần tôn, nhưng nếu thật sự là giết Bùi Chiêu Diệu, hậu quả quá nghiêm trọng. Đông Hoàng Càn không phải sợ chuyện. Hắn không có lùi bước, ngược lại là bỗng nhiên đứng dậy, cao giọng thét lên ra lệnh. Tuân lệnh thần tôn. T. Lan Độ và đám người hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ vẫn cắn răng hô to. Tuân lệnh thần tôn. Đông Hoàng Toại nói. Thần tôn nghiêm lệnh, buông tay khai chiến, liều chết liều thương tuyệt đối không lùi bước. Mặt Đông Hoàng càn đầy dữ tợn. Đã hiểu, người giữ Bùi Chiêu Diệu lại. Mang theo Khương Phàm nhanh chóng trở về Thương Huyền, tỏa trấn thần giáo. Lan Quỳ, toàn diện mở ra tất cả pháp trận hoàng thành, đưa tất cả bảo cốt Khương Phàm giao ra đến phong phú. Đông Hoàng Hoa Thanh, các ngươi theo ta, tiếp quang mang hoàng thành. Lan Độ, sắp xếp người giải thích chuyện nhân quả với Thiên Khải, cụ thể phải làm sao, người hẳn là đã rõ ràng. Lĩnh mệnh, trong cung điện toàn thể đều trở nên nghiêm nghị. Chúc các ngươi may mắn.
Sau khi Đông Hoàng Toại ném Bùi Chiêu Diệu và các tù binh đang hôn mê bất tỉnh ra, hắn liền mở rộng nắp quan tài đá, chào hỏi Khương Phàm cùng Đông Hoàng Như Ảnh đừng lề mề, bọn hắn muốn trước khi quang mang thần tôn đăng lâm thiên khải, đi đầu trở lại Thương Huyền để tránh lại bị ngăn chặn. Các vị, vận khí tốt, ta rút lui trước. Khương Phàm hạ thấp người tiến vào trong quan tài đá. Chờ một chút, ta vào trước. Đông Hoàng Như Ảnh đi mau mấy bước. Ta nằm ở phía dưới, ngươi chống đỡ ở trên sau lưng ta, như thế này. Miễn cho xấu hổ. Khương Phàm kiên trì chen vào, nằm ở dưới mặt quan tài đá. Đông Hoàng Như Ảnh hơi do dự, mấp máy môi đỏ, hạ thấp người đi đến, chống đỡ hai tay cùng hai chân, duy trì một khoảng cách với lưng Khương Phàm. Cái tư thế này mặc dù đã tránh khỏi tiếp xúc, tránh khỏi mặt đối mặt xấu hổ, nhưng, quan tài đá quá nhỏ, một nữ hài tử với tư thế như thế này quá khó chịu. Đông Hoàng Hoa Thanh nhìn mà lắc đầu, hài tử xui xẻo Khương Phàm này, ta vừa giúp các ngươi tác hợp tốt, hôm nay đi đến nói không chừng liền có thể có công việc tốt, không phải giả trang thân sĩ. Đông Hoàng Toại đóng nắp quan tài lại, vỗ. Khởi hành. Chờ một chút. Trong quan tài đá đột nhiên truyền đến Khương Phàm cùng Đông Hoàng Như Ảnh kinh hô. Ẩn nấp cho kỹ. Đông Hoàng Toại quát khẽ, nhấc quan tài đá lên, bay thẳng lên trời, lao thẳng đến di tích tế đàn. Trong quan tài đá, Khương Phàm cùng Đông Hoàng Như Ảnh đều đỏ bừng cả khuôn mặt, lúng túng đến phát điên. Đây vẫn là bộ quan tài đá kia, nhưng phía dưới lại nhiều hơn một phiến đá, cũng không dày, 10 cm, mới đầu Khương Phàm không có chú ý, nhưng sau khi nắp quan tài áp xuống tới, một khắc này, Đông Hoàng Như Ảnh cũng bị đè ép xuống. Vốn đang, chống đẩy, tốt, vậy mà lại bất chợt biến thành, ôm ở sau lưng, chen lấn đến gọi là bền chắc. Đông Hoàng Như Ảnh cực lực chống người lên, muốn đè ép lên mặt nắp quan tài, nhưng phía dưới Khương Phàm lại bị nâng cao, nàng thực sự không thể động đậy, trước người đầy đặn chen lấn đến mức ngực nàng đều khó chịu. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được cái sự mềm mại ở phía sau, mặc dù là một loại hưởng thụ, nhưng thật sự quá lung túng. Đông Hoàng Như Ảnh xấu hổ giận dữ muốn chết, cố gắng muốn diễn biến lực lượng không gian, nhưng quan tài đá rõ ràng bị thiết chí hạn chế. Mặt mũi Khương Phàm tràn đầy đắng chát, hắn biết đây nhất định là do Cửu Thiên Thần Tôn dở trò quỷ. Đều đã ở thời khắc khẩn trương, vẫn không quên làm loại chuyện này. Lão đầu nhi kia thật chấp nhất như vậy sao? May mắn là bây giờ hắn đang nằm sấp, nếu như hai người vẫn mặt đối mặt, nhất định phải xảy ra vấn đề. Đông Hoàng Như Ảnh giãy giụa thật lâu, cuối cùng từ bỏ, nằm sấp trên người Khương Phàm, cảnh cáo hắn. Đừng nghĩ lung tung. Không muốn. Không muốn không muốn, nói chuyện phiếm chút, ta thấy cô đã tiến đến bán thánh rồi. Nửa tháng trước đã tiến đến bán thánh. Thánh hoàng di cốt còn không? Còn lại rất nhiều. Không đủ thì chỗ ta vẫn còn. Không cần. Vậy, chúng ta tâm sự lục đạo truyền thừa. Tại thời điểm Khương Phàm cố gắng làm dịu bầu không khí trong quan tài đá, Đông Hoàng Toại đã khiêng quan tài đá lao tới di tích tế đàn. Khi quang mang thần tôn tự mình dẫn người chạy tới di tích tế đàn, Đông Hoàng Toại đã thuận lợi trở về Thương Huyền trước bọn hắn nửa ngày, Đông Hoàng Càn thì giáng lâm đến quang mang hoàng thành. Lũ xúc sinh quang mang thần điện nghe đây. Đông Hoàng Càn đứng ngạo nghễ giữa trời cao, phía sau là hư không bạo động, tràn ngập từng sợi xiềng xích hư không, quấn quanh lấy Bùi Chiêu Diệu và các cường giả thần điện đang vùng vẫy dẫy chết. Các cường giả bên trong quang mang hoàng thành nhao nhao kinh động. Tề tụ đến bên tường thành nhìn ra hư không phía xa. Đó là lão tổ Cửu Thiên, Đông Hoàng Càn. Lão già điên này không tỏa trấn tại Hoàng Thành, ra ngoài làm gì? Sau lưng của hắn đó là ai? Điện chủ, mau nhìn xem, đó là điện chủ của chúng ta. Các cường giả trong quang mang Hoàng Thành lập tức đề phòng, thánh hoàng trấn thủ, lận chính nước dậm chân phóng lên trời, quang mang môn, linh văn đặc biệt để hắn như là thiên môn đứng ngạo nghễ tại khung trời. Thanh âm lãnh đạm lộ ra vẻ uy nghiêm. Càn lão đầu nhi, ngươi nổi điên làm gì? Nơi này là quang mang thần điện, sẽ không hổ nháo cùng ngươi. Buông người xuống, chạy trở về Cửu Thiên Hoàng Thành. Đông Hoàng Càn khống chế xiềng xích thánh hoàng, quấn quanh lấy bọn người Bùi Chiêu Diệu, phân tán đến xung quanh. Sau lưng mỗi một tù binh đều một vị cường giả không gian thần giáo đứng đấy, nắm trong tay lãnh đao rét lạnh. Lũ xúc sinh quang mang thần điện. Đều nhìn kỹ cho ta. Đây là điện chủ các ngươi nhắc lên chiến tranh. Đây là kết quả mà điện chủ các ngươi khiêu khích Cửu Thiên Thần Giáo. Cửu Thiên Thần Tôn vì Thương Huyền mà chết,
quang mang thần điện lại khinh nhờn thần tôn, nhục nhã thần giáo. Ta, Đông Hoàng Càn, thề sống chết bảo vệ thần tôn, bảo vệ uy nghiêm thần giáo. Cửu Thiên thần giáo, không sợ bất kỳ sự khiêu chiến gì của Thương Huyền, của Thiên Khải. Nghe hiệu lệnh ta, Đông Hoàng Càn đưa tay chỉ lên trời, uy lực thánh hoàng cuồn cuộn như là nhấc lên không gian phong bạo, muốn chấn vỡ nát vùng trời này. Chờ một chút, khinh nhờn thần tôn cái gì, nhục nhã thần giáo cái gì? Lận Chính Đức cau chặt lông mày, đây là phát điên cái gì? Ô ô ô, Bùi Chiêu Diệu giãy giụa kịch liệt, mắt trợn trừng trừng, rốt cuộc cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Chém! Đông Hoàng Càn quát lớn một tiếng, trời đất lắc lư, hư không mênh mông giống như vạn dân đang gầm thét, như là núi sông đang bạo động, nương theo bạo động kinh khủng là tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Chém! Đông Hoàng Hoa Thanh và các cường giả thần giáo nâng cao đao chém xuống Bùi Chiêu Diệu và đám người của thần điện. Quang mang hoàng thành bỗng nhiên an tĩnh, hơn vạn người đóng giữ mặt xám như cho, khó có thể tin được mà nhìn hình ảnh thảm liệt trên không trung, càng có cảm giác hoảng hốt giống như đang nằm mơ hơn. Ngay cả Thánh Hoàng thần điện cao ngạo, Lận Chính Đức đều sửng sốt một chút, làm thật. Ầm ầm, hư không bạo động mãnh liệt như thủy triều, che mất Đông Hoàng Càn cùng bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh. Cũng mang đầu và chiến khu của đám người Bùi Chiêu Diệu đi. Quang mang hoàng thành tiếp tục an tĩnh, hơn vạn đôi mắt trực nhìn không gian đang khôi phục lại bình tĩnh. Thật lâu, Lận Chính Đức bỗng nhiên biến sắc. Truyền tin Thương Huyền, Cửu Thiên thần giáo tuyên chiến quang mang thần điện. Cha, rốt cuộc vì sao Bùi Chiêu Diệu lại rơi xuống trong tay Đông Hoàng Càn? Sau khi quang mang thần tôn đăng lâm thiên khải, không có vội vã về ánh sáng hoàng thành, mà thẳng đến Cửu Thiên hoàng thành. Hắn thấy, Cửu Thiên Hoàng Thành, Đông Hoàng Càn khả năng đang chờ hắn đi đàm phán. Nhưng, thời điểm khi bọn hắn đi đến trước mặt Cửu Thiên Hoàng Thành, nhìn thấy rõ ràng là từng cái đầu đẫm máu treo ở trên cửa thành, miệng cũng đều bị thô lỗ vá kín lại. Cửu Thiên Hoàng Thành phong bế toàn diện, pháp trận tầng tầng bao viên Hoàng Thành, Đông Hoàng Càn tự mình tọa trấn trong Hoàng Thành, nghênh đón chiến tranh lúc nào cũng có thể bộc phát. Các cường giả Xích Thiên Thần Triều cùng Chu Thiên Thần Điện sớm chạy đến cũng khiếp sợ nhìn một màn trên tường thành, đầu ong ong loạn hưởng, đã ý thức được muốn xảy ra chuyện lớn. Xin mời thần tôn, diệt Cửu Thiên. Các cường giả quang mang thần điện bi phẫn, nhao nhao quay người, quỳ xuống xin mời thần tôn ra tay. Đông Hoàng Càn, không ai đè ép được ngươi sao? Quang mang thần tôn đầy ngập lửa giận, sát ý ngập trời. Nhưng, sau nhiều lần giãy giụa, vị quang mang thần tôn sống 3.000 năm này cuối cùng vẫn cố nén lửa giận. Hắn không thể tại thời khắc mấu chốt này dẫn phát nội loạn Thương Huyền, cũng không thể cùng Cửu Thiên thần giáo đứng ở mặt đối lập, càng không thể rước lấy Thương Huyền thậm chí Thiên Khải lên án. Huống chi, pháp trận hoàng thành lại cường đại, còn có di cốt Cửu Thiên thần tôn. Nếu thật sự là đánh nhau, Cửu Thiên hoàng thành còn có thể ẩn vào hư không bất cứ lúc nào. Trả Bùi Chiêu Diệu lại, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quang mang thần tôn đi đến phía trước, chủ động nhượng bộ. Nhưng, hắn thỏa hiệp lại không có đổi lấy được bất kỳ sự đáp lại nào. Thái độ Cửu Thiên Hoàng Thành đã minh xác, khai chiến. Cuối tháng 4, đầu tháng 5, sự kiện về Khương Phàm còn không có kết quả, Thương Huyền được khắp nơi chú ý lại nổi lên sóng gió, hơn nữa còn là đối kháng nóng nảy giữa Chí Tôn Hoàng Đạo mà tất cả mọi người đều không có nghĩ đến. Cửu Thiên thần giáo lại bắt sống điện chủ thần điện. Còn chạy đến quang mang hoàng thành, chém đầu ở trước mặt mọi người. Nguyên nhân thì lại là do điện chủ quang mang thần điện khinh nhờn Cửu Thiên thần tôn nghiêm trọng. Mở quan tài đá của thần tôn. Bước hai vị phó giáo chủ thần giáo quỳ xuống trước mặt mọi người. Không ai biết vị điện chủ Bùi Chiêu Diệu kia nghĩ như thế nào, nhưng các phương công nhận là, có thể bức Cửu Thiên thần giáo đến loại điên cuồng gần như đánh mất lý trí này, lời đồn khẳng định là thật, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Ác liệt hơn. Các hoàng đạo Thương Huyền nhiếp tại uy thế quang mang thần tôn, không dám trực tiếp mạo phạm, nhưng đều đã biểu đạt sự bất mãn. Dù sao Cửu Thiên thần tôn cũng vì đuổi bắt Xí Thiên giới mà bỏ ra cố gắng quá to lớn, quang mang thần điện tuyệt đối không nên làm ra cử động vô lễ như thế. Sau khi Xích Thiên thần triều, Chu Thiên thần điện biết được tin tức thì công nhiên nhắc nhở quang mang thần điện giữ vững khắc chế, hai vị thần tôn càng tự mình giáng lâm thiên khải. Bọn hắn quyết không cho phép quang mang thần điện khai chiến cùng Cửu Thiên thần giáo tại thời kỳ nhạy cảm này, càng không cho phép thực lực Cửu Thiên thần giáo lần nữa suy yếu.
Đây không chỉ là tôn trọng Cửu Thiên Thần Giáo làm ra cống hiến mấy ngàn năm qua, càng là lo lắng cục diện trung vực lại nhận phá hư nghiêm trọng hơn, nếu như Thao Thiết Yêu tộc Bắc Bộ nhận Bạch Hổ Đế tộc duy trì tiến quân thần tốc, Bắc Bộ trung vực sẽ triệt để lâm vào loạn cục. Mà, mặc dù Cửu Thiên Thần Tôn chết rồi, nhưng Cửu Thiên Thần Giáo còn có dư uy, miễn cưỡng còn có thể cam đoan thực lực, tứ đại chí tôn hoàng đạo, nếu như Cửu Thiên Thần Giáo biến mất, Quang Mang Thần Điện lại bị thương nặng, thực lực tổng hợp của chí tôn hoàng đạo Thương Huyền chắc chắn sẽ nhận suy yếu, bọn hắn sẽ không có cách nào lại hình thành uy hiếp đối với bát bộ hoàng đạo. Nhưng, lúc Xích Thiên Thần Triều cùng Chu Thiên Thần Điện đang muốn phái sứ giả ra thuyết phục hai bên tỉnh táo, thì vào ngày mùng 5 tháng 5, Cửu Thiên Hoàng thành công nhiên phân thây Bùi Chiêu Diệu, huyết tế thần tôn. Lửa giận của Quang Mang Thần Điện đạt tới cực hạn, lập tức tuyên chiến với Cửu Thiên Hoàng thành. Quang Mang Thần Tôn làm ra nhường nhịn lớn nhất là chính hắn không ra tay. Mà, Xích Thiên Thần Hoàng cùng Chu Thiên Thần Tôn đang nhìn chằm chằm, cũng quyết không cho phép hắn ra tay. Một trận công thủ đại chiến với thanh thế thật lớn ầm vang bộc phát tại Thiên Khải chiến trường. Cửu Thiên Hoàng thành bằng vào ưu thế pháp trận, cùng uy thế không gian đặc thù, liều chết chống cự. Quang Mang Thần Điện trực tiếp xuất động hai vị Thánh Hoàng, tự mình dẫn 5 vị Thánh Vương, hơn 10 vị Thánh Linh, điên cuồng trùng kích Cửu Thiên Hoàng thành. Nhưng, trò hay nội loạn Thương Huyền như thế này, hoàng đạo khác há có thể bỏ lỡ. Nhất là Thao Thiết Yêu tộc bị Cửu Thiên Thần Giáo áp chế vài vạn năm. Ngày 22 tháng 5, theo càng ngày càng nhiều cường giả hoàng đạo đến gần chiến trường Cửu Thiên Hoàng thành, Thao Thiết Yêu tộc đã liên hợp, Đào Ngột Yêu tộc cùng Kỳ Yêu tộc, đột nhiên nhào về phía chiến trường Cửu Thiên, ngay lập tức, Nguyên Thủy, Tinh Túc, Phiêu Miểu, ba bên hoàng đạo giết ra từ hướng Tây Bắc, cũng nhào về phía chiến trường Cửu Thiên. Quang Mang Thần Điện là kẻ địch của bọn họ, mà tộc đến từ Tây Bộ cũng gia nhập chiến trường. Một trận đối kháng giữa các hoàng đạo Thương Huyền, trong một ngày ngắn ngủi đã biến thành thập đại hoàng đạo Thiên Khải hỗn chiến. Xích Thiên Thần Triều cùng Chu Thiên Thần Điện đã sớm phòng bị một màn này, cũng quả quyết xuất kích, do Thánh Hoàng dẫn đội, cường thế gia nhập chiến trường. Ba ngày sau đó, Quang Mang Thần Tôn, Xích Thiên Thần Hoàng, Chu Thiên Thần Tôn nhao nhao xuất hiện, cưỡng ép ngăn lại hỗn chiến giữa các phương. Tất cả hoàng đạo lần lượt rút đi, Cửu Thiên Hoàng thành có thể bảo toàn. Quang Mang Thần Điện bị Xích Thiên Thần Triều cùng Chu Thiên Thần Điện cảnh cáo và giáo huấn nên đã rút lui toàn diện, thù hận giữa hai bên đến tận đây liền kết xuống. Tuy nhiên chỉ một trận chiến lần này, ngược lại là sự hoài nghi của Quang Mang Thần Tôn đối với Cửu Thiên Thần Giáo đã được bỏ đi, một lần nữa đưa ánh mắt nhắm ngay Chu Thiên Thần Điện. Tại thời điểm Thiên Khải chiến trường huyên náo oanh oanh liệt liệt, Khương Phàm đã từ biệt Cửu Thiên Thần Giáo, chạy tới Xí Thiên Giới. Được Cửu Thiên Thần Tôn kiên trì, Khương Phàm đã mang theo Đông Hoàng Như Ảnh. Lý do đương nhiên chính là, nàng đã gả cho ngươi, ở lại nhà thân mẫu không thích hợp. Còn nữa, còn chưa có sinh hài tử, há có thể ở riêng hai nơi, tình cảm đang bồi dưỡng, há có thể nói chia tách liền chia tách. Khương Phàm rất bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Đông Hoàng Như Ảnh rời khỏi. Càng bất đắc dĩ là, Đông Hoàng Như Yên lại sống chết muốn đi theo. So với đây lại càng bất đắc dĩ hơn là, Cửu Thiên Thần Tôn lại đồng ý. Xí Thiên Giới. Sau khi Khương Phàm trở về thì liền giới thiệu Thiên Hồ Thánh Vương cho một đám các huynh đệ. Được, cũng bắt đầu dựng nên lực ảnh hưởng cho mình. Giới chủ mặt mũi tràn đầy nụ cười nghiền ngẫm, vui mừng nhìn đến tràng cảnh phía xa. Ngài giống như thật vui mừng. Lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù Thiên Hồ Thánh Vương chỉ là mang tới hơn 300 vị tộc nhân, nhưng bên trong còn có thiên phẩm linh văn. Số lượng lớn thánh văn cùng linh văn cao cấp, càng quan trọng hơn là Thiên Hồ hướng ra đời đời chấn thủ Thiên Khải chiến trường, là chiến tộc chân chính. Ta cảm giác thật có ý tứ, ta không biết kiếp trước Khương Phàm là người như thế nào, nhưng dù sao đời này hắn trêu chọc những nữ tử này, không có đơn giản, tương lai có náo nhiệt. Cái khí chất quyến rũ của Hướng Vãn Tình này, ngay cả nữ tử là ta đây nhìn thấy đều có loại xúc động hối hận khi làm nữ tử, Khương Phàm có thể chịu được. Ngươi lại nhìn tỷ tỷ kia của nàng, nhìn lạnh như băng, nhưng càng có thể kích thích dục vọng chinh phục của nam tử cường hãn, đến lúc đó. Hai tỷ muội kia, băng hỏa lưỡng trọng thiên a. Khụ khụ, chú ý dáng vẻ. Lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi, nghênh đón thành viên mới, ngươi xem đám nam tử kia một chút, đều nhanh không cầm giữ được rồi. Giới chủ mặc trường bào, đi đến chỗ Thiên Hồ hướng ra. Ngu gia, Kiều gia, Độc Cô gia tộc. Chiến quốc,
Thiên Quốc, còn có Khương Diễm và một đám người đều đã từ bốn phương tám hướng chạy tới. Chỉ là đối mặt với Hướng Gia đã quy hàng, chàng diện dù sao cũng hơi vi diệu. Không vì cái gì khác, chủ yếu là gen Hướng Gia quá hoàn mỹ. Bởi vì ảnh hưởng của Hồ tộc Linh Văn, nam tử anh tuấn phóng khoáng, phong độ nhẹ nhàng, mặc kệ là âm nhu hay là vũ dũng, đều tản ra đặc biệt khí chất, chớ nói chi là nữ tử, yến gầy vòng mập, oanh oanh yến yến, một cái so một cái xinh đẹp, một cái so một cái câu hồn. Đối với đám nam tử tinh lực tràn đầy cùng nữ tử tràn đầy sức sống kia của xí thiên giới mà nói, lại có một loại cảm giác hạnh phúc kỳ diệu. Đây đều là tài nguyên vơ vét trong vạn đạo hoàng thành, cho thần giáo một phần, còn lại không ít, các ngươi nhìn mà phân chia một chút. Khương Phàm lấy bảo cốt cùng tài nguyên bên trong thông thiên tháp ra, chất thành núi ở trước mặt mọi người. Oa a a, một đám người đều sáng con mắt lên. Ngay cả Lưu Gia và các luyện đan sư của xí thiên giới cũng đều xông tới, nghiên cứu những đan dược chất thành đống kia. Thiên Hồ Thánh Vương cần điều dưỡng bộ phân thân thứ 8, Hướng Tư Minh vừa mới tiến đến thánh linh cảnh, chờ một lúc phân chia lại lấy thêm chút. Khương Phàm đặc biệt chú ý đến Thiên Hồ Thánh Vương cùng Hướng Tư Minh, dù sao Hướng Gia cũng vừa tới nơi này, muốn đứng vững gót chân, muốn thắng được tôn trọng, phương pháp trực tiếp nhất chính là tăng lên cảnh giới. Nếu quả như Thiên Hồ Thánh Vương thật sự tu luyện bộ phân thân thứ 8 tới thánh linh cảnh, vậy đó thật sẽ là một siêu cấp chiến vương. Nếu như có thể tu luyện ra đuôi thứ 10, thì càng hoàn mỹ. Ta đi an bài. Kiếp trước Thiên Hậu kinh thường giao phong cùng vạn đạo, không nghĩ tới kiếp này lại phải hợp tác cùng Hướng Gia ở trong đó. Tuy nhiên chính là bởi vì đã giao phong qua, mới rõ ràng tiềm lực Hướng Gia nhất, xác thực đáng để bồi dưỡng. Ta chỗ này còn có một gốc mẫu liên, là chí bảo lôi đạo do thiên kiếp lôi chỉ dựng dục ra, trước mắt đã vượt qua vạn năm. Mẫu liên cách mỗi ngàn năm nở rộ một lần, mỗi lần nở rộ đều sẽ sinh ra 9 hạt sen, 9 hạt sen này chính là tài nguyên quan trọng để Sở Gia tạo nên thánh hoàng. Nhưng năng lượng bên trong hạt sen vô cùng bá đạo, tương đương với một kích của thánh hoàng, còn tràn ngập uy thế thiên phạt. Ta để lại cho các ngươi 6 hạt, bất kể là ai muốn dùng, đều phải do thánh vương giám sát. Tuyệt đối không thể mạo hiểm. Nếu như không thể dùng, sau này làm vũ khí dẫn bạo trên chiến trường. Thiên Hồ Thánh Vương mặc dù đã khuyên răn qua Khương Nghị, nhưng Khương Phàm vẫn muốn thử xem, dù sao cơ duyên như vậy thật sự là quá hiếm có. Ánh mắt Khương qua dần dần nóng bỏng, còn có bọn người du cảnh chiến, Lâm Nam ở phía sau cũng đều kích động. Từ sau khi trải qua trận chiến đấu săn giết vạn đạo giáo tôn, bọn hắn đều có nhận biết hoàn toàn mới đối với Thánh Hoàng cảnh. Trước mắt những năng lượng có thể tạo nên thánh hoàng này sẽ là cơ duyên đến cỡ nào? Bọn người Độc Cô Sát, Độc Cô Kiếm mà đứng ở đằng xa rung động không thôi, rốt cuộc bọn hắn cũng đã biết nguyên nhân bọn người Khương Phàm tiếp tục mạnh lên, không ngừng tạo nên kỳ tích. Đây quả thực là tổ tông lấy chiến dưỡng chiến trung cực, người khác dùng hơn mấy ngàn vạn năm lắng đọng bảo bối, hắn lại cưỡng ép cướp đoạt để mình dùng, cái này mẫu thân nó muốn không mạnh cũng đều không được. Đây chính là tôn chỉ chiến lược kiếp này của Khương Phàm sao? Dùng năng lượng vạn năm của toàn Thương Huyền, hội tụ đến bên trong mấy chục năm bồng bột phát triển của hắn. Thật đúng là thô bạo. Khương Phàm không có chú ý tới Độc Cô gia tộc đang rung động, hỏi. Vạn đạo giáo tôn đâu, các ngươi xử lý như thế nào? Điều Trấn Ác cùng vạn đạo giáo tôn đều bị địa ma thụ nuốt, nhưng phía sau vẫn bị ta móc ra không ít. Thiên Hậu lắc đầu. Địa ma thụ có chút tham lam, di cốt ma hoàng rõ ràng vừa mới luyện hóa hơn phân nửa, hoàn toàn luyện hóa đầy đủ vững chắc cảnh giới thánh hoàng, lại còn tham luyến Điêu Trấn Ác cùng vạn đạo giáo tôn. Cũng may coi như nàng có chút uy tín, cuối cùng để địa ma thụ đưa ra hơn phân nửa di cốt thánh hoàng, thuận tiện yêu cầu 3 khối bảo cốt ma hoàng, giao cho An Minh Hề ngăn cơn sóng dữ trong điểm cuối cùng của trận chiến kia. Di thể thánh hoàng được móc ra thì phân cho Kiều Vô Hối, Khương Quỷ cùng Khương Qua. Tiếp tục tăng lên thực lực của bọn hắn. Chú ý phân phối tài nguyên, chỉnh đốn toàn diện, chuẩn bị một vòng thế công mới. Ngoài ra, Khương Phàm lộ ra nụ cười tà ác. Ngoài ra cái gì? Đám người bị nụ cười bất thình lình của hắn làm cho dùng mình. Đây là ký ức tinh thạch mà Ngô Kình Thương cho ta mượn, sau khi ta thanh lý, đã ghi chép một chút nội dung mới, các ngươi lựa chọn thời cơ thích hợp, phát tán ra từ Tây Bắc bên kia. Nhưng ngàn vạn lần phải làm thật xảo diệu. Khương Phàm lấy ký ức tinh thạch ra, vỗ nhẹ nhẹ phân nhỏ ra. Chọn lựa bộ phận thích hợp, dù chỉ là giải rác chút hình ảnh.
Bọn người thiên hậu kỳ quái nhìn Khương Nghị, cầm tinh thạch lên. Bọn người Kiều Vô Hối nhận lấy, sau khi kích hoạt thì liền tập trung nhìn hình ảnh. Bởi vì ký ức tinh thạch đã vỡ vụn, hình ảnh mơ hồ lại lộn xộn, mà cảnh tượng ghi chép lại vô cùng xa, nếu như không phải xem toàn thể thì cũng không biết là đang xảy ra chuyện gì. Đây thật ra là hình ảnh Khương Phàm săn giết Sở Phong Trần, cũng là hình ảnh Khương Phàm nghênh chiến Sở Vũ, càng là hình ảnh Long Cốt Cự Ngạc phục sát đám người đại tư tế. Thời điểm tặc điểu hóa thân thành Chu Tước hấp dẫn lực chú ý, nó đã phóng tới trên một vách núi treo leo. Thật tuyệt diệu. Khương Bá và đám người đồng loạt ngạc nhiên mở miệng nói, ký ức tinh thạch trên tay hắn chính hình ảnh giải rác, chính là đoạn ngắn mà Long Cốt Cự Ngạc, Huyền Quy, tặc điểu, vây công đại tư tế. Lần đầu tiên không nhìn ra cái gì, nhưng nhìn một chút, sắc mặt của mọi người liên tiếp thay đổi. Kim Ô. Bọn hắn tiếp cận đoạn ngắn, đương nhiên đó là trong phế tích bừa bộn, Kim Ô đột nhiên bay lên không, nó giương cánh bay lên, giống như mặt trời lên không, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, nhiệt độ cao vặn vẹo khắp không gian. Ngay sau đó chính là Huyền Quy hoành kích, cự ngạc phóng lên trời. Mặc dù khoảng cách xa xôi, hình ảnh phá toái, nhưng bọn chúng lại có hình thể khổng lồ, yêu khí cuồn cuộn, vẫn có thể nhìn ra đại khái. Lại phối hợp với cái này, tuyệt diệu. Khương Diễm bỏ ký ức tinh thạch vào trong tay mình vào trên tay Khương Bá. Hình ảnh của khối tinh thạch này loạn hơn, chỉ có thể nhìn thấy lôi chiều với màu sắc rực rỡ, cùng liệt diễm tràn ngập, chính là hình ảnh Khương Phàm nghênh chiến Sở Vũ. Hai hình ảnh phối hợp với nhau, lập tức có thể khiến người ta biết cụ thể là cuộc chiến nào, cũng có thể để cho người ta sinh ra hoài nghi đối với thân phận Kim Ô. Phu thê Hoàng Lâm và Cẩm Tú xung phong nhận việc. Giao cho thuộc hạ vận hành chuyện này, cam đoan làm đến tuyệt đối không xảy ra sai lầm. Khương Phàm hài lòng cười. Đây là tặc điểu làm, bản ý là muốn ghi chép hình ảnh phấn khích vây bắt vạn đạo di bộ, nhưng sau khi Khương Phàm từ Thiên Khải trở về, đột nhiên nghĩ đến một chủ ý xấu, giá họa phù tang thần cung. Mặc dù hình ảnh không rõ rệt, rất giải rác, nhưng hiệu quả như vậy ngược lại càng diệu, nếu không liền lộ ra rất tận lực. Khương Phàm dặn dò, giải tinh thạch ra là được, tuyệt đối không nên tận lực chỉ dẫn, cũng đừng lại cố ý làm kích thích càng nhiều, liền để sự kiện tự nhiên lên men là tốt. Chờ hình ảnh truyền đến Sở Vũ nơi đó, hẳn là có thể giúp hắn nhớ tới hình ảnh cụ thể ngay lúc đó, sau đó. Là hắn có thể thay chúng ta làm nhân chứng. Ngài yên tâm, chúng ta am hiểu cái này. Hoàng Lâm cùng Cẩm Tú tiếp nhận tất cả các mảnh vỡ tinh thạch, bắt đầu chọn lựa bộ phận cần giải ra. Đây chỉ là phương hướng lừa dối điều tra của Hoàng Đạo, giảm bớt áp lực cho Cửu Thiên Thần Giáo, không liên quan tới chiến lược của các ngươi bố trí, các ngươi nên làm như thế nào thì vẫn làm như thế đó. Ta chỉ có một yêu cầu, trận chiến thứ hai này cầu ổn không cầu công. Khương Phàm đề điểm Kiều Vô Hối, trận chiến đầu tiên công tích cùng rung động đã đủ lớn, nếu như trận chiến thứ hai còn muốn càng lớn, thế tất nương theo thương vong to lớn, còn có thể thảm bại. Xí thiên giới cũng không thể tổng cho người ta hình tượng liều lĩnh cùng điên cuồng, thời điểm thích hợp thì phải làm chút thay đổi. Kiều Vô Hối nói, mục tiêu trận chiến thứ hai của chúng ta là Thao Thiết Yêu Tộc. Đến Thao Thiết Yêu Tộc cao ngạo tự phụ một lần, thứ nhất nơi đó không có pháp trận bảo vệ, thứ hai nơi đó đang uy hiếp Cửu Thiên Thần Giáo, cần cho một cái giáo huấn. Chúng ta không hy vọng xa vời có thể trực tiếp hủy diệt nơi đó, chính là muốn chính diện liều mạng cùng đám yêu thú hung tàn kia Thao Thiết Yêu Tộc. Lập tức có thể hiện ra thực lực của chúng ta, cũng có thể luyện binh. Khương Phàm gật đầu nói. Dựa theo các người bố trí đi làm, nhưng không được coi thường đám hung thú kia, bọn chúng có thể thông qua thôn phệ tộc đàn tăng thực lực lên, cũng hung hãn không sợ chết, một khi tuyệt vọng liền sẽ tự bảo. Có thể áp đảo đám hung thú kia, không phải tộc Phượng Hoàng chúng ta thì không ai có thể hơn. Bọn người Khương Diễm vô cùng có kích tình đối với việc chinh chiến cùng Thao Thiết. Nơi đó chiếm cứ hơn ngàn vạn Thao Thiết, xác thực khủng bố, không cần pháp trận liền có thể trấn nhiếp thiên hạ, nhưng càng như vậy, càng có thể rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn, cũng có thể đề trấn hung danh của xí thiên giới bọn hắn. Đến lúc đó, Quang Minh chính đại đến một trận hợp tác cùng Cửu Thiên Thần Giáo. Thiên hậu đột nhiên tới một câu. Cái gì? Đám người đồng loạt nhìn sang, đây đúng thật là kế hoạch trong thương thảo của bọn hắn trước đó. Đây là ta vừa nghĩ đến, trước khi hành động, đưa tin tức cho Cửu Thiên Thần Giáo. Để bọn hắn nhắm ngay thời cơ, chặn đánh Thao Thiết Yêu Tộc. Mặc dù nhìn như vậy rất hung hiểm, nhưng ngược lại càng có thể bảo hộ Cửu Thiên Thần Giáo.
Có ba nguyên nhân. Một, Cửu Thiên Thần Giáo và Thao Thiết Yêu Tộc là kẻ thù truyền kiếp. Từ sau khi thần tôn giả chết, bọn chúng đã bắt đầu tấp nập hành động, gần như không chỉ mạo phạm ở hạ giới, mà còn vây bắt Hoàng Thành tại Thiên Khải. Sau khi lấy được tin tức chúng ta tiến công, bọn hắn xuất chinh đến Thao Thiết, cũng là hợp tình lý. Thứ hai, càng công khai hợp tác như vậy, ngược lại lộ ra Cửu Thiên Thần Giáo trong sạch. Cũng càng là biểu hiện ra với các hoàng đạo khác, Cửu Thiên Thần Giáo bọn hắn gần đây rất tức giận, chuyện gì cũng đều làm ra được, nếu ai còn dám làm ẩu, bọn hắn sẽ trực tiếp hợp minh cùng Xí Thiên Giới. Ta muốn sau khi nhận được tin tức, Chu Thiên Thần Điện cùng Xích Thiên Thần Triều đều có thể tự mình trấn an Cửu Thiên Thần Giáo, mời bọn họ tỉnh táo. Ngay cả Quang Mang Thần Tôn đều có thể nén giận, không còn dám tùy tiện mạo phạm. Thứ ba, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, Đông Hoàng Càn. Tính cách hắn nóng nảy, hoàng đạo thiên hạ đều biết, chuyện khác người gì cũng đều làm ra được. Cho nên Cửu Thiên phối hợp với chúng ta đả kích Thao Thiết Yêu Tộc thì càng không ai hoài nghi. Thiên Hậu nói xong, đám người đều hai mặt nhìn nhau, lông mày vẫn là chăm chú nhíu lại, thể hiện đã từ từ quái dị. Khương Phàm âm thầm lắc đầu, Thiên Hậu vẫn là Thiên Hậu, trong tính tình luôn luôn lộ ra cỗ ngoan khí cùng mạo hiểm. Tuy nhiên hắn không có trực tiếp can thiệp, ở trước mặt mọi người vẫn phải giữ gìn địa vị cho Thiên Hậu. Kiều Vô Hối trầm ngâm nói, kế hoạch không tệ, nhưng cần quy hoạch kỹ càng, nếu như thành công, cũng coi là một công nhiều việc, lập tức có thể thay Cửu Thiên thanh lý uy hiếp tại Bắc Bộ, lại có thể áp chế Quang Mang Thần Điện đang chuẩn bị trả thù, còn có triệt tiêu sự hoài nghi của tất cả hoàng đạo. Khương Phàm chỉ ở lại Xí Thiên Giới 3 ngày liền lặng lẽ rời khỏi, chạy tới Thần Dụ Chi Hải. Cân nhắc đến, thế giới mới, đang yên lặng dưới đáy biển, Khương Phàm đặc biệt dẫn theo Lý Dần. Về phần tỉ muội Đông Hoàng Như Ảnh, hắn thật sự không có dũng khí mời đi ra giới thiệu cho mọi người, vẫn là nên đợi thêm một thời gian, chờ có cơ hội thích hợp. Hải Thần Đảo. Từ lúc Khương Phàm trước rời khỏi cho đến bây giờ đã hơn 6 năm. Dưới sự cường thế chỉnh đốn của Dương Biện, Hải Thần Đảo trải qua 5 lần kịch biến, mặc dù tổn hao nhiều nguyên khí, nhưng rốt cuộc cũng đã vững chắc địa vị của mình. Trận kịch biến đầu tiên, trước hình luật đường của Dương gia, quan tài từ 300 cái mở rộng đến 527 cái, làm đệ nhất đại gia của Hải Thần Đảo, Dương gia gặp phải thanh lý cực kỳ đẫm máu tàn khốc. Trận kịch biến thứ hai, Thánh Tổ thứ hai, Dương Đồng Quang nhiều lần xuất quan, quấy nhiễu Dương Biện, cuối cùng bị buộc tế hiến thái cổ kinh hồn. Dương Ngọc Trân, lưu vong tang thi đảo, Dương Thiên Khuyết tự sát trước hình luật đường. Đến tận đây, thực lực tổng hợp của Dương gia chợt hạ xuống đến 1/5 của thời kỳ đỉnh phong. Nhân số càng là chợt hạ xuống 1/2. Trận kịch biến thứ ba, Lý gia bộc phát nội loạn. Lý Hoàng tiếp quản Hải Hoàng Tam xoa kích, kế nhiệm gia chủ tân nhiệm Lý gia. Lý Hùng thảm bại bỏ mình, từ trên xuống dưới Dương gia đều tuyên thệ ủng hộ Lý Hoàng. Lý Hoàng đại biểu Lý gia cùng Dương gia ký kết liên minh hiệp nghị hoàn toàn mới. Trận kịch biến thứ tư, Ngụy gia trốn đi. Ngụy gia cực kỳ bất mãn với tư thái của Dương Biện. Cùng tình huống tiếp tục suy yếu của Hải Thần Đảo, vào cuối năm 13 bọn hắn đã bắt đầu bí mật liên hệ quần đảo, Xích Vân Đảo của Thần Dụ Chi Hải ở Bắc Bộ. Xích Vân Đảo là đỉnh cấp thế lực tại Thần Dụ Chi Hải, do 33 hòn đảo lớn nhỏ tạo thành, tụ tập hơn 800.000 người, bọn hắn dã tâm bừng bừng, mưu toan tấn vị hoàng tộc. Chỉ là 100.000 năm qua chưa từng lại bồi dưỡng được một thiên phẩm linh văn. Ngụy gia nhìn thấy tiềm lực nơi đó. Xích Vân Đảo càng tham luyến thực lực luyện đan của Ngụy gia, hai bên ăn nhịp với nhau. Tháng 9 năm 14, tại thời điểm Lý gia nội loạn tiến vào thời khắc sống còn, Ngụy gia đã bí mật thoát khỏi, do Xích Vân Đảo tiếp dẫn, lao tới Bắc Bộ Thần Dụ Chi Hải. Dương Biện nhận được tin tức, nhưng không có giao trách nhiệm đuổi bắt, mà là bỏ mặc bọn hắn rời khỏi. Trận kịch biến thứ 5, đảo thứ tư từ đầu đến cuối luôn ở vào dung chuyển, rốt cuộc sau khi Ngụy gia thoát khỏi cũng đã sụp đổ. Một lần nữa trở thành tán tu của Thần Dụ Chi Hải. Chỉ trong thời gian 4 năm ngắn ngủi, Hải Thần Đảo đã trải qua 5 trận kịch biến, thực lực tổng hợp đã nhanh chóng lụi bại, còn sót lại 3 vị thánh linh, còn không có đan sư Ngụy gia để bọn hắn triệt để đánh mất tư cách khiêu chiến hoàng đạo. Nếu như không phải có Viễn Cổ Kình Hồn của Dương Biện cùng Hải Hoàng Tam xoa kích của Lý Hoàng đè lấy, Hải Thần Đảo đều có thể sẽ đánh mất tư cách danh xưng là hoàng tộc. Cũng may Thần Dụ Chi Hải bởi vì biến cố của thế giới mới, thực lực tổng hợp đều đã hạ xuống toàn diện, nếu không thì cũng sẽ có cường tộc khiêu chiến địa vị của Hải Thần Đảo.
Nhưng không thể phủ nhận là, Dương Biện thật có thủ đoạn tàn khốc, xác thực có thể thành tựu hải thần đảo cao nhất, càng tạo thành lực uy tín, kỷ luật nghiêm minh cho hắn. Từ lâu dài đến xem, hải thần đảo càng giống tân sinh, thay xương đổi thịt, mà không phải là trọng thương, đứt gân xương. Sau một năm chỉnh đốn, khi tất cả mọi người đều cho là hải thần đảo sẽ bế đảo chỉnh đốn mấy chục năm, Dương Biện đột nhiên thổi lên kèn lệnh chiến tranh với Thánh Bằng đảo. Cử động lần này bị Thiên Kiếm thần tông. Bây giờ thần dụ chi hải đã đại thương nguyên khí, chịu không được tiêu hao mới, nếu như lại bộc phát nội loạn, vô cùng có khả năng dẫn phát tới quy mô xâm lấn gần hải vực. Nhưng không có người nào có thể ảnh hưởng được quyết định của Dương Biện, hắn muốn báo thù cho Lôi Tú. Mặc dù Thánh Bằng đảo không phải là thủ phạm trực tiếp hại chết Lôi Tú, nhưng sự dung túng cùng thái độ của bọn hắn lại gián tiếp hại chết Lôi Tú. Mà đây, cũng là chuyện hắn phải làm đầu tiên sau khi hoàn toàn khống chế hải thần đảo. Vào đầu tháng 10, năm thứ 15, Dương Biện mặc áo trắng, dẫn xuất hải thần đảo tuyên chiến Thánh Bằng đảo. Thánh Bằng đảo bằng vào lôi vân đầy trời, ngạnh kháng với sóng gió đầy trời, bày ra trạng thái tử chiến đến cùng. Thiên Kiếm thần tông thấy hải thần đảo không nghe cảnh cáo thì đã dứt khoát xuất chinh hải thần đảo, lấy hành động thực tế khiến cho Dương Biện lui về. Cuối tháng 10, Dương Biện bị ép trở về, tiếp nhận sự thỏa thuận với Thiên Kiếm thần tông. Nhưng, Dương Biện rất không cam tâm, hắn nhất định phải thay Lôi Tú báo thù. Hoặc là, Thánh Bằng đảo chân thành xin lỗi, hoặc là Thánh Bằng đảo bị hủy diệt, không có bất kỳ con đường thứ ba nào có thể đi. Cho nên, sau 2 tháng tiếp nhận, thỏa thuận với Thiên Kiếm thần tông, hải thần đảo lại dưới tình huống không có bất kỳ dấu hiệu nào, lần nữa khởi động chiến tranh, lần này còn bí mật liên hợp với Thương Uyên đảo. Thương Uyên đảo cùng Lý Gia có quan hệ tốt, mai rùa trên thân tộc nhân trực hệ của Lý Gia đều là Thương Uyên đảo tặng cho. Lý Gia thì lợi dụng lực ảnh hưởng của hải thần đảo, bảo đảm cho Thương Uyên đảo sẽ đứng trong 10 vị trí đầu trong 100.000 yêu tộc tại thần dụ chi hải. Tháng 1, năm thứ 16. Chiến tranh vừa mới bộc phát, hơn vạn huyền quy của Thương Uyên đảo xuất kích từ đáy biển, ngạnh kháng Thánh Bằng đảo, lấy thương vong thảm liệt dung chuyển pháp trận. Thánh Bằng đảo cùng ngày cáo phá, hai con thánh linh lôi bằng đẫm máu giết ra khỏi trùng vây, vẻn vẹn mang theo hơn 50 con lôi bằng thoát khỏi, sau đó tìm Thiên Kiếm thần tông nương tựa. Thiên Kiếm thần tông ngẫu nhiên cao điệu tiếp nhận lôi bằng, cũng định là yêu thú bảo vệ thần tông. Ngày 27 tháng 1. Dương Biện dắt tay Lý Hoàng đích thân tới Thương Uyên đảo, sau một phen thuyết phục, 8 thiên huyền quy cõng đảo vượt biển, gia nhập liên minh hải thần đảo, tiếp nhận vị trí đã từng là của Ngụy gia, trở thành đảo thứ 3. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, lôi bằng đã gia nhập thần tông, huyền quy lại trú đến hải thần, cách cục thế lực tại thần dụ chi hải đã phát sinh thay đổi mới. Địa vị của Thiên Kiếm thần tông không thể nghi ngờ là đã đạt được vững chắc, thực lực của hải thần đảo cũng đã nhận được khôi phục. Nhưng bởi vì nguyên nhân từ Thánh Bằng đảo nên mối quan hệ giữa hai bên đã trở nên khẩn trương. Thiên Kiếm thần tông, Thái Gia Gia, xảy ra chuyện rồi. Phó Tiêu Giao đẩy cửa phòng ra, xông vào mật thất của Phó Tông Chủ, Phó Hành Không. Phó Hành Không không vội vã kết thúc minh tưởng, hắn từ từ tản ra khí tức ngũ hành, mở mắt ra nói. Rốt cuộc Dương Biện cũng ám sát Ngụy Vô Đạo rồi. Phó Tiêu Giao cảm thấy mình đã xúc động. Tranh thủ thời gian bình phục lại cảm xúc, nói. Không phải Ngụy Vô Đạo, Xích Vân đảo đối với Ngụy gia, nhất là việc bảo hộ Ngụy Vô Đạo, vô cùng nghiêm mật, trưởng lão chúng ta an bài ở nơi đó cũng luôn bị đề phòng, cho tới bây giờ, đều không có phát hiện bất cứ tung tích gì đến từ hải thần đảo. Sự kiện của Thánh Bằng đảo đều đã kết thúc được 5 tháng, Dương Biện còn đang nhịn sao? Phó Hành Không cảm thấy rất kỳ quái, nếu Dương Biện đều đã bôn tập Thánh Bằng đảo. Chẳng lẽ còn có thể tha cho Ngụy gia? Dựa theo phân tích của hắn, Dương Biện là không thể nào buông tha Ngụy gia, hai vị tân gia chủ hải thần đảo Dương gia, Lý gia này cũng đều là người trẻ tuổi tràn đầy tinh lực, càng biết làm ra chuyện vọng động lỗ mãng. Cho nên, bọn hắn khẳng định sẽ thanh lý, phản đồ, làm sứ mệnh quan trọng. Từ trong chuyện Dương Biện không tiếc cái giá nào mà tấn công mạnh Thánh Bằng đảo này, liền có thể thể hiện ra được. Phó Hành Không phỏng đoán. Mục tiêu tiếp theo của Dương Biện và Lý Hoàng, chính là ám sát Ngụy gia đã trốn đến Bắc Bộ. Mà hắn cũng ngóng trông Dương Biện làm như vậy. Ngụy gia là đỉnh cấp thế gia luyện đan của thần dụ chi hải, lực ảnh hưởng cực lớn, càng có liên hệ cùng thế gia luyện đan khác. Nếu như Dương Biện đồ sát Ngụy gia, chắc chắn sẽ khiến cho các thế gia luyện đan toàn thần dụ chi hải liên hợp chống lại.
Đến lúc đó, coi như Dương Biện còn có thể nghĩ cách mua được đan dược, cũng đừng hòng lại mời chào thế gia luyện đan mới vào Hải Thần Đảo ở. Hải Thần Đảo không có luyện đan thế gia, bất luận là tốc độ phát triển, hay là lực ảnh hưởng, cũng khó khăn có được thành tựu. Coi như Dương Biện là Thánh Vương thiên phẩm, cũng khó có thể thật sự bước lên cảnh giới Thánh Vương. Phó Tiêu Giao nói, chúng ta đều đã đoán sai, bước thứ hai của Dương Biện không phải thanh lý đan sư của Ngụy gia, mà tìm kiếm thế gia luyện đan mới cho mình. Xác thực mà nói, hắn hẳn là muốn chủ hoạch kiến lập đảo thứ tư hoàn toàn mới. Phó Hành Không bỗng nhiên đứng dậy. Dương Biện để mắt tới nhà ai rồi? Thiên Mộng Đảo. Thiên Mộng Đảo, nơi đó thuộc về thế lực trung lập, há có thể hợp tác cùng Dương Biện, lại nói nơi đó có luyện đan sư rất mạnh sao? Thái Gia Gia, lúc trước Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo thông gia, đã từng xuất hiện một vị thiên phẩm luyện đan sư thần bí, cho thấy thực lực luyện đan phi phàm, hắn nói là phụng mệnh gia sư, khiêu chiến tất cả luyện đan sư thần dụ chi hải, nhưng còn chưa bắt đầu, liền bị Thiên Mộng Đảo mời chào đi qua. Từ đó về sau, vị thiên phẩm luyện đan sư thần bí kia liền lại không có xuất hiện qua, có thể là đã thật sự gia nhập liên minh Thiên Mộng Đảo. Thiên phẩm luyện đan sư. Phó Hành không nghĩ tới, đúng là đã từng có chuyện như vậy. Lúc ấy hắn còn đặc biệt sắp xếp người bí mật giám sát Thiên Mộng Đảo, chỉ là nơi đó hoàn toàn ngăn cách với đời, thực sự không tốt để điều tra, dần dần liền từ bỏ. Dương Biện bí mật đi Thiên Mộng Đảo, còn được chiêu mộ đi lên. Thiên Mộng Đảo là thế lực trung lập, cho tới bây giờ đều là tiếp đãi khách ở phía dưới Không Mộng Đảo, trực tiếp mời chào đi lên giống như vậy, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Ai phát hiện Dương Biện, có thể xác định là Dương Biện sao? Là người bên trên Không Mộng Đảo phát hiện, đặc biệt chạy đến nơi đây đến báo cáo, hắn dùng ký ức tinh thạch, đúng là Dương Biện. Cùng đi với hắn còn có bán thánh hình luật đường của Dương gia, Dương Bích Huyên. Ta tự mình đi Thiên Mộng Đảo một chuyến. Điều tra thêm nơi đó có đan thánh hay không. Phó Hành Không tuyệt đối không thể để Hải Thần Đảo đạt được đan thánh, nếu không nơi đó liền không còn đơn giản là liên minh chiến tranh, mà có giống Hải Thần Đảo trước đó, có đủ cơ sở phát triển, sẽ còn từ từ hình thành lực ngưng tụ,